những cái kia cổ xưa chữ viết, để cho Diệp Thần cảm thấy có chút quen thuộc. Đó là Hồng Quân Thất Bảo bên trong, mà là kinh tràng chữ viết. Xem ra truyền thuyết không uổng, ở trước đây thật lâu, mà tổ vô thiên thật cùng thiên hy cổ đế, ở chỗ này bùng nổ qua đại chiến. Mà tổ vô thiên pháp bảo, mà là kinh tràng khí tượng, cách nhau mười mấy vạn năm, lại còn có lưu lại, quanh quẩn ở mảnh chiến trường này nơi phế tích, làm người ta rung động. Mấy trăm ngàn năm, mà đạo khí tượng bất diệt, vậy mà tổ vô thiên tu vi, không khỏi quá kinh khủng điểm. Diệp Thần trong lòng ngần than thầm, càng cảm thấy ma tổ vô thiên đáng sợ, hắn cùng giả thiên ma đế, muốn chiến thắng ma tổ vô thiên mà nói, chỉ sợ là khó hơn lên trời. Hy Minh Phượng đứng ở hố to bên, nhìn đen nhánh kia vực sâu, sống lưng vậy hơi toát ra mồ hôi, hắn tu vi chỉ có bách ra cảnh một tầng thiên, nếu như không có Diệp Thần khí vận che chở nói, hắn là tuyệt đối không dám bước vào địa nguyên thâm huyền. Cắn răng, Hy Minh Phượng cầm tim đưa ngang một cái, nói, Diệp huynh, Khúc cô nương, chúng ta đi xuống đi. Chỉ cần đi vào địa nguyên thâm huyền, tìm được Hy Phục Thiên Hải cốt, là được thông qua gia tộc khảo nghiệm, trở lại tổ địa, cọ rửa sỉ nhục, đây đối với Hy Minh Phượng mà nói, vô cùng trọng yếu. Diệp Thần phục hồi tinh thần lại, ừ một tiếng, gật đầu một cái. Hy Minh Phượng móc ra một sấp linh phù, đều là hắn mấy ngày nay chuẩn bị, hộ thân, bảo vệ tánh mạng, chữa thương, khu độc, khư trú. Tất cả loại thuộc tính linh phù, tất cả đều đủ. Hắn rút ra một tấm kim quang vạn Phật phù, ở trong tay cháy, trong thoáng chốc, thì có vây quanh kim quang nổi lên, kim quang lộ ra hóa ra từng ngọn Phật đà hư ảnh, vây quanh đem hắn bảo vệ. Chuẩn bị kỹ càng, Hy Minh Phượng lại rút ra hai tấm bảo vệ phù, đưa cho Diệp Thần cùng Kỳ Tư Thanh. Diệp Thần nói, không cần, ta mới có thể bảo vệ được mình, đi xuống đi. Được. Hy Minh Phượng đáp một tiếng. Ánh mắt đông lại một cái, hít sâu một hơi, dẫn đầu nhảy vào vực sâu bên trong. Diệp Thần kéo Kỳ Tư Thanh tay, vậy đi theo nhảy xuống. Giật mình nhập vực sâu, Diệp Thần lập tức cảm giác được, cái này vực sâu quy luật, đặc biệt quỷ dị, linh khí bạo động kịch liệt, muốn ngự gió phi hành cũng khó khăn, chỉ có thể không ngừng đi xuống đuổi theo. Mà vực sâu quỷ dị quy luật, vậy làm được hắc ám lan tràn. Hy Minh Phượng có cầm quang vạn Phật phù bảo vệ. Cả người Phật quang vần quanh, nhưng cái này Phật quang, nhưng không cách nào khuếch tán ra, tựa như bị hắc ám chế trụ. Chỗ này, quả nhiên cổ quái. Diệp Thần cảm thấy được một màn này, cũng là âm thầm lưu ý, lập tức vận chuyển tám bộ phù đồ khí, một cổ so Thái Dương còn muốn sáng chói nhức mắt Phật quang, từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Cái này Phật quang, so với Hy Minh Phượng trên mình, không biết muốn sáng chói nhiều ít lần, chung quanh vực sâu hắc ám, lập tức bị nghiền bạo. Bốn phía tràn đầy cuồn cuộn Phật môn chánh khí. Diệp huynh, không hổ là ngươi, quả nhiên là cường hãn. Hy Minh Phượng thấy một màn này, không khỏi được khen ngợi một tiếng, chỉ cảm thấy Diệp Thần Phật khí bàng bạc, nếu như chiến đấu, muốn nghiền nát hắn, sợ rằng sẽ không so nghiền nát một con kiến hôi, khó khăn nhiều ít. Ở Diệp Thần tám bộ phù đồ khí dưới sự che chở, ba người thuận lợi hạ xuống, đi tới vực sâu lòng đất. Địa uyên thâm huyền lòng đất. Khắp nơi chôn trước xương trắng, nhìn thấy mà đau lòng. Những thứ này xương trắng, một phần là Hy nhà người mạo hiểm, xông vào nơi đây, trực tiếp chết lưu lại. Còn có rất lớn một phần chia, nguyên tử viễn cổ, là ma tổ vô thiên năm đó, cùng thiên hy cổ đế đánh giết, chiến đấu kịch liệt, đôi phe thế lực lưu lại hài cốt. Đếm không hết hài cốt, đống ở thế giới lòng đất, hình thành từng luồng quỷ hỏa, từng luồng chướng khí. Thanh tâm tịnh khí phù. Hy Minh Phượng vội vàng rút ra một tờ linh phù, cháy sử dụng, bảo vệ được mình, miễn được bị chung quanh chướng khí cùng quỷ hỏa ăn mòn. Thiên tiên cá chép sao? Diệp Thần nhưng là thong thả, mở ra thiên tiên cá chép sao, từng luồng thần quang bính phát tiên ra cá chép khí tượng, vần quanh ở chung quanh, trực tiếp đem tất cả chướng khí xua tan. Hy Minh Phượng thấy vậy, dứt khoát thu hồi linh phù, nói, Diệp huynh, có ngươi ở đây, chỉ sợ nguy hiểm gì đều có thể hóa giải. Diệp Thần gật đầu một cái, cũng không nói gì nhiều, nói, mau sớm tìm được Hy Phục Thiên Hải cốt, rời đi nơi đây. Chung quanh chôn hải cốt, số lượng thực ra quá nhiều, Diệp Thần vậy không phân rõ ai là ai. Hy Minh Phượng nói, Hy Phục Thiên trời xanh trọng đồng dị tướng, xương cốt vậy khác với người thường, hắn xương cốt là màu vàng kim, nếu quả thật có hải cốt lưu ở chỗ này, hẳn rất dễ dàng là có thể phát hiện. Đưa mắt nhìn bốn phía, nhưng chung quanh hải cốt.
toàn bộ là trắng hếu hình dáng, cũng không gặp có màu vàng kim hài cốt. Chúng ta nghiêm túc tìm một chút. Hy Minh Phượng tiếp theo đi về phía trước vào, cái này địa uyên thâm huyền địa vực, cũng không coi là nhỏ, chu vi ít nhất có trăm dặm, muốn tìm một cỗ hài cốt, thật ra thì cũng không dễ dàng. Ba người một đường tiến về phía trước, đột nhiên, nghiêng gai bên trong âm phong nổi lên, một tiếng giống to vang dội, một đầu khô lâu ma vật vọt ra. Chú ý! Hy Minh Phượng la thất thanh, đang muốn rút kiếm nghênh kích, nhưng Diệp Thần ở trong chớp mắt, đã một chưởng đánh ra, đem khô lâu kia ma vật nghiền nát. Diệp huynh, tốc độ thật nhanh. Hy Minh Phượng một tiếng khen ngợi, giọng lại mang tự thương. Hắn năm đó bị Diệp Thần đánh bại, bây giờ còn có bóng mờ, tu vi lại lui bước đến bách gia cảnh một tầng thiên, một chút gió thổi cỏ lay, cũng để cho hắn đạo tâm chập chờn, kêu la om sòm. Nhìn lại Diệp Thần, nhưng thủy chung là khí định thần nhàn hình dáng, tựa như vũ trụ sụp đổ, cũng sẽ không để cho hắn chút nào sợ hãi. Diệp Thần vậy cảm thấy được Hy Minh Phượng tình huống, trong đầu nghĩ, hắn đạo tâm khói mù quá nặng, muốn xua tan, trừ phi là có thể trở lại Hy nhà. Ba người tiếp tục tiến về phía trước, đường xá bên trên, gặp gỡ nguy cơ quả thực không thiếu, cái này phiến địa uyên thâm huyền bên trong, có thật nhiều ma vật cùng quỷ quái, địa mạch bên trong lại bồi bổ ra vô số âm hồn. Giết người là máu, làm người ta rợn cả tóc gáy. Nhưng, những thứ này nguy cơ, đối Diệp Thần mà nói, cũng không có chút nào uy hiếp. Bây giờ Diệp Thần, võ đạo chiến lực chân thực cường hãn, chính là ma vật, liền hắn chút nào mau cũng không tổn thương được. Một đường tiến về phía trước, ở địa uyên thâm huyền bên trong tìm ba ngày, Diệp Thần, Kỷ Tư Thanh, Hy Minh Phượng ba người, không có một chút bị thương, nhưng vậy không có một chút thu hoạch. Vậy Hy Phục Thiên hài cốt, thật ở chỗ này sao? Diệp Thần chau mày, tìm ba ngày, cơ hồ đem toàn bộ địa uyên thâm huyền tìm khắp, hắn cũng không có thấy được cái gì màu vàng kim hài cốt. Đích xác có chút cổ quái, Hy Phục Thiên hài cốt, hẳn ở chỗ này mới là, làm sao sẽ một chút đầu mối cũng không tìm được. Hy Minh Phượng cũng là cảm thấy cổ quái. Kỷ Tư Thanh nói, vậy Hy Phục Thiên, biết hay không còn chưa có chết? Hy Minh Phượng lắc đầu nói, sẽ không, gia tộc hắn mệnh bài đã vỡ vụn, chứng minh người đã chết, không thể nào sống sót, hắn chính là chết tại đây địa phương, nhưng không biết hài cốt đi nơi nào. Diệp Thần ánh mắt lạnh lùng, nói, vậy tìm lại hai ngày, nếu như hai ngày sau đó, còn không có kết quả, chúng ta liền rời đi. Diệp Thần không thể nào một mực ở lại chỗ này, nếu quả thật không kết quả, hắn dự định trực tiếp rời đi, sẽ nghĩ biện pháp khác, đi gần vậy Hy Huyền Thiên. Tổng không thể ở chỗ này lãng phí thời gian. Hy Minh Phượng hơi có chút thất vọng, nói, được, Diệp huynh, liền theo ngươi nói. Tiếp theo, ba người tiếp tục ở địa uyên thâm huyền bên trong tìm, như vậy qua được hai ngày, vẫn không có bất kỳ thu hoạch. Hy Minh Phượng gương mặt một phiến cho tàn, kết quả này, hiển nhiên ra hắn ý liệu. Hiếm có Diệp Thần bầu bạn, có thể giải quyết hết địa uyên thâm huyền tất cả ma vật uy hiếp. Nhưng hết lần này tới lần khác không tìm được Hy Phục Thiên hài cốt, nhất định phải không công mà về, không cách nào thông qua khảo nghiệm, lại không thể trở lại gia tộc. Hy Minh Phượng trong nội tâm, dĩ nhiên là vạn phần thống khổ. Minh Phượng công tử, chúng ta đi thôi. Diệp Thần nhưng không có ở đây có thể lãng phí, chuẩn bị rời đi. Hy Minh Phượng thống khổ gật đầu một cái, cũng là không biết làm sao. Diệp Thần vận chuyển tám bộ phù đồ khí, cả người Phật quang vần quanh. Bao phủ ở Kỷ Tư Thanh, Hy Minh Phượng hai người, ngự gió bay lên không, trở lại ngoại giới. Hi hi! Ngay tại Diệp Thần ba người, mới vừa bay lên không, sau lưng không môn mở lớn thời điểm, một đạo tiếng cười âm lãnh, đột ngột vang lên. Sau đó, nhưng gặp một đạo nhọn kim quang, như đao tựa như kiếm vậy, từ một bên bạo giết ra, hướng Diệp Thần sau lưng ám sát đi. Đây là đánh lén. Diệp Thần con người có giúp một cái. Tuyệt đối không nghĩ tới, sau lưng lại có kẻ địch ẩn núp, ở hắn nhất sơ sót thời điểm, dành cho hắn chí mạng nhất đánh lén. Người đánh lén ẩn núp được tốt vô cùng, trong quá khứ mấy ngày thời gian bên trong, cũng không có bại lộ, càng không có ra tay, một mực bình tĩnh, chờ đợi xuất thủ cơ hội. Hiện tại Diệp Thần chuẩn bị rời đi, tinh thần phòng thủ buông lỏng, người đánh lén mới bạo khởi tấn công. Một đạo kim quang này, ác liệt vạn phần, làm người ta khó mà phòng bị. Muốn đánh lén ta? Diệp Thần gương mặt vặn vẹo một tí, phản ứng vậy là đặc biệt mau, mắt xem kim quang kia bạo giết tới, lập tức mở xích trần thần mạch. Chanh!
Xích Trần thần mạch mở một cái, một bộ hoàng kim chiến giáp, bao trùm ở Diệp thần trên mình. Vậy đạo sát phạt kim quang, đánh vào chiến giáp trên, nổ lên sao hỏa, đem chiến giáp đánh xuyên, nhưng sát phạt tình thế cũng vừa tốt hết, kim quang tiêu tán đi. Là ai? Diệp thần cắn răng, người đánh lén thực lực không hề yếu, có thể một lần hành động đánh xuyên hắn chiến giáp, tu vi chắc có bách gia cảnh 6 tầng thiên. Cái này một tí đánh lén, Kỳ Tư Thanh cùng Hy Minh Phượng, cũng là sợ suốt mồ hôi lạnh cả người. Thật may người đánh lén nhằm vào, là Diệp thần một người, nếu như vậy sát phạt kim quang, là bắn về phía bọn họ, vậy bọn họ nhất định phải chết, tuyệt đối không có phòng bị có thể. Luân hồi chi chủ, quả nhiên là cường hãn, cái này cũng giết không chết ngươi. Một đạo tiếng than thở vang lên. Nhưng gặp hắc ám thâm uyên bên trong, không gian vặn vẹo, một người mặc kim quang đạo bào ông già, nổi lên. Vậy lão người thân hình hư ảo, lại không phải là người thể, mà là thuần túy linh khí hội tụ mà thành linh thể, xem hình dáng là một cái khí linh. Ồ, Diệp thần nhìn vậy lão người, phát hiện ông lão tu vi hơi thở, chỉ có bách gia cảnh 4 tầng thiên, cũng không có hắn tưởng tượng mạnh mẽ. Nhưng mới vừa đánh lén, vậy sát phạt kim quang uy năng, tuyệt đối vượt quá bách gia cảnh 4 tầng thiên. Diệp thần trong đầu nghĩ, cái này ông già là khí linh. Hiển nhiên là mượn pháp bảo bản thể năng lượng, mới có thể bùng nổ như thế lợi hại công kích, chỉ là không biết là pháp bảo gì. Tháp lão, là ngươi. Hy Minh Phượng thấy vậy lão người, nhưng là kinh hãi vạn phần, trợn to hai mắt. Diệp thần nhướng mày một cái, nói, lão này là ai? Hy Minh Phượng nói, là thiên địa huyền hoàng tháp khí linh, kỳ quái, hắn tại sao lại ở chỗ này? Diệp thần nói, thiên địa huyền hoàng tháp, hy huyền thiên pháp bảo. Hắn lên đảo thời điểm, tựa hồ nghe chấn thủ người nói qua, Hy Huyền Thiên gần đây, ở rèn luyện pháp bảo thiên địa huyền hoàng tháp, cho nên lên đảo người, đều phải nộp pháp bảo vật liệu cung phụng. Hy Minh Phượng nói, không sai, thiên địa huyền hoàng tháp, chính là 33 thiên thái thượng thần khí, hồng quân thất bảo một trong, cũng là Hy Huyền Thiên bổn mệnh pháp bảo, cái này ông già, chính là khí linh. Diệp thần nghe được Hy Minh Phượng mà nói, trong phảng phất bắt được thiên cơ. Ban đầu âm dương thần điện địa mạch, tựa hồ chính là bị Hy Huyền Thiên, dùng thiên địa huyền hoàng tháp đánh nát. Vậy tháp lão mắt lạnh nhìn Hy Minh Phượng, cười khẩy nói, Hy Minh Phượng, ngươi lại dám cấu kết luân hồi chi chủ, mưu đồ lật đổ ta thiên hy cổ tộc, phải bị tội gì? Hy Minh Phượng nói, tháp lão, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tháp lão là thiên địa huyền hoàng tháp khí linh, lại có thể cũng tới đến địa huyền thâm huyền, hơn nữa xem hắn hình dáng, tựa hồ ở chỗ này rất lâu rồi. Chẳng lẽ hắn cũng muốn tìm Hy Phục Thiên hài cốt? Trong phảng phất, Hy Minh Phượng chỉ cảm thấy chuyện này sau lưng, tuyệt đối khác có kỳ hoặc. Tháp lão cười lạnh nói, không cần ngươi quản, ngươi tên phản đồ này, lại dám cấu kết luân hồi, chờ ta giết chết luân hồi chi chủ, sẽ gọi ngươi chôn theo. Dứt lời, tháp lão ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp thần, lại cười hắc hắc, nói, luân hồi chi chủ, ta vốn còn muốn trực tiếp đánh lén giết chết ngươi, để cho ngươi được chết thống khoái một chút. Không nghĩ tới người cứng rắn muốn tự tìm đau khổ, bây giờ muốn chết, cũng không sẽ như thế buông lỏng. Diệp thần sắc mặt trầm xuống, nói, ban đầu âm dương thần điện địa mạch, là ngươi đập bể. Tháp lão nói, là ta thì như thế nào? Tự tìm cái chết. Diệp thần nhất thời giận dữ, một trường như trời long đất lở, cuồng trục ra, chung quanh hắc ám thâm uyên, tầng tầng nổ tung, có vô cùng thần quang nổ đi ra. Hắn giận đùng đùng xuống một trường. Đủ để ung dung trong nháy mắt giết phổ thông bách gia cảnh 4 tầng thiên cường giả. Mà tháp lão tu vi, chính là bách gia cảnh 4 tầng thiên, mắt gặp Diệp thần một trưởng kinh thiên giết tới, hắn nhưng không chút kinh hoàng, khoát tay, vực sâu địa mạch chấn động, vô cùng linh khí họp lại, hóa thành một tầng bức tường khí, lại đem Diệp thần trưởng thế ngăn trở. Hi hi, cái này địa uyên thâm huyền, là địa bàn ta có địa mạch che chở, người dám cùng ta động thủ, đó chính là tự tìm cái chết. Tháp lão khinh thường cười lên, hắn ở địa uyên thâm huyền bên trong, hiển nhiên hoạt động nhiều năm, hơi thở đã cùng địa mạch dung hợp, đạt được địa mạch phong thủy gia trì, không phải chuyện đùa. Nếu như là ở bên ngoài, Diệp thần một trưởng là có thể đem hắn giết chết. Nhưng ở địa uyên thâm huyền, bị địa mạch ảnh hưởng, Diệp thần nhưng khó mà đánh chết cái này tháp lão. Núi thây biển máu, vô gian địa ngục, cho ta trấn áp. Tháp lão quát to một tiếng, bàn tay huy động. Địa mạch bên trong tích lũy ma khí, viễn cổ chiến trường sát phạt tử khí, vô số hải cốt oán khí,
đều bị hắn điều động, hóa thành một cái kinh khủng kết giới. Kết giới này, tràn đầy núi thây biển máu, đao kiếm rừng cây, ác quỷ gào khóc dị tượng, tựa như vô gian địa ngục, lập tức đem Diệp Thần ba người bao phủ ở. Chu tước cửa, mở. Kỷ Tư Thanh thấy vậy, lập tức mở chu tước cửa, từng luồng nóng rực chu tước linh khí bung ra, xua tan chung quanh quỷ khí. Thanh tâm tịnh khí phù. Thi Minh Phượng vậy sử dụng linh phù, xua tan quỷ khí. Nhưng mà, tháp lão kết giới này trận pháp, hỗn hợp địa mạch tích lũy mười mấy vạn năm tử khí, uy năng cường hãn, quỷ kia khí xua tan một món, lại có vô cùng bạo dũng ra, đơn giản là nguyên khí vô tận, làm người ta nghẹt thở. Thấy chung quanh một màn, Diệp Thần gương mặt cũng có chút ngưng trọng. Đáng tiếc hắn nguyện vọng thiên tinh, cho mượn Hạ Huyền Thịnh chạy thoát thân, nếu như có nguyện vọng thiên tinh ở tay, hóa giải những quỷ này khí, có lẽ sẽ đơn giản rất nhiều. Hư linh thần mạch, mở. Diệp Thần phúc tới tâm linh dưới, biết cưỡng ép phá giải kết giới, nhất định hao tâm tổn sức dây dư lực, cái mất nhiều hơn cái được, dứt khoát trực tiếp hư linh thần mạch, nghiền nát chung quanh tất cả không gian quy luật, mang Kỷ Tư Thanh cùng Hy Minh Phượng hai người, một cái ngay tức thì di động, qua lại hư không, từ kết giới bên trong phi độn ra, đi vòng qua tháp lão phía sau. Cái gì? Tháp lão thất kinh, nào nghĩ tới Diệp Thần bị kết giới bao phủ hạ, lại vẫn có thể ngay tức thì di động qua lại. Đây là hư linh thần mạch uy năng cường đại. Cho ta chết. Diệp Thần ánh mắt sắc bén, hung hăng một chưởng, hướng tháp lão sau lưng vỗ tới. Tháp lão chỉ cảm thấy một hồi hung mãnh chưởng phong, gào thét tới, nếu là bị Diệp Thần một chưởng đánh trúng, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cựu Nhật ma khí, kinh tràng ma ảnh. Sống chết trước mắt, tháp lão quát to một tiếng, lần nữa điều động địa mạch hơi thở, nhưng gặp từng luồng ma khí, bạo dũng ra. Vậy ma khí sôi trào tới giữa, hóa thành một tòa đen nhánh kinh tràng, lại là ma tổ vô thiên pháp bảo, ma la kinh tràng hư ảnh. Lúc đầu, năm đó ma tổ vô thiên, cùng thiên hy cổ đế kinh thiên đánh một trận, mảnh chiến trường này phế tích, địa mạch chỗ sâu, ẩn chứa ma tổ vô thiên lưu lại hơi thở. Tháp lão cùng địa mạch dung hợp, lại có thể đem những đất này mạch hơi thở, điều động ra, cái này một cái xuất thủ, liền như ma tổ vô thiên đích thân tới. Đen nhánh kinh tràng nổ lên cổ xưa minh văn, quay đầu hướng Diệp Thần đánh tới. Phịch! Diệp Thần hung hăng một chưởng, đánh vào tòa kia kinh tràng trên, nhưng rác một hồi ma khí cắn trả tới, ngũ tạng lục phủ một hồi hỗn loạn. Đáng chết! Diệp Thần cắn răng, lại không nghĩ rằng cái này tháp lão, lại vẫn có thể điều động ma tổ vô thiên lưu lại hơi thở. Ở ma la kinh tràng hư ảnh uy áp hạ, Diệp Thần ngay cả hô hấp cũng hít thở không thông, vội vàng lui về phía sau. Kỷ Tư Thanh cùng Hy Minh Phượng, cũng là nhanh chóng lui về phía sau. Hi hi. Tháp lão cười lạnh một tiếng, mượn dùng ma tổ vô thiên tàn uy, hắn hơi thở tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng, linh thể gánh vác to lớn, gương mặt đã là một phiến trắng bệch. Nhưng, chỉ cần có thể đánh chết Diệp Thần các người, bất cứ giá nào đều là đáng. Luân hồi chi chủ, ta phải đem huyết mạch ngươi, hiến tặng cho ta chủ nhân. Tháp lão thúc giục kinh tràng hư ảnh, hóa thành đen nhánh nước lũ. Mang theo hung hãn năng lượng, hướng Diệp Thần ba người liều chết xung phong đi. Nước lũ gào thét lướt qua, từng tầng một hư không đều là ở chấn động vỡ vụn. Đen nhánh nước lũ tràn ngập trước mắt, Diệp Thần cũng là hơi ngưng trọng, trong mắt lướt qua một chút quả quyết, lòng bàn tay hiện ra luân hồi văn lạc, chuẩn bị trực tiếp cháy luân hồi huyết mạch. Vù vù. Nhưng, ngay tại Diệp Thần muốn cháy luân hồi huyết mạch thời điểm, trong hư không, có một đạo thanh âm kỳ dị vang lên, phảng phất là kiếm minh. Hưu, một đạo đỏ thẫm như máu kiếm ảnh, từ đàng xa phóng tới, đỏ đích một tiếng, cùng đen nhánh nước lũ đụng vào nhau, hai người va chạm bộc phát ra đáng sợ đợt khí, đem chung quanh mặt đất, toàn bộ biến dạng, bụi mù cuồn cuộn, sáng đẹp nguy nga. Mà đợi được bụi mù tản đi, Diệp Thần nhưng là thấy, ở hắn trước mặt, một chuôi đỏ thẫm cự kiếm, sừng sững trên đất, thân kiếm một hồi run rẩy run, kiếm khí bức người. Nhìn vậy đỏ thẫm cự kiếm. Tháp lão mặt liền biến sắc, trầm thấp kêu lên, Hy Phục Thiên, người dám quấy rối. Theo tháp lão tiếng nói rơi xuống, phía trước hư không hơi vặn vẹo, đi ra một đạo thân ảnh. Đó là một người đàn ông, thân mặc áo vải, trong mắt quấn vòng quanh một khối vải trắng, gương mặt trầm tĩnh như nước. Hy Minh Phượng thấy nam tử này, trợn mắt hốc mồm, tựa hồ không dám tin tưởng mình ánh mắt, líu díu kêu lên, Phục Thiên, là ngươi. Diệp Thần cả kinh.
nhìn xem vậy bịt mắt nam tử, nói, hắn chính là Hy Phục Thiên. Hắn không là chết sao? Tháp lão, Minh Phượng đại ca là bạn của ta, ngươi không nên thương tổn hắn. Vậy bịt mắt nam tử, ngẩng đầu nhìn về phía tháp lão, chậm rãi nói. Tháp lão ánh mắt chớp động, nếu như đơn thuần là Diệp Thần các người, hoặc là đơn thuần là cái này bịt mắt nam tử, hắn cũng có nắm chắc đối phó, nhưng hai bên liên hiệp chung một chỗ, hắn tuyệt không phần thắng. Hừ, Hy Phục Thiên, ngươi không giúp đệ đệ ngươi, ngược lại giúp những thứ này người ngoài, ngươi còn sống lại có ý gì? Tháp lão hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng không dám lại lưu lại nữa, phẩy tay áo một cái bào, xoay người chạy trốn rời đi. Diệp Thần trong lòng quá mức kinh ngạc, cũng không có đuổi theo, chỉ thấy vậy bịt mắt nam tử, nói các hạ chính là Hy Phục Thiên. Vậy bịt mắt chàng trai nói, luân hồi chi chủ, là ta, lần đầu gặp mặt, chỉ giáo nhiều hơn. Thanh âm hắn mười phần bình tĩnh, mang đần độn cùng khí tức tang thương. Hy Minh Phượng tiến lên một bước, kinh ngạc nhìn Hy Phục Thiên, thấy hắn trong mắt quấn vải trắng, mơ hồ cảm thấy không ổn, nói, Phục Thiên, ngươi. Ngươi làm sao biến thành như vậy? Hy Phục Thiên bình tĩnh nói, ta đã mù, đệ đệ ta đào đi ta trọng đồng, đem ta bỏ ở nơi này. Nghe nói như vậy, Hy Minh Phượng, Diệp Thần, Kỷ Tư Thanh ba người, đều là trong lòng giật mình. Đương Kim Thiên Hy cổ tộc thánh tử, Hy Huyền Thiên, chính là Hy Phục Thiên đệ đệ. Hy Phục Thiên năm đó, trời xanh trọng đồng, có vô lượng thiên quân tư. Mà Hy Huyền Thiên, cũng có trọng đồng, bất quá là hậu thiên thức tỉnh, người ngoài chỉ lấy là hắn khí vận thâm hậu, cho nên thức tỉnh trọng đồng. Nhưng hiện tại, nghe Hy Phục Thiên mà nói, em trai hắn trọng đồng, tựa hồ không phải thức tỉnh mà được, mà là truyền thừa tại hắn. Hắn đệ đệ đào đi hắn trọng đồng. Thậm chí đem hắn ném tới nơi này. Chuyện này, chân thực quá mức kinh người nghe, Diệp Thần ba người đều bị rung động thật lớn. Hy Minh Phượng con người đông lại một cái, nói, Phục Thiên, vậy. Vậy ngươi chí ít còn sống, tại sao mạng ngươi bài? Ở Hy nhà bên trong, thuộc về Hy Phục Thiên mệnh bài, đã vỡ vụn, vậy đại biểu Hy Phục Thiên đã chết, nhưng hiện tại Hy Phục Thiên còn sống, chỉ là mất đi ánh mắt. Hy Phục Thiên yên lặng không nói. Gương mặt như pho tượng đần độn. Diệp Thần đã đoán được cái gì, nói, bởi vì hắn tim đã chết. Nghe Hy Phục Thiên giọng, bình tĩnh bên trong thấm ra cực lớn thê lương, nhưng không có thủ gì hận ý. Hiển nhiên, Hy Phục Thiên mười phần đau thương hắn đệ đệ đào đi hắn ánh mắt, hắn cũng không ghi hận, chỉ là cảm thấy bi thương cùng khó tin, tim sớm đã chết. Bi thương cực lớn tại tim chết, hắn tim chết, gia tộc mệnh bài vậy đi theo vỡ vụn. Cho nên người ngoài cũng lấy là hắn chết, rất nhiều Hy nhà trưởng bối, mười phần đau tim tưởng niệm, không chịu buông tha, vẫn luôn muốn phái người đi Địa Uyên Thâm Huyền, tìm hắn hải cốt. Hy Minh Phượng nói, Phục Thiên, không nghĩ tới lúc đầu ngươi còn sống, đây thật là. Hắn mạo hiểm tới Địa Uyên Thâm Huyền, vốn là muốn tìm Hy Phục Thiên hải cốt, nào nghĩ tới Hy Phục Thiên lại còn sống. Chuyện này, cố nhiên đáng mừng rỡ, nhưng gia tộc khảo nghiệm nhiệm vụ, lại không pháp hoàn thành. Diệp Thần trong lòng thoáng qua vô số ý niệm, nếu Hy Phục Thiên còn sống, nếu như mang hắn đi ra ngoài, bại lộ Hy Huyền Thiên móc mắt sự thật, có lẽ có thể đả kích trầm trọng Hy Huyền Thiên kiêu căng, để cho mọi người biết, cái này cái gọi là thánh tử, nhưng thật ra là một cái tâm địa ác độc, liền huynh trưởng cũng không buông tha người. Phục Thiên huynh, đệ ngươi đào đi ngươi ánh mắt, cướp đi ngươi hết thảy, đây là cừu hận thấu xương, không thể không báo, ta mang ngươi đi ra ngoài, hướng mọi người công bố chân tướng. Đem thuộc về ngươi đồ, toàn bộ đoạt lại. Diệp Thần giọng mang một chút sục sôi, nói. Hy Minh Phượng vậy vội vàng nói, đúng vậy, Phục Thiên, ngươi nếu còn sống, cũng nhanh điểm về nhà, trong gia tộc còn có rất nhiều trưởng bối, lo lắng an nguy của ngươi. Hy Phục Thiên nhưng nhàn nhạt lắc đầu, nói, không được, sự việc đã qua, ta rất đau tiếc ta đệ, hắn muốn lấy đi ta trọng đồng, liền cứ lấy đi thôi, ta không so đo, nếu như ta đi ra ngoài. Rất có thể sẽ hại chết hắn. Huống chi, ta bị hắn trồng phong ấn, không cách nào rời đi Địa Uyên Thâm Huyền địa giới, một khi bước ra nửa bước, lập tức liền sẽ tự bạo bỏ mình. Diệp Thần cẩn thận cảm ứng, quả nhiên phát hiện ở Hy Phục Thiên trong cơ thể, bị bố trí một cái phong ấn trận pháp. Cái này phong ấn trận pháp, cùng nơi này địa mạch, là lẫn nhau dính líu, một khi Hy Phục Thiên thoát khỏi địa mạch phạm vi, kinh mạch sẽ lập tức nổ. Phục Thiên huynh, ta tò thông trận pháp, bên trong cơ thể ngươi phong ấn đại trận, ta có thể giải trừ,
bất kể như thế nào, chúng ta vẫn là đi ra ngoài trước rồi nói, chỗ này ám vô thiên ngày, người tổng không thể cả đời ở lại chỗ này. Diệp Thần khuyên. Thi Phục Thiên nói, ta cặp mắt đã bị đào đi, vốn là cái gì cũng không thấy được, chung quanh là chỉ là ám, đối với ta mà nói, cũng không khác biệt. Hắn từ đầu đến cuối còn chưa nguyện rời đi, chỉ sợ mình sau khi đi ra ngoài, sẽ liên lụy đệ đệ Hy Huyền Thiên. Diệp Thần, Kỷ Tư Thanh, Hy Minh Phượng nhìn nhau xem, đều là không nói ra lời. Bọn họ cũng không nghĩ tới, Hy Phục Thiên đối Hy Huyền Thiên cảm tình, lại có thể dày đặc đến tình cảnh này, thậm chí có thể nói vặn vẹo. Hy Huyền Thiên đào đi hắn ánh mắt, cướp đi hắn hết thảy, còn nghĩ hắn phong ấn vứt, hắn cũng không có câu oán hận, cái này đích thực quá đáng sợ. Phục Thiên, chúng ta trước hay là về nhà đi, có chuyện gì, cùng về nhà nói sau. Hy Minh Phượng còn không chịu buông tha, khuyên. Hy Phục Thiên như cũ lắc đầu, nói ta không thể đi ra ngoài, nếu không sẽ hại chết đệ đệ ta, vạn nhất bị người khác biết, hắn dùng vô cùng ác độc thủ đoạn, đào đi ánh mắt ta, hắn có thể sẽ bị gia tộc hình phạt điện trưởng lão, trực tiếp xử tử. Diệp Thần cùng Hy Minh Phượng nhìn nhau, trong lòng đều nghĩ, Hy Phục Thiên tâm tính đã vặn vẹo, muốn khuyên hắn về nhà, chỉ sợ khó hơn lên trời. Dừng một chút, lại nghe Hy Phục Thiên nói, đúng rồi, luân hồi chi chủ, Minh Phượng đại ca, khó khăn được các ngươi tới, có thể hay không giúp ta một chuyện. Diệp Thần nói, chuyện gì? Hy Phục Thiên nói, ta muốn tru diệt vậy thiên địa huyền hoàng tháp khí linh. Hy Minh Phượng cả kinh nói, người muốn tru diệt tháp lão. Hy Phục Thiên gật đầu một cái, nói, đúng vậy, cái lão gia hỏa này, khắp nơi đầu độc đệ đệ ta đều bị hắn làm hư, cả ngày suy nghĩ cướp lấy luân hồi thiên kiếm, thậm chí là cướp đoạt luân hồi huyết mạch, nếu như người này chưa trừ diệt, đệ đệ ta sớm muộn phải bị hắn hại chết, luân hồi thiên uy, cũng không phải người phàm có thể khiêu chiến. Ban đầu Hy Huyền Thiên, công kích âm dương thần điện, chính là vì tìm luân hồi thiên kiếm đầu mối. Hy Minh Phượng nói, ta nghe nói Hy Huyền Thiên, tìm luân hồi thiên kiếm, là muốn khiêu chiến cấm thiên bảng đệ nhất vị kia. Hy Phục Thiên nói, không sai, nếu như hắn thật có thể được luân hồi thiên kiếm, tự nhiên có thể khiêu chiến thành công, nhưng cái này là không thể nào. Luân hồi thiên kiếm, chính là tám đại thiên kiếm đứng đầu, thế gian có vô số cặp mắt nhìn chằm chằm, hắn làm sao có thể cướp lấy. Nếu như giao thiệp với đi vào, chỉ sợ chết như thế nào cũng không biết. Hy Minh Phượng nói, Phục Thiên, vậy ngươi hiện tại? Hy Phục Thiên nói, ta nhớ các người hỗ trợ, và ta cùng nhau tru diệt tháp lão này quá mức đáng ghét, tuyệt không thể lại để cho hắn tà thuyết mê hoặc người khác mê muội đệ ta. Diệp Thần trầm tư một hồi, Hy Phục Thiên không chịu đi ra ngoài, điều này thật sự là một vấn đề khó giải quyết, nhưng bất kể như thế nào, có thể giết chết tháp lão mà nói, vậy có thể giải quyết không thiếu phiền toái. Dẫu sao, tháp lão là thiên địa huyền hoàng tháp khí linh, nếu như tháp lão chết, cũng có thể lớn đả kích lớn Hy Huyền Thiên kiêu căng. Được, Phục Thiên huynh, ta đáp ứng ngươi. Diệp Thần gật đầu đáp ứng. Hy Phục Thiên nói, rất tốt, lão này xây dựng một cái hang phủ, ở nuôi trồng một loại kêu, thanh hồng chân dương thảo, thiên tài địa bảo, cái loại này thiên tài địa bảo, có thể bồi bổ người kinh mạch. Diệp Thần nói, thanh hồng chân dương thảo. Hy Phục Thiên nói, đệ ta phái hắn trồng cho thanh hồng chân dương thảo, là cướp lấy luân hồi thiên kiếm làm chuẩn bị, luân hồi thiên kiếm linh khí quá mức hung dữ, đặc biệt khó khăn hàng phục, nếu như cưỡng ép luyện hóa, rất có thể đưa đến kinh mạch nổ, mà đây thanh hồng chân dương thảo, nhưng mới có thể bảo vệ được kinh mạch, giảm thiểu thiên kiếm sát phạt. Diệp Thần không khỏi có chút rung động đối phương đối luân hồi thiên kiếm cố chấp, nói, thì ra là như vậy. Hy Phục Thiên thần sắc có chút kích động, nói, đi, ta mang các ngươi đi lão già kia động phủ, trước giết hắn nói sau. Tháp lão là thiên địa huyền hoàng tháp khí linh, hơn nữa nắm trong tay địa nguyên thâm huyền địa mạch, nếu như đơn đả độc đấu, Hy Phục Thiên không có nắm chắc tất thắng, nhưng nếu như, cùng Diệp Thần các người liên hiệp, hắn có lòng tin đem tháp lão tru diệt. Lập tức Hy Phục Thiên ở phía trước dẫn đường, Diệp Thần đám người ở sau đi theo, đám người chạy thẳng tới tháp lão động phủ. Tháp lão ở địa nguyên thâm huyền bên trong, thành lập một cái đặc biệt bí ẩn động phủ, che giấu tại không gian nếp nhăn bên trong, chính là vì nuôi trồng thanh hồng chân dương thảo. Hy Phục Thiên mang Diệp Thần các người, đi tới một phiến hư không trước, khua kiếm về phía trước mãnh phách, hư không tan vỡ, mơ hồ hiện ra một cái hang phủ bóng dáng. Vậy động phủ sơn thủy thanh tú, tiên khí hòa hợp, nhưng cùng địa nguyên thâm huyền địa mạch khí tượng, khác hẳn không cùng.
Đây là vật cùng tất phản đạo lý, âm vô cùng sinh dương vô cùng sinh âm, địa uyên thâm huyền địa mạch, ma khí đậm đà đến mức tận cùng, ngược lại sản sinh ra tiên khí, có lợi cho thanh hồng chân dương thảo đào tạo. Mà ở Hy Phục Thiên chém hạ, vậy hư không mơ hồ tan vỡ, nhưng lại nhanh chóng khép lại, tựa hồ có một cổ vô hình địa mạch năng lượng, đang bảo vệ cái này phiến hư không, không để cho người ngoài phá hoại. Luân hồi chi chủ, người tới ra tay đi. Hy Phục Thiên bổ mấy kiếm, vậy không có bể mở hư không, liền hướng Diệp Thần nói. Diệp Thần gật đầu một cái, tiện tay một chưởng đánh ra, phía trước từng tầng một hư không nổ tung, như thủy tinh vậy nghiền, rõ ràng lộ ra một cái tiên khí động phủ. Vậy trong động phủ, mới trồng một chùm linh thảo kỳ chân, vậy một chùm linh thảo, tràn ngập cầu vồng vậy thanh khí, lại hơi tràn ra ánh mặt trời vậy màu vàng kim trạch, phẩm chất rõ ràng bất phàm, chính là thanh hồng chân dương thảo. Một cái ông già, ngồi xếp bằng ở bụi cỏ cạnh, đang yên lặng điều tức thổ nạp trước, chính là tháp lão. Diệp Thần các người phá hư tiến vào, trực tiếp để cho tháp lão giật mình tỉnh lại, mở mắt ra, trong hai mắt tràn đầy rung động vẻ ngạc nhiên. Hy Phục Thiên, người mang những thứ này người ngoài sông tới, muốn làm gì? Tháp lão mặt đầy phòng bị, bỗng nhiên đứng dậy, lập tức điều động địa mạch linh khí, cả người còn quấn tầng tầng ma đạo kinh văn, bày trận mà đợi. Lão gia, người khắp nơi đầu độc đệ ta, ta ngày hôm nay liền muốn giết ngươi. Hy Phục Thiên cắn răng một cái, mặt đầy dữ tợn vẻ, huy động màu đỏ thấm cự kiếm, phá không hướng tháp lão chém tới. Hắn cặp mắt trọng đồng bị đào sau khi đi, tu vi bước lui rất nhiều, trước mắt là bách gia cảnh 4 tầng thiên, cùng tháp lão tương đương. Tháp lão mắt gặp Hy Phục Thiên khua kiếm chém đến, thất kinh, cả giận nói, một mình ngươi người mù, còn dám cùng ta động thủ. Dứt lời, tháp lão bàn tay vung lên, một tòa kinh tràng hư ảnh phá giết ra, hướng Hy Phục Thiên đầu đập tới. Hy Phục Thiên hừ một tiếng, khua kiếm rời ra, thế như mãnh hổ vậy, liều chết xung phong đến tháp lão trước mặt, muốn một kiếm đem hắn chém chết. Hy Hoàng giả thần, đại phong lôi bảo. Tháp lão ở sống chết trước mắt, nhưng là chút nào không hoảng hốt, ngửa mặt lên trời một tiếng gào thét, bàn tay bỗng nhiên toát ra màu xanh biếc sấm sét, vậy màu xanh sấm sét, điên cuồng hội tụ, cuối cùng hóa thành một viên to lớn lôi cầu, hung hăng hướng Hy Phục Thiên nổ đi. Lại là giả 9 tầng trời thần thuật, đại phong lôi bảo. Đại phong lôi bảo, là từ chân chính 9 tầng trời thần thuật, Hy Hoàng lôi ấn bên trong diễn biến đi ra ngoài thần thông. Mà Hy Hoàng lôi ấn, sớm nhất từng ở Thiên Hy cổ tộc trong tay, nhưng sau đó bởi vì Thiên Hy cổ tộc khí vận không đủ, cửa này thần thuật thất lạc, truyền thừa cuối cùng đến Nhâm Phi Phàm trong tay. Cho nên, hôm nay Thiên Hy cổ tộc, mặc dù không có nắm giữ Hy Hoàng lôi ấn, nhưng giả thần thuật đại phong lôi bạo thủ đoạn, vẫn là truyền thừa xuống. Phịch! Ở đại phong lôi bạo oanh tạc hạ, Hy Phục Thiên tại chỗ bị nổ bay, lăng không lăn lộn mấy vòng, hơi có chút chật vật rơi xuống đất. Đại phong lôi bạo sao? Môn thần thông này, ta cũng biết. Diệp Thần thấy tháp lão thủ đoạn, không chút kinh hoàng, ánh mắt hàn mang lóe lên, bỗng nhiên phi thân ra, hung hăng một chưởng hướng tháp lão vỗ tới. Ung ung! Diệp Thần trong lòng bàn tay, ngay tức thì nổ lên ngàn vạn nặng xanh biếc sấm sét, hóa thành thao thao bất tuyệt sấm chớp mưa bão, hung hăng hướng tháp lão nổ đi, chính là đại phong lôi bạo thần thông. Mà Diệp Thần đại phong lôi bạo, uy lực cùng khí thế, so tháp lão lợi hại quá nhiều, đơn giản là long trời lở đất, một bộc phát ra, bát hoang vũ trụ tựa như đều phải bị nổ diệt, hung mãnh tới cực điểm. Cái gì? Tháp lão thất kinh, lại không nghĩ rằng Diệp Thần vậy sẽ đại phong lôi bạo. Mắt xem cuồn cuộn sấm chớp mưa bão, oanh tạc xuống, hắn vội vàng điều động địa mạch năng lượng, ma khí nhô lên, hóa thành một cái đại trận, chống đỡ sấm sét. Vô dụng, phá cho ta. Diệp Thần lắc đầu một cái, mãnh liệt quát to một tiếng, đỉnh đầu chống lên một phiến hồng mông đại tinh không. Hắn trước đây cùng tháp lão chiến đấu qua, đã sớm thăm dò tháp lão lai lịch, hiện tại lần nữa tác chiến, có thể nói là muốn gì được nấy. Mắt gặp tháp lão lại muốn mượn địa mạch năng lượng, Diệp Thần lập tức thi triển ra hồng mông đại tinh không. Tinh không uy áp, hạ xuống, lập tức đem địa mạch linh khí, áp chế đến thấp điểm. Không tốt! Tháp lão thần sắc hoảng hốt, chỉ cảm thấy địa mạch suy thoái, vậy ma khí đại trận, vậy đi theo tán loạn. Mà Diệp Thần hồng mông đại tinh không, nhưng bộc phát ra vô cùng sáng chói tinh mang, ánh sao như mưa ảo ảo rơi xuống, mỗi một điểm tinh quang bên trong, đều mang động trời sấm sét.
Đại phong lôi bạo thần thông, hoàn toàn cùng hồng mông tinh không dung hợp. Cái này dốc vào xuống tinh bộc, chính là sấm sét thác nước, tia chớp tinh mưa. Không cách nào tưởng tượng kinh thiên sấm chớp mưa bão, hung hăng đánh vào tháp lão trên thân thể. Hàng tỷ nặng sấm sét điện mang, ngay tức thì nổ tung, mang đủ để xé nát một cái vũ trụ lớn uy thế, đang hô hấp tới giữa, đem tháp lão thân thể, xé thành mảnh vỡ. Tháp lão phát ra một tiếng hét thảm, tại chỗ bị vô tận sấm chớp mưa bão xé nát, linh thể hóa thành hư không. Hy Minh Phượng cùng Kỳ Tư Thanh, ngơ ngác nhìn Diệp Thần bóng người, hoàn toàn rung động. Bọn họ thậm chí còn không có động thủ, Diệp Thần đang hô hấp tới giữa, lại có thể như thế ung dung, liền giết chết tháp lão. Phần thực lực này, so bọn họ tưởng tượng, còn lợi hại hơn rất nhiều. Luân hồi chi chủ, quả nhiên không giống vật thường. Hy Phục Thiên từ dưới đất đứng lên, vỗ tay khen ngợi không dứt. Tháp lão bị giết chết, hắn liền hoàn toàn an tâm, sau này không người lại đầu độc hắn đệ đệ. Mà lúc này, ở bên ngoài, Thiên Hy đảo một chỗ bí ẩn trong động phủ. Trong động phủ, đứng sừng sững một tòa nguy nga thần tháp. Vậy thần tháp, mang thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, hồng mông sơ ích khí tức cổ xưa, chính là 33 thiên thái thượng thần khí, hồng quân thất bảo một trong, thiên địa huyền hoàng tháp. Theo tháp lão chết, chỗ tòa này thiên địa huyền hoàng tháp, ánh sáng rõ ràng mờ đi ba phần. Ở thiên địa huyền hoàng tháp hạ, một cái trẻ tuổi nam tử, cảm thấy được dị biến. Gương mặt nhất thời biến sắc, nói tháp lão chết, điều này sao có thể? Cái này trẻ tuổi nam tử, cặp mắt mang 9 tầng quang vòng dị tượng, lại là trọng đồng, hồn người mặc vào một bộ mây trắng lưu gió trường bào, khí chất thanh ngạo mà uy nghiêm, tu vi ước chừng đạt tới bách gia cảnh 7 tầng thiên, chính là thiên hy cổ tộc đương thời thánh tử, Hy Huyền Thiên. Chẳng lẽ là ca ca ta, giết chết tháp lão? Hắn tại sao có thể có thực lực này? Hy Huyền Thiên trong lòng trầm xuống. Nội tâm mơ hồ cảm thấy bất an. Hình ảnh quay về, ở địa huyên thâm huyền trong động phủ. Diệp Thần giết chết tháp lão, trong lòng cũng là buông lỏng rất nhiều, nhìn chung quanh, những cái kia xum xuê sinh trưởng thanh hồng chân dương thảo, linh khí 10 phần đậm đà, cũng là hấp dẫn dậy hắn chú ý. Những thứ này thanh hồng chân dương thảo, phẩm chất tuyệt cao, chúng ta cùng nhau phân hết, đối tu luyện rất có ích lợi. Diệp Thần nói. Hy Phục Thiên nói, cũng tốt. Lập tức đám người đem thanh hồng chân dương thảo đào ra, chia đều uống, mỗi người ngồi xếp bằng xuống, yên lặng luyện hóa. Diệp Thần luyện hóa hết thanh hồng chân dương thảo, chỉ cảm thấy một cổ nguyên dương tinh khí, bơm vào nhập bụng đan điền bên trong, cả người vô cùng nóng bỏng. Ở thanh hồng chân dương thảo bồi bổ hạ, Diệp Thần linh khí ổn định leo lên, lại có đột phá dấu hiệu. Chuyện gì xảy ra, ta lại muốn đột phá. Diệp Thần cảm thấy được biến hóa trong cơ thể. Nhất thời thất kinh. Phải biết, trước mắt hắn tu vi, là hoàn chân cảnh 9 tầng thiên, tiến thêm một bước, chính là quá chân cảnh, đó là đại cảnh giới đột phá. Mà đại cảnh giới đột phá, nơi nào có như thế dễ dàng, nhất định phải hao phí so với người thường khó khăn trăm lần khổ công. Nhưng hiện tại, Diệp Thần nhưng cảm thấy mình trong cơ thể, lại có đột phá dấu hiệu. Đây là không thể tưởng tượng nổi sự việc, tuy nói cái này thanh hồng chân dương thảo. Phẩm chất tuyệt cao, đối tu vi linh khí rất nhiều tăng thêm, nhưng cũng không thể có thể trực tiếp để cho Diệp Thần đột phá. Diệp Thần vô cùng ngạc nhiên, nhưng phát hiện tự thân tu vi linh khí, ở thanh hồng chân dương thảo bồi bổ hạ, quả nhiên là đột phá, bước chân vào một cái huyền diệu khó giải thích cảnh giới. Cảnh giới này, nhất định là vượt qua hoàn chân cảnh, nhưng cũng không phải là quá chân cảnh, là một loại huyền diệu khó giải thích, thậm chí mang một chút hư không hơi thở cảnh giới. Đây là chuyện gì xảy ra? Ta đột phá, nhưng lại không đột phá đến quá chân cảnh. Diệp Thần giật mình không thôi, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thằng nhóc, ngươi lại bước vào võ hư cảnh. Vừa lúc đó, luân hồi mộ địa bên trong, truyền ra hoang lão thanh âm. Võ hư cảnh. Diệp Thần ngẩn người. Hoang lão thanh âm có chút run rẩy, nói, không sai. Võ hư cảnh, đây là một cái ẩn núp cảnh. Xen vào hoàn chân cảnh và quá chân cảnh tới giữa, bị dự là truyền thuyết cảnh, thế gian phần lớn võ giả, cũng không thể trải qua này cảnh, mà truyền thuyết, trải qua này cảnh người, sau này nếu như chém ra đột phá, chém ra số lượng, có thể ung dung đạt tới 99 nói. Cái gì? Diệp Thần kinh ngạc không thôi. Hoàng lão nói tiếp, ở thời đại hồng hoang,
Võ Tổ và Hồng Quân, cũng từng trải qua này cảnh, sau đó bọn họ chém ra số lượng, cũng đạt tới 99 nói. Diệp Thần nói, Võ Tổ và Hồng Quân, cũng từng bước vào qua võ hư cảnh. Vậy cảnh giới này, là có phúc cơ duyên tượng trưng. Mơ hồ tới giữa, Diệp Thần lại có một loại cảm giác vô lực. Trước kia hắn đột phá, đều là dũng mãnh tinh phái, lực lượng, linh khí, khí vận vân. Vân, khắp mọi mặt cũng sẽ tăng lên, nhưng hiện tại, trong nội tâm hắn, lại có một cổ cảm giác vô lực, tựa như lọt vào hư không bên trong. Ha ha, võ hư cảnh, cũng không phải là cái gì phúc khí tượng trưng, cảnh giới này vô cùng nguy hiểm, mang cực lớn hư không hơi thở, người tinh thần nếu là hơi buông lỏng, lập tức thì phải rơi vào hư không bên trong, vĩnh viễn không leo lên được. Võ hư, chính là võ đạo không hư ý, này cùng cảnh giới, lại kêu tiểu vô vô cảnh. Hoàng lão cười nói, võ đạo không hư, tiểu vô vô cảnh. Diệp Thần nghe được Hoàng lão mà nói, lại là ngạc nhiên. Hoàng lão nói, không không, chính là tu luyện trung cực, là nhất cảnh giới thần bí, mà võ hư cảnh, được gọi là tiểu vô vô cảnh, là bởi vì là cảnh giới này, tràn đầy hư vô hơi thở, nếu như có thể từ trong hư vô bò ra ngoài. Đối ngươi sau này chứng đạo không không, rất có ích lợi. Năm đó Hồng Quân lão tổ, còn có võ tổ, đều là trải qua võ hư cảnh người, cho nên bọn họ cuối cùng, cũng có thể dòm ngó gặp không không. Mà đời này Vũ Hoàng cổ đế, mà tổ vô thiên, đảm nhiệm thiên nữ các người, đều không đã từng trải qua võ hư cảnh, cho nên bọn họ từ đầu đến cuối khó mà dòm ngó gặp không không, chính là bởi vì không có võ hư cảnh làm nền cùng cảm ngộ. Diệp Thần bừng tỉnh hiểu ra. Nội tâm lại có chút hưng phấn, nói, thì ra là như vậy. Hắn lại không nghĩ rằng, cái này võ hư cảnh, như vậy thần bí, lại có thể cùng trung cực không không có quan. Cảm nhận được nội tâm trống rỗng không có sức, Diệp Thần nhanh chóng tỉnh táo lại, sau đó trực tiếp mở ra võ tổ đạo tâm. Hắn tâm cảnh, lập tức đổi được nóng rực sôi trào, uy vũ đường đường, vậy cổ cảm giác vô lực, cũng là quét một cái sạch. Cho dù đặt mình vào võ hư, Diệp Thần đạo tâm như cũ vững chắc, lực lượng, tu vi, linh khí, khí vận vân. Vân, khắp mọi mặt hơi thở, đều bắt đầu bùng nổ lột xác. Hắn ở võ hư cảnh đứng vững chân theo sau, tự nhiên vậy là theo chân đột phá lột xác. Rất tốt, thằng nhóc, ngươi thiên phú năng lực quả nhiên không thấp. Hoàng lão cũng không nhịn được khen ngợi, không nghĩ tới Diệp Thần phản ứng nhanh như vậy, lập tức dùng võ tổ đạo tâm, ổn định võ hư cảnh nền tảng. Có võ tổ đạo tâm gia trì, Diệp Thần muốn từ võ hư cảnh bên trong bò ra ngoài, dĩ nhiên là dễ như trở bàn tay. Nghĩ đến đột phá võ hư cảnh sau này chém ra số lượng, có thể ung dung đạt tới 99 nói, Diệp Thần nội tâm nhất thời hưng phấn. Đời này cao thủ, giống như là Vũ Hoàng cổ đế, Phô Thiên, Thiên Nữ, Nhâm Phi phàm các người, chém ra số lượng đều không đạt tới 99. Mà Diệp Thần, bước vào võ hư cảnh. Nhưng là có thể làm được dễ dàng một điểm này. Thậm chí, mượn luân hồi huyết mạch gia trì, hắn chặt đứt gông xiềng số lượng, thậm chí có thể vượt qua 99, vượt qua Hồng Quân cùng võ tổ cảnh giới, đạt tới tột cùng nhất 100 đạo. Chém ra 100, đây là mãi mãi không có kinh thiên thành tựu, liền liền Hồng Quân cùng võ tổ, đều không từng đạt tới. Diệp Thần mở mắt ra, từ trạng thái tu luyện bên trong đi ra, mặt đầy hưng phấn thần sắc. Mà Hy Phục Thiên, Hy Minh Phượng, Kỳ Tư Thanh các người, vậy cảm thấy được Diệp Thần hơi thở khác thường, rối rít kết thúc trạng thái tu luyện. Ba người nhìn Diệp Thần, chỉ cảm thấy Diệp Thần hơi thở, đặc biệt đặc thù, tu vi vượt qua hoàn chân cảnh, nhưng vừa không có đạt tới quá chân cảnh, linh khí huyền diệu khó giải thích, ở thực tế cùng hư không bên trong lần lượt thay nhau. Diệp Thần, ngươi đột phá. Kỳ Tư Thanh ngạc nhiên nhìn Diệp Thần, luôn cảm giác Diệp Thần tu vi hơi thở, tràn đầy cổ quái. Cùng thực tế võ đạo thật to không cùng. Diệp Thần cười một cái, cũng không tốt giải thích võ hư cảnh nguyên do, liền nói, ừ, ta coi như là nho nhỏ đột phá, trước mắt tu vi là nửa bước quá chân cảnh. Võ hư cảnh là truyền thuyết cảnh, quá mức ly kỳ, Diệp Thần vậy chưa nói quá nhiều, chỉ nói mình là bước vào nửa bước quá thật. Luân hồi chi chủ, chúc mừng. Hy Phục Thiên cũng là mở miệng, hướng Diệp Thần chúc mừng. Diệp Thần nhìn hắn mắt mù quấn vải trắng, trong lòng động một cái, nói, Phục Thiên huynh, cái này thanh hồng chân dương thảo, linh khí 10 phần dư thừa, ta lấy này làm thuốc tài, có lẽ có thể vì ngươi trọng tố ánh mắt. Hy Phục Thiên cặp mắt, bị hắn đệ đệ Hy Huyền Thiên, dùng vô cùng tàn nhẫn thủ đoạn đào đi,
thịt cơ lý bị thương nghiêm trọng, khó khôi phục. Nhưng, chung quanh những thứ này thanh hồng chân dương thảo, dược liệu linh khí đậm đà, nếu như lợi dụng được làm, lại phối hợp diệp thần bát quái thiên đan thuật, có lẽ có thể trị liệu. À, Hy Phục Thiên thân thể khẽ run lên. Diệp thần nói, ta vì ngươi trọng tố ánh mắt, ngươi khôi phục quang minh, là có thể lần nữa thấy đệ đệ ngươi, chẳng lẽ ngươi chẳng muốn gặp hắn một mặt sao? Hơn nữa ánh mắt ngươi khôi phục, chỉ cần chúng ta không nói, người khác sẽ không biết móc mắt sự thật, tự nhiên cũng sẽ không tổn hại đệ đệ ngươi danh dự. Hy Phục Thiên nói, ngươi nói như thế nhiều, vẫn là muốn mang ta rời đi. Diệp thần khẽ mỉm cười, lòng hắn lý chính có ý đó. Vô luận như thế nào, tóm lại đem Hy Phục Thiên mang đi ra ngoài, có trăm lợi mà không một hại. Năm đó, Hy Huyền Thiên đào đi huynh trưởng trọng đồng, nếu như bị hắn thấy, hắn huynh trưởng lại lần nữa xuất hiện, đạo tâm nhất định sẽ gặp bị nghiêm trọng đánh vào. Đây đối với Diệp thần mà nói, dĩ nhiên là chuyện tốt, có thể đả kích Hy Huyền Thiên. Ngươi chẳng lẽ không muốn đi ra ngoài sao? Diệp thần cười nói. Hy Phục Thiên ngẩn ngơ, Diệp thần lời này, nhưng là đâm trúng hắn nội tâm. Hắn mười phần đau thương hắn đệ đệ, coi như bị móc mắt, đều không ghi hận, cảm tình đã đến vặn vẹo cương chiều bước. Hắn bây giờ, dĩ nhiên là mười phần muốn gặp lại gặp Hy Huyền Thiên, đáng tiếc không có mắt, cái gì cũng không thấy được. Nhưng, Diệp thần nhưng có thể lợi dụng y thuật, trọng tố hắn cặp mắt. Nếu như ngươi có thể trọng tố ta cặp mắt, ta có thể cùng các người đi ra ngoài. Hy Phục Thiên tính toán một hồi, rốt cuộc đáp ứng. Diệp thần đại hỉ, một bên Hy Minh Phượng, cũng là mừng rỡ không thôi. Nếu như Hy Phục Thiên chịu đi ra ngoài, hắn mang về đời trước thánh tử, công lao to lớn, khẳng định có thể lấy được gia tộc trưởng bối thưởng thức, trở lại Hy nhà. Rất tốt. Diệp thần lúc này sử dụng bát quái lò luyện đan, lấy ra mấy bụi thanh hồng chân dương thảo, ném vào, dùng suối vàng thánh thủy, vạn yêu tiên chỉ ao nước vân. Vân, lửa lớn nấu luyện. Không cần thiết chốc lát, vậy mấy bụi thanh hồng chân dương thảo, ở Diệp thần luyện hóa hạ, hóa thành mấy viên thuốc. Phục Thiên huynh, đem người cái này mấy viên thanh hồng thật dương đan, ăn vào là được. Diệp thần đem vậy mấy viên thuốc, toàn bộ giao cho Hy Phục Thiên. Hy Phục Thiên gật đầu một cái, đem đan dược nhận lấy, uống vào. Đan dược một ăn vào, Hy Phục Thiên thân thể bên trong, nhất thời bộc phát ra một hồi núi lửa nhô lên vậy thanh âm, cả người khí huyết ở dược lực dưới sự kích thích, không ngừng chấn động. Hy Phục Thiên rên lên một tiếng, chỉ cảm thấy khí huyết trên sông lên hốc mắt, một đôi trống rỗng hốc mắt, nhất thời thấm lộ ra máu loáng, đem quấn ở mắt lên vải trắng, cũng nhiễm đỏ. Hy Phục Thiên đem vải trắng tháo xuống, lộ ra một đôi chảy xuôi máu loãng hốc mắt. Nhưng gặp hắn trong hốc mắt, có trồi non vậy máu thịt đang ngọa nguậy trước. Vậy trồi non vậy máu thịt, không ngừng ngọa nguậy, lại dần dần tản mát ra thủy tinh vậy tinh mang, là mắt người ánh sáng. Một đôi mới ánh mắt, ở Hy Phục Thiên trong hốc mắt, dần dần sản sinh ra tới, còn chảy xuôi máu loãng. Thành! Diệp thần một hồi ngạc nhiên mừng rỡ, vung tay lên. Bát quái thiên đan thuật ánh sáng lướt qua, đem Hy Phục Thiên cặp mắt máu loáng, toàn bộ xua tan. Hy Phục Thiên ánh mắt sáng lên, ngơ ngác nhìn mình hai tay. Ánh mắt ta, rốt cuộc khôi phục sao? Hy Phục Thiên không dám tin tưởng, cả người kích động phát run. Quang minh cùng hắc ám, thật ra thì hắn cũng không để bụng, nhưng nghĩ tới ánh mắt sau khi khôi phục, có thể lần nữa gặp lại đệ đệ, hắn dĩ nhiên là mừng rỡ vạn phần. Phục Thiên huynh! Người cảm giác như thế nào? Diệp thần cười nói. Hy Phục Thiên nói, ta cảm giác rất tốt, ánh mắt thấy rất rõ ràng, đáng tiếc là thông thường ánh mắt, không phải trọng đồng. Diệp thần nói, người trọng đồng, đã bị đệ đệ ngươi đào đi. Hy Phục Thiên sắc mặt buồn bã, khoát tay một cái, nói, không nói cái này, ta và Huyền Thiên là huynh đệ ruột, hắn muốn ánh mắt ta, vậy cầm đi cũng không sao, chúng ta vẫn là mau đi ra đi. Hắn trước đây một mực không chịu đi ra ngoài, nhưng hiện tại ánh mắt khôi phục, chỉ muốn lập tức rời đi cái này ám vô thiên ngày địa phương, đi bên ngoài gặp hắn một chút đệ đệ. Oan nghiệt! Diệp thần trong lòng âm thầm thở dài, nhưng vậy không có nói nữa quá nhiều, dẫu sao Hy Phục Thiên vặn vẹo cảm tình, không là người ngoài có thể thay đổi cải chính. Lập tức, Diệp thần đem Hy Phục Thiên trong cơ thể phong ấn đại trận, trực tiếp nghiền nát, để cho hắn thoát khỏi địa mạch trói buộc, khôi phục tự do. Sau đó, Diệp thần liền dẫn Hy Phục Thiên,
Hy Minh Phượng, Kỷ Tư Thanh các người, ngự gió bay khỏi địa nguyên thâm huyền, trở lại ngoại giới. Đi, chúng ta đi gia tộc tổ địa. Thì Phục Thiên trở lại ngoại giới sau đó, hết sức hưng phấn, không nói hai lời, trực tiếp mang Diệp Thần các người, đi hy nhà tổ địa chạy đi. Đám người một đường đi tới trước, dần dần từ địa nguyên thâm huyền vắng lặng địa giới, trở lại Thiên Hy đảo phố xá sầm uất. Đi tới khu náo nhiệt vực, dòng người như dệt cửi, rất nhiều người thấy Hy Phục Thiên dung mạo, đều là ngạc nhiên kinh hãi, chỉ nói là gặp quỷ, khó tin. Đó là, đời trước thánh tử Hy Phục Thiên. Điều này sao có thể, Hy Phục Thiên không là chết sao? Chẳng lẽ, Hy Phục Thiên không có chết, hắn hiện tại lại trở về. Phục Thiên thánh tử trở về. Phục Thiên thánh tử trở về. Trên đường người đi đường một hồi xôn xao, sau đó xôn xao tiếng càng ngày càng lớn, truyền khắp toàn bộ Thiên Hy đảo, cuối cùng biến thành kinh thiên động địa bốn chữ. Phục Thiên trở về. Thiên Hy đảo các nơi, đều có kịch liệt thanh âm vang lên, người người cũng nghe rõ, đời trước thánh tử Hy Phục Thiên trở về. Cái này một tí, toàn bộ Thiên Hy đảo, Thiên Hy cổ tộc, hoàn toàn sôi trào. Diệp Thần các người, còn chưa có đi đến Hy nhà tổ địa, liền thấy đếm không hết mênh mông ánh sáng rực rỡ, từ Thiên Hy đảo các nơi bắn ra, đều là Hy nhà cường giả. Rất nhiều cao tầng trưởng lão, hộ pháp, chấp sự, Hy nhà tinh nhuệ vân. Vân, giống như núi mưa mưa gió vậy gào thét tới. Diệp Thần, Hy Phục Thiên các người, ở trên đường chính, lập tức bị vô số Hy nhà cường giả, vây quanh vòng tròn. Vùng lân cận người đi đường, đều là kinh hoàng lui về phía sau, xì xào bàn tán. Phục Thiên thánh tử, là ngươi sao? Ngươi còn chưa có chết. Bầu trời bên trong, một cái trưởng lão ăn mặc ông già, ngạc nhiên nhìn Hy Phục Thiên, nói. Hy Phục Thiên chắp tay nói, tứ trưởng lão, ta còn sống, đệ đệ ta đâu, người khác ở địa phương nào? Thái, từ đâu tới yêu nghiệt, lại dám giả mạo ca ca ta? Vừa lúc đó, phương xa chân trời, truyền tới một tiếng kinh thiên chợt quát. Nhưng gặp một đạo kim hồng, ngang qua Nam Bắc, phá thiên tới, một cái uy nghiêm trẻ tuổi nam tử, đạp hồng tới, cả người mưa hoa rực rỡ, linh khí bàng bạc, chính là đương thời thánh tử Hy Huyền Thiên. Ở Hy Huyền Thiên sau lưng, còn đi theo một cái ông già, đó là hắn sư phụ. Ông già hơi thở nặng liếm, phong cách sống kín đáo, yên lặng nhìn chung quanh hết thảy. Đệ đệ, Hy Phục Thiên thấy Hy Huyền Thiên tới, nhất thời ngạc nhiên mừng rỡ vạn phần, kêu một tiếng. Hy Huyền Thiên ánh mắt như điện, nhưng là tràn đầy lãnh khốc khí sát phạt, nói, ngươi cái yêu nghiệt này, dám giả mạo ca ca ta sớm đã chết, ngươi còn dám giả mạo. Ngươi đến, giết hắn. Tiếng nói rơi xuống, Hy Huyền Thiên quả quyết phung tay lên, vùng lân cận mấy cái bộ hạ tâm phúc, ánh mắt mờ mịt, nhưng nghe được mệnh lệnh, vẫn là rút binh khí ra, hướng Hy Phục Thiên lướt đi. Huyền Thiên, ngươi làm gì? Tứ trưởng lão vội vàng phẩy tay áo một cái bào, kinh lực sâu ra, đem vậy mấy người bộ hạ ngăn lại, nhìn chằm chằm Hy Huyền Thiên chất vấn nói. Hy Huyền Thiên nói, trưởng lão, người này là giả mạo, ca ca ta chết đi nhiều năm, làm sao có thể còn sống, hắn nhất định là Hy Minh Phượng tìm tới thế thân. Dừng một chút, Hy Huyền Thiên ánh mắt nhìn chằm chằm Hy Minh Phượng, nói, Hy Minh Phượng, người gia tộc này vứt đi, không cam lòng bị vứt bỏ, cho nên kêu người giả mạo ca ca ta, có phải hay không? Lúc này toàn trường người ánh mắt, đều ở đây Hy Minh Phượng, Hy Phục Thiên trên hai người lởn vởn, ngược lại không có gì người lưu ý Diệp Thần Kỷ Tư Thanh. Diệp Thần cùng Kỷ Tư Thanh, dịch dung cải trang, hơi thở thu liếm, người khác chỉ lấy là bọn họ, là Hy Minh Phượng người làm. Hy Minh Phượng nghe được Hy Huyền Thiên mà nói, nhất thời giận dữ, nói, Hy Huyền Thiên, ngươi nói bậy nói bạ chút gì, đây là thân ca ca ngươi, ngươi còn không nhận. Hy Phục Thiên trong bụng đau nhói, cả người run rẩy run, nói, đệ đệ, ngươi thật không nhận ta. Hy Huyền Thiên vui vẻ cười to, nói đùa, ngươi cái yêu nghiệt này, giả mạo ca ca ta, vẫn còn ở nơi này làm bộ làm dạng. Ca ca ta trời xanh trọng đồng, ngươi trọng đồng đâu? Có dũng khí bày ra, để cho ta xem ngươi chân thân. Mọi người vừa nghe, xì xào bàn tán, ánh mắt rối rít rơi vào Hy Phục Thiên trên mình. Trong truyền thuyết Phục Thiên Thánh Tử, trời xanh trọng đồng, nếu như cái này Hy Phục Thiên là thật, không phải giả mạo, vậy hẳn là cũng có thể hiển hóa ra trọng đồng dị tượng. Ta trọng đồng, ta trọng đồng. Hy Phục Thiên cả người run rẩy kịch liệt, chỉ cảm thấy Hy Huyền Thiên lời nói,
chữ chữ như đao kiếm, xuyên tâm khoét cốt. Ngươi liền trọng đồng cũng không có, còn nói ngươi không phải giả mạo. Hy Huyền Thiên sấm sét gầm lên, một mặt chính nghĩa. Chung quanh Hy nhà trưởng lão các cao tầng, chố mắt nhìn nhau, cũng là xì xào bàn tán, hoài nghi. Đúng rồi, người này liền trọng đồng cũng không có, rất có thể thật là giả mạo. Hắn tuy có ta Hy nhà huyết mạch hơi thở, nhưng nói không chừng là Hy Minh Phượng cố làm ra vẻ huyền bí, làm không phải thật. Phục Thiên Thánh Tử mệnh bài, đã sớm vỡ vụn, nhất định là chết, làm sao có thể còn sống. À, quả nhiên là cái này Hy Minh Phượng, sắp tâm hại người, muốn cầm giả mạo Phục Thiên Thánh Tử, vì mình mưu cầu công danh lợi lộc. Tất cả trưởng lão nghị luận, vậy dần dần lộ ra vẻ cảnh giác. Khi Phục Thiên nghe được người chung quanh lời nói, vô cùng chói tai, cả người đều ngây dại, nào nghĩ tới sẽ có này cùng biến cố. Hy Minh Phượng cũng là thần sắc đại biến, không thể kiềm được, chợt quát lên, Hy Huyền Thiên, ngươi đào đi ca ca ngươi trọng đồng, còn dám ở chỗ này kẻ ác cáo trạng trước. Nghe được Hy Minh Phượng mà nói, toàn trường lại là một hồi xôn xao. Đào đi trọng đồng, chẳng lẽ nói Hy Huyền Thiên trọng đồng, lại là đào ca ca hắn. Hy Huyền Thiên ngũ quan hơi vặn vẹo, nói, Hy Minh Phượng, ngươi đừng ngậm máu phun người, ngươi dám bêu xấu ta, chính là tự tìm cái chết. Tiếng nói rơi xuống, Hy Huyền Thiên trong tròng mắt bỗng nhiên bùng nổ sát ý, một trường hung hăng lăng không giết hướng, đánh phía Hy Minh Phượng đầu. Hy Minh Phượng nhất thời nghẹt thở, hắn tu vi chỉ có bách gia cảnh một tầng thiên, mà Hy Huyền Thiên tu vi, ước chừng đạt tới 7 tầng thiên, hai người chênh lệch to lớn. Ở Hy Huyền Thiên một trường hạ, hắn ngay cả hít thở cũng khó khăn, căn bản không cách nào ngăn cản. Một trường này, thậm chí đem bên cạnh Hy Phục Thiên, Diệp Thần, Kỳ Tư Thanh các người, cũng toàn bộ bao phủ ở, muốn toàn bộ đánh chết. Diệp Thần ánh mắt lướt qua một chút dùng mình, mắt xem Hy Huyền Thiên một trưởng giết tới, trở tay một trưởng đánh ra. Oanh! Hai đạo trưởng phong, trên không trung va chạm, nổ lên làn sóng kinh thiên, sau đó mỗi người tản đi. Ừ! Hy Huyền Thiên thấy mình một trưởng, lại có thể bị Diệp Thần ung dung hóa giải, nhất thời ngạc nhiên. Ngươi là người nào? Hắn nhìn chằm chằm Diệp Thần, vậy phát hiện Diệp Thần là dịch dung cải trang, rõ ràng giấu giếm thực lực cùng thân phận. Hy Huyền Thiên, ta vẫn là lần đầu tiên thấy, giống như ngươi vậy người vô sỉ. Diệp Thần cắn răng, trong mắt ý định giết người hiện lên. Hy Huyền Thiên vô sỉ, vượt quá hắn tưởng tượng, liền thân ca ca đều không nhận, thậm chí muốn giết người diệt khẩu. Ngươi rốt cuộc là ai? Hy Huyền Thiên nhìn chằm chằm Diệp Thần. Mơ hồ có loại dự cảm không ổn. Sau lưng hắn ông già, cũng chính là hắn sư phụ, lúc này vậy lộ ra kinh ngạc thần sắc, không cách nào lại giữ vững bình tĩnh. Nhưng gặp Diệp Thần cả người khí lưu nổ, khí máu sôi trào, rút lui hết tất cả dịch dung ngụy trang, lộ ra luân hồi khí thế cùng dung mạo. Cấm thiên bảng thứ ba, luân hồi chi chủ Diệp Thí Thiên. Diệp Thần bàn tay nắm chặt, tai nạn thiên kiếm xuất hiện trong bàn tay, trực tiếp ghi tên số. Cái gì, người chính là luân hồi chi chủ. Hy Huyền Thiên thấy Diệp Thần dung mạo, nhất thời kinh hãi thất sắc. Toàn trường mọi người, cũng là một phiến xôn xao. Trước đây Diệp Thần đánh chết Vạn Trần Phong, cấm thiên bảng hạng cập nhật, người người đều biết, trước mắt Vạn Trần Phong đã chết, cấm thiên bảng mới hạng 3, chính là Diệp Thí Thiên. Mà Diệp Thí Thiên, chính là luân hồi chi chủ dùng tên giả. Hy Huyền Thiên mồ hôi lạnh nhễ nhại, ở luân hồi khí thế cuộn sạch hạ. Lại có chút có tật giật mình. Hắn ban đầu công kích Âm Dương Thần Điện, đã cùng luân hồi kết tử thù, bây giờ thấy Diệp Thần đến, dĩ nhiên là chột dạ. Đồ nhi, đừng hoảng hốt, chính là nửa bước quá chân cảnh mà thôi, cái này luân hồi chi chủ, không phải ngươi địch thủ. Hy Huyền Thiên sau lưng ông già, đến gần tới đây, nhẹ nhàng đè lại hắn đầu vai, tỏ vẻ an ủi. Cái này ông già, tên là Hy Thái Trùng, chính là Hy Huyền Thiên sư phụ. Trước mắt Diệp Thần tu vi, đã vượt qua hoàn chân cảnh, nhưng cũng không phải là quá chân cảnh, cảnh giới hơi thở huyền diệu khó giải thích. Vậy Hy Thái Trùng không hề biết võ hư cảnh bí mật, chỉ lấy là Diệp Thần là nửa bước quá chân cảnh. Nghe vậy, Hy Huyền Thiên định thần lại, trong đầu nghĩ, đích xác, thằng nhóc này chỉ là nửa bước quá chân cảnh, ta sợ hắn làm chi. Nghĩ như vậy, Hy Huyền Thiên nội tâm lập tức chấn định rất nhiều, nhìn chằm chằm Diệp Thần nói. Diệp Thí Thiên, ngươi dịch dung cải trang, lén lén lút lút, tới ta Thiên Hy cổ tộc làm gì, ngươi nếu là dám quấy rối,
ngày hôm nay đừng hỏng sống đi ra ngoài. Toàn trường tất cả mọi người ánh mắt, khi nhà rất nhiều cường giả, đồng loạt bắn về phía Diệp Thần. Luân hồi lên đảo, đây là vạn cổ không có biến cố lớn, ai cũng không biết là họa hay phúc. Diệp Thần gương mặt lãnh đạm, bình tĩnh nói, Hy Huyền Thiên, ngươi cấm thiên bảng thứ hai, ta xếp thứ ba, ngươi đoán một chút ta tới làm gì. Nghe được Diệp Thần mà nói, toàn trường một hồi xôn xao. Hy Huyền Thiên ra mặt co giúp một tí, nói, ngươi muốn khiêu chiến ta. Tranh đoạt hạng. Diệp Thần nói, không sai. Thật ra thì, Diệp Thần lên đảo, là vì Âm Dương Thần Điện ân oán, hắn mục tiêu là báo thù. Lần này chủ động bại lộ thân phận, cũng là không ưa Hy Huyền Thiên tàn nhẫn độc, lại liền thân ca ca đều phải giết. Bất quá, những thứ này nhân quả, liên lụy quá nhiều, nếu như trực tiếp thẳng thắn, rất có thể đưa tới Hy nhà những cường giả khác địch ý. Cho nên, Diệp Thần chỉ nói là tranh bảng, muốn khiêu chiến Hy Huyền Thiên. Như vậy thứ nhất, hắn liền có thể cùng Hy Huyền Thiên, đơn đả độc đấu, tránh Hy nhà những cường giả khác nhúng tay. Thiên Hy cổ tộc sinh sôi mười mấy vạn năm, cường giả san sát, cao thủ rất nhiều, cho dù là thiên quân cấp cường giả khác, đều có không thiếu, nếu không, cũng không cách nào chống lại ma tổ vô thiên. Thí dụ như Hy Huyền Thiên sau lưng, hắn sư phụ Hy Thái Trùng, chính là một vị thiên quân cấp cường giả khác, tu vi đã vượt qua bách gia cảnh. Diệp Thần một mắt nhìn sang, hoàn toàn không thấy rõ Hy Thái Trùng lai lịch. Lấy Diệp Thần thực lực trước mắt, coi như thi triển chỉ thủy một kiếm, cũng không thể chém chết thiên quân, cảnh giới kém được quá lớn. Bất quá, hắn chỉ là khiêu chiến Hy Huyền Thiên, đơn đả độc đấu, nhưng có thể tránh thiên quân tham gia. Ha ha ha, ngươi chính là nửa bước quá chân cảnh, cũng dám khiêu chiến ta. Đừng lấy vì ngươi người mang luân hồi huyết mạch, là có thể ở ta trước mặt phách lối. Hy Huyền Thiên ngửa mặt lên trời cười to, hiển nhiên xem thường Diệp Thần thực lực. Diệp Thần nhàn nhạt nói, vậy ngươi có dám tiếp hay không chiến? Hy Huyền Thiên nhìn Diệp Thần mây thưa gió nhẹ hình dáng, nội tâm thoáng qua vô số ý niệm, trong đầu nghĩ, thằng nhóc này một mình tới, tự nhiên không phải không chịu chết, hắn dám khiêu chiến ta, nhất định có dựa vào. Lại nhìn xem Hy Minh Phượng cùng Hy Phục Thiên, dưới mắt Hy nhà bản thân nhân quả, còn không giải quyết, nếu như tùy tiện tiếp chiến, một khi phát sinh bất ngờ, vậy thì phiền toái. Ngươi muốn khiêu chiến cũng có thể, chờ ta xử lý xong Hy Minh Phượng cái này gian tế, còn có cái này giả mạo ca ca ta yêu nghiệt, qua mấy ngày nói sau. Hy Huyền Thiên mười phần nhạy bén, biết hiện tại mình nhân quả triền thân, tác chiến không hề lợi, cho nên liền muốn chậm lại ngày tháng. Ha ha, ngươi mượn cớ đẩy nhờ, chẳng lẽ là sợ ta? Ngươi nếu là sợ, vậy thì quỳ xuống nhận thua, đem hạng nhường cho ta, vậy hết thảy đều dễ nói. Diệp Thần cười nhạt, ngưng mắt nhìn Hy Huyền Thiên nói. Càn rỡ. Hy nhà không hề thiếu cường giả, nghe được Diệp Thần mà nói, đều là quát, dám ở thánh tử Hy Huyền Thiên trước mặt, như vậy vô lễ, Diệp Thần coi như là người thứ nhất. Những người chung quanh, nhưng là đang xì xào bàn tán, cũng có người hoài nghi, Hy Huyền Thiên là thật sợ luân hồi, cho nên kiếm cớ chậm lại ngày tháng. Hy Huyền Thiên cắn răng, lần này lại có điểm cưỡi hổ khó xuống, nếu quả thật đẩy nhờ, bên ngoài tất dậy nói bóng nói gió, nói hắn sợ luân hồi khiêu chiến. Đồ nhi, tiếp chiến chính là, Hy Minh Phượng và Hy Phục Thiên, cái này hai tên, có ta nhìn, chạy không đi nơi nào. Hy Thái Trùng hạ thấp giọng, hướng Hy Huyền Thiên nói. Hy Huyền Thiên trong lòng động một cái, nói, được, sư phụ, vậy nhớ ngươi. Dừng một chút, Hy Huyền Thiên yên lòng, nhìn chằm chằm Diệp Thần nói, Diệp Thí Thiên, ngươi muốn chiến, vậy chúng ta đánh một trận là được. Diệp Thần gật đầu nói, rất tốt. Kỷ Tư Thanh thấy hai người sắp bùng nổ quyết chiến, có chút lo âu nói, Diệp Thần, chú ý. Diệp Thần chậm rãi nói, yên tâm, ta sẽ không xảy ra chuyện. Hy Phục Thiên nói, luân hồi chi chủ, ngươi thật muốn khiêu chiến đệ đệ ta. Ngươi có thể hay không hạ thủ lưu tình. Hắn đến lúc này, còn tưởng nhớ Hy Huyền Thiên, chẳng muốn hắn xảy ra chuyện. Hy Minh Phượng than thở một tiếng, nói Phục Thiên, sanh tử quyết chiến, nơi nào có hạ thủ lưu tình có thể, đây không phải là muốn chết sao. Hy Phục Thiên nhất thời yên lặng, nhìn về Hy Huyền Thiên, đầy mắt lo âu. Mà Hy Huyền Thiên, nhưng là vô cùng bộ dáng lãnh khốc, liền đang mắt cũng không xem hắn một mắt. Luân hồi tranh bảng, rất nhanh truyền khắp toàn bộ Thiên Hy đảo, trên đảo các nơi người, đều là gào thét tới, chuẩn bị vây xem quyết chiến.
Diệp Thần cùng Hy Huyền Thiên, đi tới Thiên Hy đảo quyết đấu đài. Tư Thanh, nếu như ta đánh bại, ngươi lập tức rời đi, đi tìm Nhâm Phi Phàm tiền bối, hắn sẽ chiếu cố ngươi. Ở lên đài trước, Diệp Thần hướng Kỷ Tư Thanh giao phó. Sắp đến quyết chiến, thật ra thì Diệp Thần cũng không có tuyệt đối nắm chắc tất thắng, dẫu sao Hy Huyền Thiên thực lực, ước chừng đạt tới bách gia cảnh 7 tầng thiên, chân thực cường hãn. Diệp Thần trong lòng phần thắng, đại khái chỉ có 60%. Cho nên, hắn sợ phát sinh bất ngờ, liền trước thời hạn dặn dò Kỷ Tư Thanh. Nếu như mình bại, thậm chí chết, vậy Kỷ Tư Thanh phải lập tức rời đi, nếu không, lấy Hy Huyền Thiên thâm độc tính cách, tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng. Diệp Thần. Kỷ Tư Thanh thấy Diệp Thần như thế ngưng trọng hình dáng, nội tâm vẻ lo âu nồng hơn. Nếu như Diệp Thần xảy ra chuyện, nàng thật không biết như thế nào cho phải. Diệp Thần khẽ mỉm cười, vậy không có nói nữa quá nhiều, sải bước bước lên quyết đấu đài. Quyết trên đài đấu, Diệp Thần cùng Hy Huyền Thiên, đối lập đứng. Toàn trường người ánh mắt, cũng nhìn chằm chằm bọn họ. Rất nhiều Hy nhà cường giả, đều là bàn luận sôi nổi. Trận chiến này, 10 phần mấu chốt, thậm chí có không thiếu ẩn cư lão quái vật, đều là xuất quan xem cuộc chiến. Trận chiến này, nếu như Hy Huyền Thiên đánh bại, Hy nhà khí vận nhất định thật to bị tổn thương, từ đây đắp lên một tầng bóng mờ. Nhưng nếu như, Hy Huyền Thiên có thể thắng được nói, chiến thắng luân hồi, đây là thiên đại chiến tích, đủ để chấn động thức toàn bộ vũ trụ. Quyết đấu đài bên trái, Hy Huyền Thiên khí định thần nhàn, trong tay nắm một thanh trường kiếm, ngắm nhìn Diệp Thần, nói, đã sớm nghe nói luân hồi chi chủ, thần thông cái thế, ta ngày hôm nay rốt cuộc có thể lãnh giáo. Tiếng nói rơi xuống, Hy Huyền Thiên cả người linh khí nổ, thân thể như sấm vậy, ầm ầm nâng kiếm hướng Diệp Thần chém tới. Càn khôn thần kiếm đạo. Hy Huyền Thiên quát to một tiếng, sử dụng Hy nhà một chiêu bí chuyển kiếm pháp, ở một cái chớp mắt tới giữa, bổ ra hơn 100 triệu kiếm, mỗi một kiếm cũng hàm chứa thiên địa đại đạo bí ẩn, mượt mà không rảnh, lại phảng phất là cao sơn lưu thủy, biển cả thủy triều lên xuống, trăng sáng trên không, càn khôn mênh mông khí thế, đều ở đây trong kiếm hiện ra. Hắn đối với kiếm pháp vận dụng, hiển nhiên có chỗ độc đáo, lại phối hợp bách gia cảnh 7 tầng thiên cường hãn tu vi, một kiếm này đơn giản là long trời lở đất, kiếm khí phô thiên cái địa, gào thét đem Diệp Thần bao phủ ở. Diệp Thần chỉ cảm thấy một hồi động trời áp lực, còn có từng cơn mũi nhọn tê liệt hơi thở, điên cuồng tập sát tới. Nếu như hắn vẫn là hoàn chân cảnh 9 tầng thiên mà nói, đối mặt kiếm pháp này biến dạng, có thể sẽ cảm thấy đặc biệt khó giải quyết. Nhưng thật may, bây giờ Diệp Thần đã đột phá, bước vào võ hư cảnh, thực lực thật to tăng lên. 8 bộ phù đồ khí. Mắt gặp Hy Huyền Thiên kiếm quang giết tới, Diệp Thần bên trái vung tay lên, Phật quang nổ, hóa thành ngàn tầng Phật tháp, hung hăng gào thét ra. Cái này Phật tháp, Phật quang nổ tung tới giữa, nhưng cho người một loại đặc biệt cảm giác trống không, không có Phật pháp không câu nệ nội tình, mà là tứ đại giai không, vạn vật đều là không, hết thảy đều là trống không không có sức. Đây thật ra là võ hư cảnh thần uy. Diệp Thần bước vào võ hư cảnh sau đó, võ đạo thần thông bên trong, có thể bùng nổ hư vô hơi thở. Nhưng gặp vậy phù đồ bảo tháp, một tí chân áp, Hy Huyền Thiên hàng tỷ đạo kiếm quang, ngay tức thì hóa thành hư không, lại là lập tức bị nghiền diệt. Cái gì? Hy Huyền Thiên thấy một màn này, nhất thời kinh hãi. Ồ! Quyết đấu đài vùng lân cận các khán giả, cũng là một hồi xôn xao. Không hề thiếu người lanh mắt, nhưng nhìn ra liền khác thường. Diệp Thần Phật Tháp, nghiền diệt Hy Huyền Thiên kiếm quang, cũng không phải là dựa vào man lực uy áp, mà là dựa vào một loại dị thường quy luật năng lượng. Cái này cổ quy luật năng lượng, là hư vô quy luật, tứ đại giai không, tựa hồ có thể đem trong thiên địa hết thảy, mai táng nhập tuyệt đối trong hư không. Có chút ý tứ, cổ quái như vậy thần thông, ta vẫn là lần đầu tiên thấy. Hy Huyền Thiên ánh mắt híp lại, thức tỉnh tinh thần, cũng không dám lại khinh thường chút nào. Thiên địa huyền hoàng tháp, bảo vệ ta chân linh. Dừng một chút, Hy Huyền Thiên vung tay lên, gọi ra pháp bảo, một tôn nguy nga to lớn bảo tháp, từ sau lưng hắn hiện lên, vững vàng bảo vệ hắn thân thể cùng tinh thần. Đó là 33 thiên thái thượng thần khí, hồng quân thất bảo một trong, thiên địa huyền hoàng tháp. Vậy thiên địa huyền hoàng tháp khí linh, đã bị Diệp Thần chu diệt, trước mắt Hy Huyền Thiên pháp bảo, uy năng thật to yếu bớt. Cho nên, hắn gọi ra thiên địa huyền hoàng tháp, cũng không phải là sát phạt, mà là phòng ngự, bảo vệ tự thân,
dựa vào thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang mênh mông khí thế, bảo vệ thể xác và tinh thần không chịu hư vô ăn mòn. Chống đỡ được sao? Diệp Thần thấy Hy Huyền Thiên động tác, không chút kinh hoàng, lập tức huy động tai nạn thiên kiếm, cuốn lên thao thao bất tuyệt tai khí, một kiếm gào thét đi. Trận tự quyết, thiên tai kiếm trận. Kiếm đến nửa đường, Diệp Thần bàn chân đạp một cái, lại tuôn ra trận tự quyết, tai khí hội tụ thành đại trận, vô cùng kiếm khí từ trận pháp kết giới bên trong nổ ra. Đây là trận tự quyết cùng cao nhất thiên kiếm dung hợp, uy thế khủng bố tới cực điểm, một sản sinh ra tới, vậy tai khí lập tức nồng nặc mấy chục lần, ùn ùn kéo đến, giống như ngày tận thế mây khói vậy, gào thét cuốn về phía Hy Huyền Thiên. Diệp Thần biết rõ Hy Huyền Thiên cường hãn, dẫu sao là bách gia cảnh 7 tầng thiên cường giả, cho nên, hắn ra tay không chút lưu tình, chỉ muốn mau sớm đánh chết. Rất tốt, luân hồi chi chủ, quả nhiên thần thông phi phàm. Nhưng, ngươi muốn đánh bại ta, vẫn là cùng đời sau đi. Trọng đồng, mở. Hy Huyền Thiên thấy vậy đầy trời tai nạn kiếm khí, gào thét tới, lập tức cũng không đứng ra bảo đảm lưu, hai tay nặn quyết, đột nhiên quát to một tiếng, cặp mắt nhất thời toát ra từng vòng quang vòng. Hắn ánh mắt, ngay tức thì hiển hóa ra trọng đồng dị tượng. Trọng đồng dị tượng một hiện lên, thiên địa đại thế đều bị kích động, bốn phía sấm sét cuồn cuộn, gió bão phun trào, có ngàn vạn tia thần mang tiên quang tách thả ra. Suy suy suy, vô số đạo thần mang, bốn phía bắn nhanh, đem đầy trời tai nạn kiếm khí, toàn bộ phá giết cạn sạch. Diệp Thần tai nạn thiên kiếm, ở trọng đồng tia sáng bao phủ hạ, lập tức tán loạn, tất cả kiếm khí dị tượng biến mất, chỉ còn lại lẻ loi một thanh tai nạn thiên kiếm, rơi vào trong tay hắn. Trong truyền thuyết trọng đồng, quả nhiên có chút ý tứ. Diệp Thần nhìn Hy Huyền Thiên ánh mắt, phảng phất có loại nhìn thẳng mặt trời cảm giác, vô cùng là chói mắt. Thời khắc này Hy Huyền Thiên, trọng đồng mở dưới, ánh mắt so nhật nguyệt còn muốn huy hoàng, làm người không cách nào ngẩng mặt. Mà ở trên khán đài, Hy Phục Thiên cùng Hy Minh Phượng, thấy Hy Huyền Thiên trọng đồng dị tượng, đều là yên lặng, thần sắc biến hóa khác thường. Cái này trọng đồng, thật ra thì cũng không thuộc về Hy Huyền Thiên, mà là từ Hy Phục Thiên nơi này đào đi. Chỉ bất quá, mọi người cũng không biết chân tướng, bây giờ thấy Hy Huyền Thiên mở trọng đồng, trên khán đài rất nhiều người, cũng phát ra kinh ngạc khen ngợi thanh âm. Luân hồi chi chủ, có thể ép ta sử dụng trọng đồng, người ngày hôm nay cho dù chết, cũng không uổng cuộc đời này. Hy Huyền Thiên nhếch mép, trọng đồng mở dưới, hắn cả người khí thế tăng vọt, trôi lơ lửng ở giữa không trung, liền giống như thế gian quân vương vậy, hùng bá vô địch. Thằng nhóc, hắn có trọng đồng, người cũng có thể mở trọng đồng. Vừa lúc đó, Diệp Thần lại nghe được luân hồi mộ địa bên trong, truyền tới hoang lão thanh âm. À, Diệp Thần hơi sững sờ, chẳng lẽ nói, hắn cũng có thể mở trọng đồng. Hoang lão nói, trọng đồng là thiên quân tư tượng trưng, người tư chất siêu phàm thoát tục, tự nhiên có tư cách mở trọng đồng, chỉ là người từ nhỏ bắt đầu, thiên đế cốt bị người đào đi, đưa đến đạo cốt không hoàn toàn, cái này trọng đồng chậm chạp không có mở. Nếu như Diệp Thần đạo cốt, là hoàn hảo không tổn hao gì, vậy hắn sớm liền có thể hiển hóa trọng đồng, chỉ là bởi vì làm thiên đế cốt bị đào đi, cho nên trọng đồng vẫn không có hiển hóa. Hoàng lão nói tiếp, ta truyền cho ngươi một môn thiên nhãn thông thuật pháp, có thể mở trọng đồng, nhưng ngươi dẫu sao đạo cốt không hoàn toàn, nếu như mở trọng đồng nói, sẽ cho ánh mắt mang đến gánh nặng cực lớn, ngươi có thể có hứng thú học. Ở hoàng lão lúc nói chuyện, Hy Huyền Thiên đã nâng kiếm bạo giết tới, ở trọng đồng ra chỉ xuống, kiếm khí của hắn, so mới vừa mãnh liệt 10 lần có thừa. Đầy trời kiếm khí, suy suy vang dội, vặn cắt hư không, điên cuồng hướng Diệp Thần vặn cổ tới. Cho dù lấy Diệp Thần thực lực, đối mặt cái này ngập trời kiếm khí, đều có loại cảm giác hít thở không thông, thân thể không ngừng thiểm lược tránh né, căn bản không tìm được đánh trả cơ hội. Nếu có trọng đồng mở phương pháp, vậy dĩ nhiên phải học. Diệp Thần vội vàng hướng hoang lão nói, bỏ mặc ánh mắt gánh vác sẽ bao lớn, tóm lại trước mở trọng đồng nói sau này có cần hay không, đó cũng là chính hắn quyết định. Ha ha, rất tốt, trọng đồng thần thông 10 phần huyền diệu. Ta chỉ sợ ngươi mở trọng đồng sau đó, sẽ không nhịn được thường xuyên sử dụng, đến lúc đó mắt bị mù, vậy thì tốt chơi. Hoàng lão mang một chút nghiền ngẫm nụ cười, cong ngón tay bắn ra, một món thần quang bắn vào Diệp Thần đầu óc bên trong, đó là một môn đặc thù thiên nhãn thông thuật pháp, có thể mở thần thông. Oanh! Cửa này thiên nhãn thông thuật pháp,
bắn vào Diệp Thần đầu óc bên trong, Diệp Thần chỉ cảm thấy đầu căng, rất nhiều cổ xưa thần thông bí quyết thiểm lược mà qua. Hắn thiên phú cực cao, cơ hồ là ngay tức thì hiểu được, ánh mắt bỗng nhiên đông lại một cái, nặn quyết quát lên. Thiên nhãn thông chín thương, trọng đồng phá u minh, luân hồi trọng đồng, mở. Chợt quát tiếng rơi xuống, Diệp Thần cả người luân hồi huyết mạch, đều là kịch liệt sôi trào, từng luồng máu tươi đi ánh mắt vọt tới. Ở luân hồi máu tươi nướng đốt hạ, Diệp Thần cặp mắt, kịch liệt nóng bỏng, từng cơn lửa đốt đau. Mà ở to lớn lửa đốt đau bên trong, hắn cặp mắt, vậy sinh ra kinh người lột xác. Nguyên bản Diệp Thần ánh mắt, không khác với người thường, chính là đen trắng rõ ràng hình dáng, nhưng cái này một tí, hắn trong mắt, toát ra ngàn vạn nặng quang vòng, nhất trọng trọng quang vòng không ngừng co rút lại tách thả ra, tầng tầng chồng lên, vô cùng vô tận, vô cùng chói mắt thần mang nổ bắn ra liền đi ra. Cái gì? Khi Huyền Thiên thấy Diệp Thần ánh mắt, bỗng nhiên lột vỏ thành trọng đồng, chỉ lấy vì mình hoa mắt, hoàn toàn sững sốt. Giờ khắc này, Diệp Thần ánh mắt, lại có thể biến thành trọng đồng. Giống vậy trọng đồng, quang vòng nhiều nhất là 9 tầng, đại biểu cực hạn, nhưng Diệp Thần lần này mở ra trọng đồng, quang vòng lại có ngàn vạn số, từng vòng co rút lại chồng lên, vô cùng vô tận, ánh mắt lưu chuyển tới giữa, tựa như có thể sinh diệt vô số vũ trụ lớn, vô cùng nguy nga. Đây là thuộc về duy nhất luân hồi trọng đồng. Cái gì, luân hồi chi chủ lại có thể cũng có trọng đồng. Hắn thiên đế cốt, không phải là bị vũ hoàng cổ đế đào đi rồi chưa? Đạo cốt không hoàn toàn, lại có thể vậy có thể mở trọng đồng, kết quả này chuyện gì xảy ra? Trên khán đài, rất nhiều hy nhà cường giả, thấy Diệp Thần mở trọng đồng, cũng là cả kinh thất sắc. Bọn họ lại không nghĩ rằng, Diệp Thần sau lưng, có hoang lão chỉ điểm, coi như đạo cốt không hoàn toàn, vậy rất miễn cưỡng mở ra trọng đồng, thậm chí hiển hóa ra ngàn vạn nặng quang vòng khí tượng, dị thường huy hoàng. Trọng đồng mở một cái, Diệp Thần chỉ cảm thấy mảnh thiên địa này, nhất thời đổi được vô cùng nhỏ bé, tựa như mình ánh mắt rảo qua chỗ, trời trăng sao không, thế giới vũ trụ, đều phải sụp đổ vậy. Đây chính là trọng đồng uy lực sao? Diệp Thần nắm quyền một cái, chỉ cảm thấy trọng đồng mở sau đó, mình hơi thở điên cuồng bạo tăng, gân cốt rắc rắc sát vang dội, cả người gân xanh nổi lên, bắp thịt nổ, lực lượng cường hãn tới cực điểm. Giết! Diệp Thần nội tâm chiến ý, cũng là trước đó chưa từng có sôi trào, cuồng như vậy khua kiếm hướng Hy Huyền Thiên chém tới. Hy Huyền Thiên thấy Diệp Thần thiên kiếm giết tới, hù được gương mặt trắng bệch, ở Diệp Thần trọng đồng hơi thở bao phủ hạ, hắn chỉ cảm thấy hô hấp cũng hít thở không thông. Thật may, hắn sớm sử dụng thiên địa huyền hoàng tháp, có pháp bảo hộ thể, đạo tâm cuối cùng miễn cưỡng giữ không tan vỡ. Đinh đinh đinh, Hy Huyền Thiên vội vàng khua kiếm, ngăn cản Diệp Thần tiến công. Ở một cái chớp mắt tới giữa, hai người giao kích hàng tỷ kiếm, tia lửa văng khắp nơi. Hy Huyền Thiên bị giết được luyện một chút lui về phía sau, căn bản không có sức đánh trả. Đáng chết, Hy Huyền Thiên cắn răng, hắn đường đường bách ra cảnh 7 tầng thiên, lại có thể bị Diệp Thần đánh bẹp, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Nhưng, ở Diệp Thần trọng đồng dưới áp chế, hắn nhưng là không chút nào năng lực phản kháng. Diệp Thần vậy cảm nhận được trọng đồng lực áp chế, nội tâm nhất thời đại hỉ. Rất tốt, cái này trọng đồng quả nhiên lợi hại. Diệp Thần hưng phấn trong lòng, nếu như là bình thường quyết đấu, hắn không thể nào như thế ung dung, là có thể chế trụ Hy Huyền Thiên. Nhưng, ở trọng đồng gia trì xuống, hắn nhưng là không phí nhiều sức, giết được Hy Huyền Thiên lần lượt tháo chạy. Dựa theo cái này tiết tấu đi xuống, chỉ sợ không ra 15 phút, Hy Huyền Thiên thì phải hoàn toàn sa sút. Hy Huyền Thiên sư phụ Hy Thái Trùng, ở khán đài bên trên, thấy Hy Huyền Thiên bộ dáng chật vật, nhất thời sắc mặt trầm xuống. Đồ nhi, phấn chấn một chút. Hy Thái Trùng âm thầm truyền âm, cong ngón tay bắn ra, một món như có như không linh khí, bắn về phía Hy Huyền Thiên pháp bảo, thiên địa huyền hoàng tháp. Hắn lại là đang ăn gian. Hơn nữa, hắn thủ đoạn cực kỳ cao minh, cũng không có trực tiếp trợ giúp Hy Huyền Thiên, bởi vì cái này quá rõ ràng, khẳng định sẽ bị người nhìn ra. Hắn lần này ra tay, chỉ là lớn mạnh thiên địa huyền hoàng tháp linh khí. Vậy thiên địa huyền hoàng tháp, đạt được thiên quân linh khí bơm vào, bỗng nhiên bộc phát ra kim quang sáng chói, giống như mặt trời gay gắt vậy lóng lánh. Hy Huyền Thiên chính là chật vật, đột nhiên thấy thiên địa huyền hoàng tháp linh khí bùng nổ, nhất thời đại hỉ, thầm nghĩ, cảm ơn sư phụ. Thiên địa huyền hoàng, phá.
Thi Huyền Thiên vung tay lên, vội vàng điều động thiên địa huyền hoàng tháp, to lớn thân tháp, hung hăng hướng Diệp Thần đập tới. Ừ, Diệp Thần gương mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, thấy vậy thiên địa huyền hoàng tháp ánh sáng, bỗng nhiên so mới vừa bạo sáng gấp trăm ngàn lần, liền đoán được là có người làm tay chân. Đáng chết, muốn ăn gian sao? Diệp Thần cắn răng, chỉ cảm thấy vậy thiên địa huyền hoàng tháp bên trên, lại hàm chứa thiên quân linh khí chập chờn, uy thế vô cùng cường hãn. Một cái chớp mắt tới giữa, Diệp Thần đã đoán được, là Hy Huyền Thiên sư phụ Hy Thái Trùng, ở sau lưng giở trò. Hy Thái Trùng nhưng mà thiên quân cấp cường giả khác, lấy Diệp Thần thực lực trước mắt, sẽ đối kháng thiên quân, vẫn là khó khăn điểm. Mắt xem thiên địa huyền hoàng tháp, bạo đập xuống, Diệp Thần đang muốn sử dụng hoàng tuyển đồ ngăn cản. Nhưng bỗng nhiên, hắn đôi mắt một hồi kịch liệt đau nhói. Đau nhói này, thật giống như có người cầm ngàn vạn cây châm nhỏ, mặc đâm hắn ánh mắt vậy, biến dạng đau đớn dị thường. Không tốt. Diệp Thần mặt liền biến sắc, đã biết là bị trọng đồng cắn trả. Hắn luân hồi đạo cốt, cuối cùng không hoàn toàn, cưỡng ép mở trọng đồng, sẽ cho ánh mắt mang đến gánh nặng cực lớn. Cái này một tí, trọng đồng cắn trả, Diệp Thần cặp mắt nhất thời biến dạng đau đớn, một hồi hắc ám, đơn giản là muốn ngủ vậy. Cặp mắt đau nhói dưới, Diệp Thần linh khí tán loạn, mắt xem thiên địa huyền hoàng tháp nện xuống tới, nhưng không cách nào dùng nửa chút thủ đoạn phòng ngự. Phịch! Diệp Thần kết kết thật thật, gần đến thiên địa huyền hoàng tháp đánh, ngay tức thì bị gắt gao chấn áp tại. Ừ! Thi Huyền Thiên thấy một màn này, cũng là ra ngoài ý liệu, hắn thúc giục thiên địa huyền hoàng tháp, chỉ là vì phản kích, ngược lại cũng không ngờ tới lại có thể nhất kích có hiệu quả, đem Diệp Thần chấn áp. Ha ha, thằng nhóc, ta đã sớm nói, cái này trọng đồng mở, sẽ cho ngươi mang đến gánh nặng cực lớn. Luân hồi mộ địa bên trong, Hoàng lão thấy Diệp Thần bị áp chế, nhất thời cười trên sự đau khổ của người khác cười lên. Diệp Thần cắn răng, vội vàng thu hồi trọng đồng, vận chuyển bát quái thiên đan thuật phòng ngự. Thật may hắn thể chất cường hãn, mặc dù cứng rắn chịu thiên địa huyền hoàng tháp nhất kích, nhưng cuối cùng giữ được tánh mạng. Nhưng mà, ở thiên địa huyền hoàng tháp dưới áp chế, Diệp Thần liều mạng vùng vẫy, đều không cách nào tránh thoát đi ra ngoài, trên mình tựa như đè hàng tỷ cái vũ trụ sức nặng. Luân hồi chi chủ, xem ra là ta đánh giá cao ngươi. Đừng vùng vẫy, ta pháp bảo này, là Hồng Quân lão tổ tự tay đúc, mang có thiên địa vũ trụ đại uy thế, ngươi nếu có thể tránh thoát, vậy không khỏi quá xem thường Hồng Quân. Thi Huyền Thiên cười lạnh một tiếng, cái này thiên địa huyền hoàng tháp quy luật sức nặng, so một cái vũ trụ lớn còn muốn nặng nề, kẻ địch nếu như bị thân tháp đè lại, đó là vĩnh viễn, đều không thể tránh thoát. Đáng chết! Diệp Thần đem hết toàn lực, phấn khởi vùng vẫy, quả nhiên cũng không cách nào tránh ra khỏi, cả người chút nào vậy nhúc nhích không được. Thôi, ta liền cho một mình ngươi thống khoái. Thi Huyền Thiên cười một cái, nâng kiếm dậm chân vọt tới, một kiếm hướng Diệp Thần đầu chém tới. Hư linh thần mạch, mở. Sống chết trước mắt, Diệp Thần hít sâu một hơi, lập tức mở hư linh thần mạch, nghiền nát chung quanh hư không. Rắc rắc sát. Không gian nghiền dưới, Diệp Thần trực tiếp một cái ngay tức thì di động, từ thiên địa huyền hoàng tháp hạ truyền đưa ra, đi vòng qua Hy Huyền Thiên sau lưng. Cái gì? Cái này một tí nổi lên biến cố, Hy Huyền Thiên hù được mặt không người sắc, nào nghĩ tới Diệp Thần lại có thể tránh thoát. Thật ra thì nếu như dùng sức mạnh mà nói, coi như là thiên quân, cũng chưa chắc có thể tránh thoát thiên địa huyền hoàng tháp áp chế. Pháp bảo này, vô cùng kỳ diệu, ở Hồng Quân thất bảo bên trong, đại biểu tuyệt đối chấn áp uy năng, chỉ cần đập trúng người, thiên quân đều phải bị chấn áp, vô cùng lợi hại. Dĩ nhiên, nếu như là chân tránh thiên quân, cũng không khả năng bị Hy Huyền Thiên đập phải. Diệp Thần là liền không cẩn thận, được trọng đồng cắn trả, lúc này mới trúng chiêu. Thật may, hắn thức tỉnh hư linh thần mạch, có thể phá vỡ hư không, trực tiếp lợi dụng nghiền nát không gian mưu lợi thủ đoạn, ngay tức thì di động, từ tháp hạ bay thoát ra khỏi tới, cuối cùng thoát khỏi khốn cảnh. Nếu như không có thức tỉnh hư linh thần mạch mà nói, vậy Diệp Thần nhất định là chết hẳn, không thể nào từ thiên địa huyền hoàng tháp chân áp xuống chạy đến. Thi Huyền Thiên, xem ra còn là ta thắng à. Diệp Thần giữ tợn cười một tiếng, một trưởng hướng Hy Huyền Thiên sau lưng tim vỗ tới. Hy Huyền Thiên lấy vì mình nắm vững thắng lợi, phòng ngự đã sớm buông lỏng, sau lưng không môn mở toang ra, vội vàng tới giữa, căn bản không cách nào phòng ngự Diệp Thần công kích. Phịch! Diệp Thần kết kết thật thật,
một chưởng hung hăng đánh vào Hy Huyền Thiên sau lưng. Phốc xích! Hy Huyền Thiên há mồm phun ra máu tươi, xen lẫn chút nội tạng mảnh vỡ, chật vật rơi xuống đất, cả người gân cốt đã nổ tung, thiếu chút nữa bị Diệp Thần một chưởng đánh chết, đã mất đi sức chiến đấu. Lại còn không chết. Diệp Thần thấy Hy Huyền Thiên, còn treo một hơi, cũng là 10 phần bất ngờ. Hắn một chưởng này, vận dụng toàn lực, vốn là muốn một chưởng đánh chết Hy Huyền Thiên. Nhưng, bách gia cảnh 7 tầng thiên cường giả, sinh mệnh lực vẫn là vượt quá tưởng tượng cường hãn. Hy Huyền Thiên cứng rắn bị Diệp Thần một chưởng, bị thương rất nặng, có thể nói là thoi thóp, nhưng cuối cùng không có bị đánh chết. Toàn trường ngạc nhiên, một hồi to lớn xôn xao. Diệp Thần cùng Hy Huyền Thiên chiến đấu, thế cục biến hóa quá nhanh. Vốn là người người cũng lấy là, Diệp Thần bị thiên địa huyền hoàng tháp áp chế, đã là hẳn phải chết, nào nghĩ tới lại vẫn có thể đường cùng giết ngược. Nhìn trọng thương ngã xuống đất, hấp hối Hy Huyền Thiên, tất cả mọi người đều là hoàn toàn chấn động ngạc. Vị này thiên hy cổ tộc đương thời thánh tử, bách gia cảnh 7 tầng thiên cường giả, cấm thiên bảng thứ 2 cao thủ trẻ tuổi, thật thua ở Diệp Thần dưới tay. Đồ nhi, Hy Thái Trùng thấy học trò sa sút, nhưng là vạn phần kinh hãi, không dám tin tưởng mình ánh mắt. Hy ra rất nhiều cường giả, nhân vật cao tầng, cũng là rối rít đứng lên, một mặt rung động cùng ngạc nhiên, nào nghĩ tới Hy Huyền Thiên sẽ bại được thảm như vậy. Trên khán đài, Kỷ Tư Thanh thấy Diệp Thần thắng, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Hy Minh Phượng thấy kết quả chiến đấu, một tiếng khen ngợi, Diệp huynh phong thái, so kiếp trước càng lợi hại hơn. Mà Hy Phục Thiên, nhưng là bỗng nhiên đứng dậy, lớn tiếng kêu lên, đệ đệ. Hắn thấy Hy Huyền Thiên sa sút, nội tâm tựa như sụp đổ, hoàn toàn lộ vẻ xúc động. Quyết trên đài đấu, Diệp Thần nhìn trọng thương Hy Huyền Thiên, trong đầu nghĩ, tốc chiến tốc thắng, không lưu người sống. Âm Dương Thần Điện cừu hận, phải lấy máu tươi tánh mạng cọ rửa. Nếu như hiện tại bỏ qua Hy Huyền Thiên, vậy Diệp Thần sau này muốn báo thù, cơ hồ không có có thể. Ánh mắt lóe lên tới giữa, Diệp Thần múa tai nạn thiên kiếm, một kiếm hướng Hy Huyền Thiên tim đâm tới. Hắn không chỉ là muốn đánh bại Hy Huyền Thiên, còn muốn hoàn toàn giết chết. Không, Hy Huyền Thiên mắt xem Diệp Thần thiên kiếm đánh tới, chỉ hù được gương mặt phát trắng. Mà toàn trường các khán giả, cũng là xôn xao hô to, chẳng ai nghĩ tới, Diệp Thần ở thắng được sau đó, lại còn muốn động sát thủ. Bọn họ nhưng là không biết, Diệp Thần cùng Hy Huyền Thiên tới giữa, nhưng thật ra là có máu tươi cừu hận, chỉ có thể lấy máu tươi tới cọ rửa. Cho nên, cái này không phải là đơn giản quyết đấu, mà là cuộc chiến sinh tử, báo thù cuộc chiến. Liền liền Hy Huyền Thiên sư phụ Hy Thái Trùng, cũng không ngờ tới Diệp Thần dám ở dưới con mắt mọi người, bạo động sát thủ. Diệp Thần vậy không quan tâm người ngoài ánh mắt, chỉ muốn lập tức giết chết Hy Huyền Thiên, là Âm Dương Thần Điện người bị chết trả thù. Suy, mắt xem Diệp Thần thì phải một kiếm giết chết Hy Huyền Thiên, nhưng bỗng nhiên, nghiêng gai bên trong lao ra một đạo thân ảnh, ngăn ở trước mặt hắn. Là Hy Huyền Thiên ca ca, đời trước thánh tử Hy Phục Thiên. Diệp Thần một kiếm này, thế đạo 10 phần hung mãnh, căn bản không thu lại được, trực tiếp đâm thủng Hy Phục Thiên ngực. À, Diệp Thần thấy Hy Phục Thiên, lại thay Hy Huyền Thiên đỡ kiếm, nhất thời ngẩn ngơ, vội vàng rút trường kiếm về. Phốc xích, Hy Phục Thiên ngực, bị Diệp Thần một kiếm xuyên qua, phá ra liền một cái trong suốt lỗ thủng. Diệp Thần vội vàng vận chuyển bát quái thiên đan thuật, thay hắn chữa trị, nhưng đối phương thương thế quá nặng, đã là chết thế, không thể nào vãn hồi. Diệp Thần nhìn Hy Phục Thiên dáng vẻ, thở dài một tiếng. Thế gian yêu, lại là như vậy bất thường. Vì sao đến một khắc cuối cùng, Hy Phục Thiên vẫn là u mê không tỉnh. Chí thân phản bội còn chưa đủ hắn quên mất cái này cái gọi là máu nồng tại nước tình sao. Hy Phục Thiên, ngươi. Hy Huyền Thiên thấy Hy Phục Thiên, lại có thể thay hắn đỡ kiếm, nhất thời bị rung động tại chỗ, không dám tin tưởng. Hắn năm đó, nhưng mà tự tay đào đi Hy Phục Thiên trọng đồng, nào nghĩ tới đối phương hiện tại, lại lấy đức báo oán, đã chết bảo vệ. Đệ đệ, không có sao chứ. Hy Phục Thiên ôn hòa cười một tiếng, cầm Hy Huyền Thiên tay, đem Diệp Thần chữa trị hắn bát quái thiên đan thuật, linh khí đạo dẫn tới Hy Huyền Thiên trên mình. Hy Huyền Thiên gián tiếp đạt được bát quái thiên đan thuật chữa trị, lập tức tinh thần đại chấn. Hy Phục Thiên, ngươi không hận ta. Hy Huyền Thiên một mặt đờ đẫn. Hy Phục Thiên khẽ gật đầu một cái,
nói ta không hận ngươi, ngươi là ta đệ đệ, ta chỉ có ngươi một cái như vậy chí thân, ngươi đừng không nhận ta, ta thật là anh ngươi, không phải giả mạo. Hắn giọng nói chuyện, càng ngày càng yếu ớt, hiển nhiên mau không chịu nổi. Khi Huyền Thiên thấy hắn sắp chết đi, lại nhìn xem Diệp Thần, trong lòng toát ra một cái dị thường ác độc ý niệm, ngoài mặt tỉnh bơ, giả bộ một bộ cảm động hình dáng, bắt Hy Phục Thiên tay, nói. Ngươi thật là ca ca ta, ngươi không có chết. Hy Phục Thiên nói, ta dĩ nhiên là ngươi thân ca ca, chúng ta huyết mạch đồng tình. Hắn cùng Hy Huyền Thiên hai tay nắm nhau, hai người huyết mạch quả nhiên phát ra cộng minh thanh âm, có một món tiên quang huyết khí bay lên, đó là Thiên Hy cổ tộc, huynh đệ huyết mạch đồng tình khí tượng. Thấy cái này đồng tình khí tượng, toàn trường người nhất thời rất chấn động. Lúc đầu cái này Hy Phục Thiên, cũng không phải là giả mạo, hắn thật sự là ngày xưa Phục Thiên Thánh Tử, hắn không có chết. Bất quá, hiện tại Hy Phục Thiên, ngực bị Diệp Thần một kiếm đâm thủng, đã không có mạng sống khả năng. Luân hồi thiên tai kiếm khí, căn bản không phải hắn có thể chịu đựng. Ca ca, ngươi không có chết, vậy ngươi trọng đồng đâu? Hy Huyền Thiên lắc lắc Hy Phục Thiên thân thể, thanh âm mang đau buồn, một bộ tình chân ý thiết hình dáng. Hy Phục Thiên ngẩn ngơ, hắn trọng đồng, dĩ nhiên là bị Hy Huyền Thiên đào đi, hắn nhưng muốn không rõ ràng, tại sao Hy Huyền Thiên muốn hỏi ra lời này. À, đúng rồi, nhất định là luân hồi chi chủ, hắn đào đi ngươi trọng đồng, có phải hay không? Hy Huyền Thiên lạc giọng kêu to, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần. Diệp Thần nghe được Hy Huyền Thiên chất vấn, cả người diễn cảm cũng cổ quái và ngưng trọng đến mức tận cùng, bởi vì hắn cho tới bây giờ không gặp qua, thế gian lại có như thế vô sỉ ác độc người. Hy Huyền Thiên lớn tiếng kêu lên, luân hồi chi chủ, người đạo cốt không hoàn toàn, mới vừa lại có thể mở trọng đồng, nhất định là cướp đoạt ca ca ta, ca ta trọng đồng, bị ngươi đào đi. Nói ra lời này, toàn trường một phiến xôn xao, tất cả mọi người ánh mắt, đồng loạt hướng Diệp Thần nhìn lại. Hy Phục Thiên nghe được Hy Huyền Thiên lời này, cũng là ngạc nhiên, muốn giải thích, nhưng bỗng nhiên cổ tay đau nhức. Nhưng là Hy Huyền Thiên, bắt hắn lại cổ tay, một cổ sát phạt kình lực truyền tới. Hy Phục Thiên sau cùng huyết mạch sức sống, ngay tức thì bị nghiền nát, hắn cả thế giới, rơi vào trong bóng tối đi, tại chỗ khí tuyệt bỏ mạng. Ca ca, ngươi thế nào? Ngươi không nên chết à, ca ca? Hy Huyền Thiên ôm lấy Hy Phục Thiên thi thể, lớn tiếng khóc. Tất cả người nghe được hắn tiếng khóc, cũng lấy là bọn họ huynh đệ tới giữa, tình thâm nghĩa nặng. Diệp Thí Thiên, là ngươi giết ca ca ta, ta muốn thay hắn trả thù. Hy Huyền Thiên cắn răng nghiến lợi, tức giận nhìn Diệp Thần, giận phát xung quan. Toàn trường Hy gia các cường giả, cũng là ngay tức thì cảnh giác cừu hận đứng lên. Bởi vì, mới vừa đúng là Diệp Thần, một kiếm ám sát Hy Phục Thiên. Hy Huyền Thiên, ngươi! Diệp Thần khí nhét ngực ức, hắn tuy thấy qua rất nhiều gió to sóng lớn, nhưng cho tới bây giờ chưa từng gặp qua ngày hôm nay như vậy hãm hại cùng bêu xấu, nội tâm giận dữ tức giận dưới, nhưng không nói ra lời. Người đến sao, mau bắt hắn, thay ca ca ta trả thù. Hy Huyền Thiên đứng dậy, lớn tiếng hò hét. Chung quanh Hy gia cường giả, lập tức rút binh khí ra, điên cuồng gào thét vây giết tới. Diệp Thần mắt gặp không ổn, chuẩn bị biến dạng hư không rời đi. Luân hồi chi chủ, không nghĩ tới ngươi lại dám đào đi Phục Thiên Thánh Tử trọng đồng, ngươi chết vạn lần đều không thể tha tội. Nhưng vừa lúc đó, Hy Huyền Thiên sư phụ Hy Thái Trùng, cường thế hạ xuống, một tay chấn áp dưới, vạn dặm hư không cũng bị phong tỏa. Diệp Thần chỉ cảm thấy một hồi nghẹt thở, tại thiên quân uy áp hạ, căn bản không cách nào phản kháng, tại chỗ bị đánh ngã xuống đất, không thể nhúc nhích. Bốn phía Hy gia cường giả, như ong vỡ tổ vào tới. Cho Diệp Thần đeo lên giam cầm gông xiềng. Tư Thanh, đi mau. Diệp Thần ở nguy cấp bên trong, lớn tiếng quát to, thúc giục Kỷ Tư Thanh rời đi. Kỷ Tư Thanh ngẩn ngơ, muốn để lại cứu vãn Diệp Thần, nhưng thấy Hy Thái Trùng thiên quân uy thế, nhưng biết hết thảy đều là phí công, nếu như nàng ở lại chỗ này nữa, chỉ sợ cũng phải cùng chết. Nguy cấp bên trong, Kỷ Tư Thanh lật đật ngự gió thoát đi. Hy Minh Phượng mắt gặp tình thế gay gắt, cảm thấy không ổn. Vậy ngự gió thoát đi. Hy Thái Trùng ánh mắt lạnh lùng, nói, Hy Minh Phượng vậy nghịch tử, cùng luân hồi chi chủ cấu kết, giết hại Phục Thiên Thánh Tử, không thể tha, mau đem hắn bắt lại. Còn có người phụ nữ kia, là luân hồi tiện tỳ Khúc Trầm Yên, cũng không thể thả qua, mau truy đuổi. Thanh âm rơi xuống,
chung quanh Hy Gia cường giả kêu, ưng. Lập tức, rất nhiều Hy Gia cường giả, điên cuồng đuổi giết ra, mà Thiên Hy đảo các nơi, vậy vang lên phòng bị tiếng kèn lệnh, bốn phương tám hướng đều có cường giả phóng lên cao. Hy Minh Phượng muốn chạy khỏi, nhưng ngay tức thì bị vô số cường giả vây quanh, trực tiếp bị áp chế bắt. Mà Kỳ Tư Thanh, chạy khỏi giây phút, vậy đối mặt vô số cường giả vây khốn, gương mặt không khỏi hơi trắng bệch, chỉ cảm thấy chạy thoát thân vô vọng. Nguyện vọng thiên tinh, vô tưởng một đao. Vừa lúc đó, ánh sáng trắng bạo tránh, hư không biến dạng, một viên tinh cầu khổng lồ nổi lên, chính là Diệp Thần nguyện vọng thiên tinh. Nguyện vọng thiên tinh trên, hiển hóa ra một đạo thân ảnh, chính là Hạ Huyền Thịnh. Hạ Huyền Thịnh thúc giục nguyện vọng thiên tinh, bùng nổ vô tưởng một đao, kinh khủng đao khí chém xuống, đem Kỳ Tư Thanh truy binh phía sau, toàn bộ giết chết. Sau đó, hắn đem Kỳ Tư Thanh, tiếp đón đến nguyện vọng thiên tinh trên, trực tiếp chạy trốn đi, ngay tức thì rời đi Thiên Hy đảo. Diệp Thần thấy Hạ Huyền Thịnh xuất hiện, còn mang đi Kỳ Tư Thanh, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Hắn trước đây đem nguyện vọng thiên tinh, cho mượn Hạ Huyền Thịnh, lại không nghĩ rằng lưu lại phục bút, cuối cùng hắn vận khí không tệ, hiện tại chỉ ít Kỳ Tư Thanh thoát đi rớt. Khi Thái Trùng thấy Kỳ Tư Thanh thoát đi, gương mặt hơi đổi. Bất quá, một cái Kỳ Tư Thanh, không ảnh hưởng được đại cuộc. Hiện tại Diệp Thần cùng Hy Minh Phượng, cũng bị bắt, khi Thái Trùng thoáng yên tâm, quát lên, đem cái này hai cái tội nhân, đánh vào tử lao. Ưng, khi ra các cường giả, lập tức áp giải Diệp Thần cùng Hy Minh Phượng, đem bọn họ mang tới Thiên Hy cổ tộc tử lao bên trong, tạm thời nhốt lại. Mà những người ở chỗ này, xôn xao nhưng đang kéo dài. Ai cũng không ngờ tới, cuộc khiêu chiến này quyết đấu cuối cùng, sẽ là kết cục như vậy. Hy Phục Thiên lúc đầu không có chết, nhưng trọng đồng bị đào đi, hiện tại lại chân chính bị giết chết, biến hóa này quá nhanh. Mà cuộc quyết đấu này, Hy Huyền Thiên là chân chính bị đánh bại, coi như chụp được Diệp Thần, hắn bại cục vậy thì không cách nào vãn hồi. Hy Huyền Thiên trong lòng lo lắng bất an, ngửa mặt trông lên bầu trời, thật may trên trời cũng không gì đặc biệt dị tượng, cấm thiên bảng hạng cũng không biến hóa, xem ra hắn cho dù là bị đánh bại, nhưng cuối cùng bắt Diệp Thần, cuối cùng miễn cưỡng đền bù bại cục, không có bị chen hạ bảng danh sách. Sư phụ, tiếp theo. Hy Huyền Thiên trong mắt lướt qua một chút ý định giết người, hướng Hy Thái Trùng xin phép. Hy Thái Trùng sắc mặt âm trầm, Hy Phục Thiên trọng đồng bị đào chân tướng, hắn dĩ nhiên là biết, bây giờ vì bảo thủ bí mật, chỉ có thể là cầm Diệp Thần làm dê thế tội. Vậy luân hồi chi chủ, phải giết chết, nhưng không thể hành động thiếu suy nghĩ, sau lưng hắn hộ đạo giả, chính là đời này nhất lưu cao thủ Nhâm Phi Phàm, nếu như Nhâm Phi Phàm hạ xuống, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Hy Thái Trùng giọng ngưng trọng, thật ra thì hắn mới vừa liền muốn giết Diệp Thần, nhưng cố kỵ đến luân hồi sau lưng hộ đạo giả, cũng không dám khinh động. Hy Huyền Thiên trong lòng rét một cái, nói, Nhâm gia thiên mệnh sao? Người này thực lực xác thực đáng sợ, nghe nói là vượt qua thiên lý nhân vật lớn, không biết chúng ta Thiên Hy cổ tộc lão tổ, có thể hay không đem hắn chấn áp. Hy Thái Trùng lắc đầu một cái, nói, lão tổ vậy không địch lại Nhâm Phi Phàm. Hy Huyền Thiên kinh hãi, nói, sư phụ, người nói gì sao, liền lão tổ cũng không đánh lại Nhâm Phi Phàm sao? Điều này sao có thể? Thiên Hy cổ tộc lão tổ, Thiên Hy cổ đế, năm đó từng cùng ma tổ vô thiên giao thủ. Hai bên đánh được có tới có lui, có thể gặp Thiên Hy cổ đế cường hãn. Nhưng hiện tại, Hy Thái Trùng lại nói, Thiên Hy cổ đế, không phải Nhâm Phi Phàm địch thủ, cái này thật to ra Hy Huyền Thiên ý liệu. Hy Thái Trùng nói, nếu như là trước kia, lão tổ có lẽ có thể áp chế Nhâm Phi Phàm, nhưng gần đây, nghe nói vậy Nhâm Phi Phàm, lấy được Tuyết Táng tinh trần, đạo tâm đột phá, tu vi rất nhiều tiến bộ, hôm nay lão tổ hẳn là không địch lại hắn. Hy Huyền Thiên nói, vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ bởi vì cái này Nhâm Phi Phàm, thì phải thả qua Diệp Thí Thiên? Hy Thái Trùng nói, luân hồi chi chủ, mưu hại Phục Thiên Thánh Tử, tự nhiên không thể bỏ qua, chúng ta trước hướng lão tổ xin phép xin phép. Lập tức, Hy Thái Trùng phân phó xong người, để cho Hy gia cường giả, bảo vệ tốt Thiên Hy đảo trật tự, đồng thời phái thêm người, trấn thủ Thiên Hy tử lao, nghiêm phòng Diệp Thần, Hy Minh Phượng chạy khỏi. Như vậy bận rộn hơn nửa ngày, đến được màn đêm buông xuống, Hy Thái Trùng, Hy Huyền Thiên hai thầy trò, đi tới Thiên Hy đảo trung ương nhất, một nơi núi cao nguy nga trên. Cái này tòa núi cao, đứng sừng sững một tòa ngàn trượng pho tượng, chính là Thiên Hy cổ đế tượng đá.
Thi Thái Trùng, Hy Huyền Thiên hai thầy trò, đi tới pho tượng trước, cung kính quỳ xuống, đồng nói, bái kiến lão tổ. Lúc đó màn trời đen nhánh, trăng sáng trên không, ánh trăng bao phủ ở pho tượng kia trên, hiển hiện ra từng luồng xanh mưa lất phất tiên khí, siêu nhiên xuất trần. Vù vù. Bỗng nhiên, pho tượng kia tách thả ra dị quang, sau đó truyền ra một giọng già nua, nói các ngươi bắt được luân hồi chi chủ. Thi Thái Trùng nói, lão tổ, luân hồi chi chủ mưu hại Phục Thiên Thánh Tử, đào đi Phục Thiên Thánh Tử trọng đồng, tội đáng chết vạn lần. Không cần nói nữa, các ngươi điểm này âm mưu mánh khóe, không gạt được ta. Vậy thanh âm già nua, tự nhiên chính là Thiên Hy cổ tộc lão tổ, Thiên Hy cổ đế. Hắn cắt đứt Hy Thái Trùng mà nói, Huyền Thiên, Phục Thiên Thánh Tử trọng đồng, là bị ngươi cái này làm em trai đào đi, có phải hay không? Hy Huyền Thiên nghe nói như vậy, nhất thời toát ra cả người mồ hôi lạnh, nào nghĩ tới Thiên Hy cổ đế lại đã sớm khám phá hết thảy. Lão tổ, ta! Hắn mồ hôi lạnh nhễ nhại, cả người run rẩy, cũng không biết như thế nào trả lời. Hy Thái Trùng cũng là sắc mặt trắng xám, nói, lão tổ! Huyền Thiên hắn chỉ là hồ đồ nhất thời. Thiên Hy cổ đế nghiêm nghị nói, không cần nói nữa, huynh đệ tương tàn, Huyền Thiên, người tội nghiệt không nhẹ, chết vạn lần không thể tha tội. Hy Huyền Thiên bịch bịch dập đầu, nói, lão tổ tha mạng. Thiên Hy cổ đế nói, bất quá thật may, các ngươi hiện tại chộp được luân hồi chi chủ, sự việc còn có cứu vãn cơ hội. Hy Huyền Thiên ngẩn ra, nói, không biết như thế nào cứu vãn, mời lão tổ chỉ thị. Thiên Hy cổ đế nói, luân hồi huyết mạch, bao trùm chư thiên, chấp trưởng sống chết, chỉ cần giết chết luân hồi chi chủ, tước đoạt hắn luân hồi huyết mạch, là được đem Phục Thiên Thánh Tử sống lại. Hơn nữa, vậy luân hồi chi chủ, ngày hôm nay mở ra trọng đồng, vừa vặn cũng có thể moi ra, ban cho Phục Thiên Thánh Tử. Như vậy thứ nhất, các người huynh đệ đều có trọng đồng, sau này liền không cần tranh cãi nữa, đồng tâm hiệp lực, lớn mạnh ta Thiên Hy cổ tộc. Hy Huyền Thiên đại hỉ. Nói, lão tổ nói phải, nếu như ca ca ta có thể sống lại, ta nhất định hết sức sửa sai. Hy Thái Trùng trong lòng cũng là mừng rỡ, hắn đang muốn tru diệt luân hồi, hiện tại Thiên Hy cổ đế cũng là cái ý này, chính là không hẹn mà hợp. Thiên Hy cổ đế nói, còn có vậy Hy Minh Phượng, một gia tộc phứt đi, năm đó lại bị luân hồi chi chủ một chiêu đánh bại, chân thực mất hết ta Thiên Hy cổ tộc mặt mũi, đem hắn vậy cùng nhau giết chết thôi. Hy Thái Trùng nói, lão tổ, ta ngày mai liền cử hành tế trời buổi lễ, tru diệt cái này hai người, lại tước đoạt luân hồi huyết mạch. Thiên Hy cổ đế một tiếng, nói, như vậy quá tốt, nếu luân hồi chi chủ, dám một mình trước tới khiêu chiến, vậy sẽ phải làm xong rơi xuống chuẩn bị, ha ha. Hy Thái Trùng nhớ tới Nhâm Phi Phàm, trong lòng rét một cái, nói, lão tổ, chỉ là luân hồi sau lưng, cái đó hộ đạo giả. Thiên Hy cổ đế nói, Nhâm gia thiên mệnh. Nhâm Phi Phàm sao? Hy Thái Trùng nói, chính phải. Thiên Hy cổ đế nói, hả, Nhâm Phi Phàm người này, đích xác là siêu nhất lưu cường giả, đặc biệt là đạt được Tuyết Táng tinh trần sau đó, hắn đạo tâm đột phá, ngày nay thiên hạ cao thủ bên trong, hắn đã có thể bước lên trước năm, ta cũng không phải là địch thủ của hắn. Hy Thái Trùng nói, lão tổ, vạn nhất vậy Nhâm Phi Phàm hạ xuống, như thế nào cho phải? Thiên Hy cổ đế trầm ngâm một hồi. Nói, Nhâm Phi Phàm nhân quả triền thân, Vũ Hoàng cổ đế và thiên nữ, cũng liều mạng muốn giết hắn, hắn không dám tùy tiện bại lộ. Hy Thái Trùng nói, luân hồi chi chủ, đó là Nhâm Phi Phàm bảo vệ đối tượng, hắn tuyệt không thể nào nhìn luân hồi chết à. Thiên Hy cổ đế nói, đúng là như vậy, chúng ta muốn giết luân hồi chi chủ, hắn hơn phân nửa muốn hạ xuống ngăn cản, nhưng các ngươi yên tâm, nơi này dẫu sao là ta Thiên Hy cổ tộc địa bàn, ta theo nhờ địa mạch khí vận. Đủ để cùng Nhâm Phi Phàm chống lại, sát phạt chưa đủ, nhưng muốn từ thủ dư sức có thừa, hắn lật không dậy nổi sóng gió gì, trừ phi hắn dám liều trước ngọc đá cùng vỡ. Hy Huyền Thiên nuốt nước miếng một cái, trong đầu nghĩ, chỉ sợ vậy Nhâm Phi Phàm, liều mạng ngọc đá cùng vỡ, cũng phải cứu vãn luân hồi. Thiên Hy cổ đế nói, các ngươi trở về đi thôi, ta tối nay sẽ bố trí đại trận, làm xong phòng thủ, để phòng cái này Nhâm Phi Phàm quấy rối, các ngươi ngày mai giữa trưa. Cử hành nghi thức, đem luân hồi chi chủ cùng Hy Minh Phượng, giết chết tế trời là được. Hy Thái Trùng cùng Hy Huyền Thiên kêu, xoay người rời đi. Thiên Hy cổ đế thở dài một cái, lẩm bẩm nói, Nhâm Phi Phàm, ta đây muốn xem, người truyền thuyết này ở giữa thiên mệnh chi tử,
rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Cùng lúc đó, Kỷ Tư Thanh cùng Hạ Huyền Thịnh thoát đi Thiên Hy đảo sau đó, nghĩ đến Diệp Thần bị bắt, hai người đều là vạn phần nóng nảy. Hạ Huyền Thịnh nói, Kỷ cô nương, điện chủ bị bắt, làm sao bây giờ? Thiên Hy cổ tộc nội tình thâm hậu, thậm chí không thiếu thiên quân cấp cường giả khác, trong truyền thuyết Thiên Hy cổ đế, lại là vô lượng cảnh giới siêu cấp cao thủ, đã đạt tới vĩnh hằng bất hủ bước. Muốn ở Thiên Hy cổ tộc địa bàn bên trong, cứu vãn Diệp Thần đi ra, dĩ nhiên là khó hơn lên trời. Kỷ Tư Thanh nhớ tới Diệp Thần giao phó, nói ta đi mời Nhâm Phi Phàm tiền bối. Hắn nhất định có biện pháp. Lập tức, Kỷ Tư Thanh gửi một phong phi kiếm truyền thư đi ra ngoài. Nàng bị giao cho luân hồi huyết mạch, cho nên có luân hồi hơi thở, nhân quả cảm cho đòi dưới, nàng truyền thư, tự nhiên có thể bị Nhâm Phi Phàm nhận được. Không cần thiết đã lâu, bầu trời hiện ra một vòng huyết nguyệt hư ảnh, máu kia tháng ông ông tác hưởng, một bóng người hiển hóa ra, hạ xuống, chính là Nhâm Phi Phàm. Nhâm Phi Phàm thân thể ngự gió, hạ xuống nguyện vọng thiên tinh trên. Kỷ Tư Thanh một hồi ngạc nhiên mừng rỡ, quỳ xuống kêu lên, Nhâm tiền bối, người rốt cuộc đã tới, Diệp Thần hắn. Nhâm Phi Phàm khoát tay một cái, bình tĩnh nói, ta đều biết, thằng nhóc này lại dám xông vào Thiên Hy cổ tộc địa giới, không khỏi quá xung động điểm. Kỷ Tư Thanh nói, xin lỗi, Nhâm tiền bối, Diệp Thần hắn đây cũng là không có cách nào, cái này liên quan đến âm dương thần điện nhân quả. Nhâm Phi Phàm con người đông lại một cái. Tiếp tục nói, hết thảy ta đã rõ ràng, tiểu tử này võ đạo, gần đây như thế khoe khoang, nếu như hắn thật khiêm tốn an phận, vậy hắn cũng không phải hắn. Cái này ở trước mắt tới xem, là chuyện xấu, nhưng đối với hắn mà nói, là chuyện tốt, nếu không làm sao được gọi là lăng tiêu võ ý. Kỷ Tư Thanh nói, Nhâm tiền bối, vậy hiện tại nên làm như thế nào, chỉ có ngươi có thể cứu Diệp Thần, thế nhưng Thiên Hy cổ tộc, cao thủ như mây, thiên quân cường giả đều có không thiếu. Chỉ sợ. Nhâm Phi Phàm khẽ cau mày, Thiên Hy cổ tộc bên trong cao thủ, hắn tự nhiên không sợ, đặc biệt là ở luyện hóa tuyết táng tinh trần sau đó, hắn thực lực lớn tiến bộ lớn, hiện tại thậm chí có chắc chắn, chân áp toàn bộ Thiên Hy cổ tộc. Nhưng, sau lưng hắn liên lụy nhân quả, quá mức to lớn, nếu như tùy tiện xuất thủ, sợ rằng sẽ bị Vũ Hoàng cổ đế và thiên nữ, phong tỏa khí cơ, thậm chí ma tổ vô thiên, vậy sẽ nghĩ biện pháp đối phó hắn. Hiện tại, còn chưa tới xé rách ra mặt thời điểm, nếu như tùy tiện bại lộ, rất có thể đưa đến bàn cờ xảy ra chuyện. Cân nhắc một phen sau đó, Nhâm Phi Phàm ngưng trọng nói, Diệp Thần vậy tiểu tử, nếu có nguy hiểm, ta sẽ không ngồi nhìn bỏ mặc, ngươi yên tâm đi. Kỷ Tư Thanh có chút lo lắng, tiếp tục nói, Nhâm tiền bối, nhưng mà, vạn nhất ngươi bại lộ. Nhâm Phi Phàm nói, không sao, ta sẽ chú ý đúng mực. Kỷ Tư Thanh cảm kích nói, đa tạ Nhâm tiền bối. Nhâm Phi Phàm nhẹ khẽ gật đầu, liền ở nguyện vọng thiên tinh trên nghỉ ngơi, chờ đợi ngày mai đến. Ngày mai giữa trưa, Thiên Hy cổ tộc, Thiên Hy đảo. Ánh mặt trời bao phủ toàn bộ hòn đảo, khắp nơi tràn ngập một phiến ánh vàng rực rỡ chói lọi, nhưng đặt mình vào ở Thiên Hy đảo người trên cửa, lại không có cảm thấy một chút ấm áp. Tất cả người cảm nhận được, chỉ có nghiêm nghị, lạnh lùng, nghiêm ngặt hơi thở. Trên trời dưới đất, khắp nơi hiện đầy hy gia cường giả, cổ xưa bảo vệ đại trận mở, một tầng kết giới vòng bảo vệ, bao phủ ở toàn bộ hòn đảo. Rất nhiều người đều là ngạc nhiên, muốn không rõ ràng, vì sao Thiên Hy cổ tộc, muốn như thế bày trận mà đợi, chẳng lẽ là sợ có người hạ xuống, cướp đi luân hồi chi chủ. Nhưng, dõi mắt toàn bộ hắc ám cấm hải, cho dù là cựu Nhật Minh, cũng không dám qua loa dính Thiên Hy cổ tộc nhân quả, vậy Thiên Hy cổ tộc, rốt cuộc là ở phòng bị ai? Đám người không biết được, chỉ biết là ngày hôm nay, là chu diệt luân hồi ngày, nhất định phải bị chư thiên vạn giới nhớ. Ở Thiên Hy đảo trung ương trên quảng trường, Hy gia các trưởng lão, đã sớm chuẩn bị xong tế trời nghi thức. Thiên Hy cổ đế pho tượng, sừng sững ở quảng trường nhất trung tâm, pho tượng vùng lân cận bày đầy tế tự dùng xúc vật pháp khí, thiên tài địa bảo cùng tế phẩm. Mà ở quảng trường bốn phía, thì là cả Hy gia các tộc nhân, còn có ngoại giới dự lễ người. Chủ trì tế trời nghi thức, chính là Hy gia đương thời thánh tử, Hy Huyền Thiên. Hy Huyền Thiên cả người cẩm bào, ngồi ngay ngắn ở quảng trường phía bắc đài cao ghế ngồi, ánh mắt nguyên nghiêm túc, gương mặt uy nghiêm, tựa hồ đã từ hôm qua thất bại trong bóng tối đi ra, cả người đều tràn đầy cường giả khí thế. Ở Hy Huyền Thiên sau lưng, chính là hắn sư phụ Hy Thái Trùng,
thiên quân cấp cường giả khác. Hy Huyền Thiên bề ngoài tuy uy nghiêm, nhưng nội tâm nhưng là 10 phần thấp thỏm, quay đầu nhìn Hy Thái Trùng một mắt. Hy Thái Trùng gật đầu một cái, tỏ ý hắn không nên kinh hoàng, nói, hết thảy đều có lão tổ che chở, không cần lo lắng, bắt đầu nghi thức đi. Hy Huyền Thiên khẽ vuốt cằm, trong lòng an tâm một chút, hít sâu một hơi, uy nghiêm quát lên, đem Diệp Thí Thiên và Hy Minh Phượng cái này hai cái tội nhân, đặt lên tới. Thanh âm rơi xuống, liền có mấy cái hy gia hộ vệ cường giả, đem Diệp Thần cùng Hy Minh Phượng hai người, giải đến trên quảng trường. Hy Minh Phượng cả người máu rầm rề, hiện đầy vết thương, thoi thóp, hiển nhiên hôm qua ở tù bên trong, gặp phải tàn khốc đánh dữ dội. Diệp Thần cả người tù phục, nhưng là không có bị thương cùng bị hành hạ dấu vết. Hy gia tuy quyết định tru diệt luân hồi, nhưng cuối cùng không dám quá mức xúc phạm, cũng sợ kích động trời nổi giận. Diệp Thần nhìn khắp bốn phía, nhìn Hy gia như lâm đại địch, khắp nơi phòng thủ hình dáng, trong đầu nghĩ, bọn họ như thế phòng bị, hơn phân nửa là ở đề phòng Nhâm Tiền Bối, chỉ là không biết Nhâm Tiền Bối, biết hay không hạ xuống cứu ta. Lòng hắn bên trong đã làm xong quyết định, nếu như không người tới cứu, vậy mình liều mạng luân hồi máu tươi cháy hết, cũng phải bạo đánh ra, tuyệt không thể thật chết ở chỗ này. Hy Huyền Thiên nhìn chằm chằm Diệp Thần, lại nhìn xem Hy Minh Phượng, quát lên, Diệp Thí Thiên, Hy Minh Phượng, các ngươi hai cái tội nhân, lẫn nhau cấu kết, mưu hại ca ca ta Phục Thiên Thánh Tử, còn có lời gì có thể nói. Hy Minh Phượng bị đánh dữ dội hành hạ quá nặng, hơi thở mong manh, nhưng là không nói ra nửa câu. Diệp Thần bình tĩnh đứng tại chỗ, thần sắc lãnh đạm, nói, ngươi sẽ hối hận ngươi hành động đã thực hiện. Hy Huyền Thiên hừ một tiếng, chỉ muốn mau sớm giải quyết, hạ lệnh quát lên, người đâu, đem cái này hai cái tội nhân, giải đến lão tổ trước tượng thần, trực tiếp tước đoạt huyết mạch, giết tế trời. Mấy cái hy gia cường giả bước ra khỏi hàng, áp giải Diệp Thần cùng Hy Minh Phượng hai người, đem bọn họ giải đến Thiên Hy Cổ Đế pho tượng trước, buộc bọn họ quỳ xuống. Hy Minh Phượng chật vật quỳ xuống, nhưng Diệp Thần thân thể như cây lao vậy, thẳng tắp đứng thẳng, vậy mấy cái hy gia cường giả cũng không cách nào làm Diệp Thần quỳ xuống. Hy Huyền Thiên vậy không quan tâm, nói, nghi thức khởi động, mời lão tổ hiển linh, tru diệt luân hồi. Ở trên quảng trường, đã sớm bố trí xong cúng tế nghi thức cùng trận pháp. Lập tức, có mấy cái hy gia trưởng lão bước ra khỏi hàng, trong miệng thấp giọng ngâm sướng, linh khí thả ra, khởi động trận pháp. Vù vù. Nhất thời, toàn bộ quảng trường, toát ra một cổ xanh mưa lất phất tiên quang. Mơ hồ cùng Thiên Hy Cổ Đế pho tượng đồng tình. Thiên Hy Cổ Đế pho tượng trên, ngay tức thì tóe ra ngàn vạn đạo xích mang, giống như đao kiếm chảy loạn vậy, từ trên trời hạ xuống, suy suy vang dội, hướng Diệp Thần cùng Hy Minh Phượng chém tới. Hy Minh Phượng chỉ lấy là hẳn phải chết, nhắm mắt chờ chết. Diệp Thần cắn chặt hàm răng, cả người máu cháy, chuẩn bị liều chết đánh một trận. Ta cầu nguyện, Hy Hoàng sấm, tiêu diệt trần thế. Bỗng nhiên, một đạo lạnh lùng uy nghiêm tiếng quát, từ chân trời vang lên. Nhưng gặp thần thánh ánh sáng trắng, ở trên trời nổ tung cổn đáng, hiển hóa ra một cái tinh cầu bóng dáng. Đó là trong truyền thuyết Nguyện Vọng Thiên Tinh. Một đạo mạnh mẽ bóng người, từ Nguyện Vọng Thiên Tinh trên hạ xuống. Chính là Nhâm Phi Phàm. Nhâm Tiền Bối. Diệp Thần thấy Nhâm Phi Phàm hạ xuống, nhất thời đại hỉ. Nhưng gặp Nhâm Phi Phàm tu vi linh khí, vào giờ khắc này bùng nổ. Vô thượng thiên quân uy nghiêm, mênh mông gào thét chư thiên, toàn bộ Thiên Hy đảo bảo vệ đại trận, ở hắn khí thế nghiền ép, ngay tức thì nổ tung. Cùng lúc đó, Nguyện Vọng Thiên Tinh trên, nổ lên vô cùng vô tận lôi quang, đó là Hy Hoàng lôi ấn thần thuật khí tượng. Hàng tỷ đạo màu vàng tím sấm sét từ trên trời hạ xuống, mang đem toàn bộ vũ trụ cũng phá hủy đáng sợ khí thế, điên cuồng hướng Thiên Hy đảo nổ xuống. Không tốt! Thiên Hy cổ tộc tất cả trưởng lão. Nhất thời cả kinh thất sắc, lánh đời thiên quân cũng là bạo khởi ra tay, chung nhau làm phép, tạo thành một tầng kết giới, ngăn cản Nhâm Phi Phàm sấm sét đánh giết. Bình bịch bịch, từng đạo sấm tia chớp, phách nổ xuống, đem vậy kết giới nổ được một hồi chấn động. Hy gia tất cả trưởng lão, toàn lực liên thủ điều động, miễn cưỡng ngăn trở Nhâm Phi Phàm sấm sét uy giận, không thiếu trưởng lão tại chỗ hộc máu, trọng thương ngã xuống đất. Chống đỡ được sao? Nhâm Phi Phàm hừ một tiếng, người như thần kiếm phi hồng vậy hạ xuống xuống, một trường đánh ra, phịch đích một tiếng, đem vậy bảo vệ kết giới hoàn toàn đánh nát. Sau đó, đầy trời sấm,
hướng Thiên Hy đảo bạo giết đi, phải đem toàn bộ Thiên Hy đảo tiêu diệt. Nhưng vừa lúc đó, vậy Thiên Hy cổ đế pho tượng, đột nhiên hiển linh, ngàn vạn đạo kiếm khí vậy xích mang, hướng Nhâm Phi Phàm giết ngược đi. Oanh! Vậy ngập trời xích mang, cùng Nhâm Phi Phàm sấm sét thần thông va chạm, nhất thời nổ lên động trời đợt khí, vạn nặng hư không ngay tức thì sụp đổ, bầu trời vỡ vụn. Rắc rắc sát! Thiên Hy cổ đế pho tượng, cũng là ở va chạm dưới sự xung kích, ngay tức thì nổ tung. Bất quá ở Thiên Hy cổ đế dưới bảo vệ, Thiên Hy đảo cuối cùng không có bị Nhâm Phi Phàm phá hủy, chỉ là có bộ phận kiến trúc, bị sấm sét ảnh hưởng đến, giấy vậy bị nghiền nát, hóa thành bụi bặm. Toàn trường tất cả người, thấy Nhâm Phi Phàm vậy vô địch bóng người, đều là trợn mắt hốc mồm, rung động không dứt. Người này là ai? Khí tức thật là mạnh, so thiên quân mạnh hơn. Hắn sẽ không phải là vô lượng cảnh cường giả, trong truyền thuyết vô thượng thiên quân đi. Vô thượng thiên quân, trời ơi, này cùng tồn tại, làm sao có thể sẽ xuất hiện ở trần thế? Từng trận ngược lại hút khí lạnh thanh âm vang lên, toàn trường người làm run rẩy. Thiên Hy cổ tộc rất nhiều cường giả, chỉ cảm thấy tự thân như con kiến hôi nhỏ bé, ở Nhâm Phi Phàm trước mặt, hoàn toàn chính là côn trùng vậy tồn tại, không có bất kỳ phản kháng có thể. Nếu như không phải là mới vừa, có Thiên Hy cổ đế hiển linh bảo vệ, có thể hy ra người, đã toàn bộ bị Nhâm Phi Phàm chấn giết. Nhâm gia thiên mệnh, Nhâm Phi Phàm, viếng thăm Thiên Hy cổ tộc. Nhâm Phi Phàm gương mặt bình tĩnh, hạ xuống, ghi tên số. Thiên Hy đảo các loại cấm chế, tất cả phòng vệ trận pháp, ở chân hắn bước lên hòn đảo thời điểm, liền toàn bộ bạo diệt vỡ vụn, liền một chút hiệu quả cũng không phát huy ra được. Toàn trường tất cả người, nhìn Nhâm Phi Phàm gần như vô địch tư thái, đều là rung động được không nói ra lời. Sư phụ, hắn chính là Nhâm Phi Phàm sao? Thi Huyền Thiên mồ hôi lạnh nhễ nhại, chỉ cảm thấy Nhâm Phi Phàm hơi thở, đã không cách nào dùng trần thế ngôn ngữ hình dạng. Hắn cho tới bây giờ không gặp qua này cùng cường đại tồn tại. Đời này thiên mệnh, truyền thuyết có thể vượt qua thiên lý tồn tại, quả nhiên đáng sợ, hắn nếu là ra tay, chúng ta thầy trò hai người, chỉ sợ ngay tức thì liền muốn hóa thành phấn vụn. Thi Thái Trùng cũng là toát ra cả người mồ hôi lạnh, bắt Hy Huyền Thiên cánh tay, tim đập bịch bịch, nhưng lại cũng không có nửa điểm thiên quân uy nghi, chỉ muốn lập tức chạy trốn. Nhưng ở Nhâm Phi Phàm khí thế dưới sự uy hiếp, toàn trường không có người nào dám can đảm lộn xộn, cũng ngoan ngoãn cương tại chỗ. Nhâm gia thiên mệnh, quả nhiên hảo khí phách. Vừa lúc đó, Thiên Hy cổ đế hóa thành bụi bặm pho tượng mảnh vỡ bên trong, dâng lên một đạo già nua hư ảnh. Đó chính là Thiên Hy cổ đế thần hồn hư ảnh. Lão tổ, thấy Thiên Hy cổ đế hiển linh, toàn trường hy ra các cường giả, tựa như thấy được cứu tinh, rối rít khấn cầu. Thiên Hy cổ đế ánh mắt híp lại, ngưng mắt nhìn Nhâm Phi Phàm, nói, Nhâm Phi Phàm, xem ra ta vẫn là đánh giá quá thấp ngươi, ngươi tu vi, đã đạt tới vô lượng cảnh hậu kỳ, sắp du ngoạn thực tế võ đạo đỉnh phong chứ. Nhâm Phi Phàm bình tĩnh nói, Thiên Hy cổ đế, luân hồi chi chủ là bạn của ta không cho phép người bất kỳ tổn thương hắn. Thiên Hy cổ đế ha ha cười một tiếng, nói, được rồi, ngươi muốn mang hắn rời đi, giết ta là được. Nhâm Phi Phàm sắc mặt trầm xuống. Nói, ngươi ta tới giữa, cũng không sinh tử đại thù, hơn nữa ngươi và ta Nhâm gia lão tổ, cũng có giao tình, ta không muốn cùng ngươi tranh đấu. Hắn biết Thiên Hy cổ đế, có Thiên Hy đảo địa mạch khí vận gia trì, nếu như tranh đấu, tất nhiên là khổ chiến, đến lúc đó chỉ hoãn quá lâu, ắt phải sẽ bại lộ. Coi như thật muốn đánh, đó cũng là đi bên ngoài đánh, nếu như ở bên ngoài, Nhâm Phi Phàm có nắm chắc, ba chiêu bên trong giết chết Thiên Hy cổ đế. Nhưng ở Thiên Hy đảo địa giới, hắn tất nhiên muốn khổ chiến. Thiên Hy cổ đế nói, ta cũng không muốn cùng ngươi tranh đấu, ta xem ngươi thực lực, hôm nay đã vượt qua thiên lý, dõi mắt chư thiên vạn giới, đời này cao thủ, ngươi có thể xếp hàng thứ tư, ta tuyệt không phải ngươi địch thủ. Thiên Hy cổ đế ánh mắt cay độc, đã nhìn ra Nhâm Phi Phàm tu vi, cực kỳ biến thái cùng khủng bố, thiên hạ cao thủ, đủ để hạng thứ tư. Đời này cao thủ bên trong. Đầu tiên là Vũ Hoàng cổ đế, không nghi ngờ chút nào. Thứ hai thứ ba, chính là Thái Thượng Thiên Nữ cùng Ma Tổ Vô Thiên tranh đoạt. Hạng thứ tư cao thủ, vốn là nhị đại thiên lý, nhưng hiện tại, Nhâm Phi Phàm tu vi hơi thở, đã vượt qua thiên lý, hắn mới là đời này thứ tư cao thủ. Cân nhắc đến Ma Tổ Vô Thiên, ngày cũ suy sụp, còn không đoạt được mới đổ đựng,
Nhâm Phi Phàm tranh một tí trước ba, cũng không phải là không thể được. Đám người nghe được Thiên Hy Cổ Đế mà nói, lại là rung động, không nghĩ tới Nhâm Phi Phàm như vậy lợi hại, liền Thiên Hy Cổ Đế cũng tự thẹn không bằng. Nhâm Phi Phàm nói, nếu ngươi không phải ta địch thủ, vậy thì thả người, chớ ép ta động sát thủ. Thiên Hy Cổ Đế ha ha cười nói, luân hồi chi chủ, và ta Hy gia đương thời thánh tử, ân oán cực sâu, phải phân ra sống chết thắng bại, hơn nữa đời trước Phục Thiên thánh tử, chết ở luân hồi chi chủ trong tay, ta cũng muốn báo thù, cầm luân hồi máu tươi, đem Phục Thiên thánh tử sống lại. Nhâm Phi Phàm ánh mắt lạnh lẽo, nói ta bảo vệ luân hồi, quyết không cho phép để cho luân hồi chi chủ ra nửa điểm ngoài ý muốn, ngươi cố ý muốn động sát thủ, đó chính là không có thương lượng, chúng ta quyết tử chiến một trận chính là, ta coi như liều mạng ngọc đá cùng vỡ, ngày hôm nay cũng phải giết tuyệt các ngươi Hy gia cả nhà. Thanh âm rơi xuống, Nhâm Phi Phàm rút kiếm ra khỏi vỏ, thiên địa biến sắc, thương khung hóa thành máu đỏ màu sắc, có chín luân huyết nguyệt treo trên không, dị thường nguy nga. Sau đó, Nhâm Phi Phàm sau lưng, hiển hóa ra một bụi nguy nga cây lớn linh quang lưỡng lờ, hóa ra một đầu cự kình hư ảnh, xông thẳng lên thiên. Cự kình bay lên không, huyết nguyệt giáng thế, vậy động trời khí tượng, làm người ta rung động. Thiên Hy Cổ Đế ngũ quan hơi vặn vẹo, cũng không nghĩ tới Nhâm Phi Phàm như thế quả quyết, lại thật thì phải lập tức động thủ, cũng không sợ bại lộ tự thân. Nhâm Phi Phàm, người chớ có xung động. Thiên Hy Cổ Đế sắc mặt hoãn hòa một chút tới, nói tiểu bối ân oán, liền giao cho tiểu bối đi giải quyết, người ta không cần phải nhúng tay. Nhâm Phi Phàm con ngươi lạnh như băng, nhàn nhạt nói, Thiên Hy Cổ Đế, người rốt cuộc muốn như thế nào? Thiên Hy Cổ Đế trầm ngâm một hồi, nói, như vậy đi, chúng ta định một cái sống chết ước hẹn, 10 ngày sau, để cho luân hồi chi chủ cùng ta Hy gia thánh tử, sanh tử quyết chiến, người bất kỳ không được nhúng tay, người thấy thế nào? Nghe được Thiên Hy Cổ Đế mà nói, Hy Huyền Thiên cùng Hy Thái Trùng, đều là thần sắc đại biến, kêu lên, lão tổ. Bọn họ rất rõ ràng, Diệp Thần thực lực mạnh mẽ. Hy Huyền Thiên đã bại qua một lần, nếu như tái chiến nói, vậy cũng thất bại không thể nghi ngờ. Thiên Hy Cổ Đế khoát tay một cái, tựa hồ nắm chắc phần thắng, nói, không cần kinh hoàng, ta tự có quyết đoán. Nghe được Thiên Hy Cổ Đế mà nói, Hy Huyền Thiên cùng Hy Thái Trùng nhìn nhau, trong lòng đều nghĩ, chẳng lẽ Thiên Hy Cổ Đế, có bí pháp gì, có thể chuyển bại thành thắng. Lại nghe Thiên Hy Cổ Đế, tiếp tục hướng Nhâm Phi Phàm hỏi nói, Nhâm Phi Phàm, ngươi ý như thế nào? Nhâm Phi Phàm khẽ cau mày, nếu Thiên Hy Cổ Đế dám quyết định ước chiến, hơn nữa còn là ước đến 10 ngày sau đó, nhất định tất cả dựa vào. Nhưng, hắn vậy tin tưởng Diệp Thần thực lực. Nếu như có thể để cho bọn tiểu bối, tự đi giải quyết, hắn không cần dính vào, tự nhiên không thể tốt hơn nữa. Nhâm Phi Phàm nhìn Diệp Thần một mắt, hỏi ý hắn ý kiến. Diệp Thần nói, Nhâm tiền bối, đáp ứng chính là, ta đã thắng được Hy Huyền Thiên một lần, không kém ở lần thứ hai. Rất tốt. Nhâm Phi Phàm gật đầu một cái, liền hướng Thiên Hy Cổ Đế nói, theo ý ngươi nói, giao cho tiểu bối giải quyết, 10 ngày sau, để cho bọn họ lại quyết sống chết. Thiên Hy Cổ Đế nói, như vậy quá tốt, Nhâm Phi Phàm, ngươi đi thôi, 10 ngày sau, ta chờ ngươi cửa trở về. Nói xong, Thiên Hy Cổ Đế vung tay lên, giam cầm ở Diệp Thần cùng Hy Minh Phượng gông xiềng, rắc rắc vết nứt. Chúng ta đi. Nhâm Phi Phàm cũng không nói nhảm, mang Diệp Thần cùng Hy Minh Phượng hai người, leo lên Nguyện Vọng Thiên Tinh, rời đi Thiên Hy Đảo. Kỷ Tư Thanh cùng Hạ Huyền Thịnh, đều ở đây Nguyện Vọng Thiên Tinh trên, thấy Diệp Thần yên ổn trở về, nhất thời đại hỉ, kêu lên. Diệp Thần! Điện chủ đại nhân! Kỷ Tư Thanh bay nhào tới Diệp Thần trong ngực, thiếu chút nữa muốn rơi ra nước mắt, lại hướng Nhâm Phi Phàm quỳ xuống nói, đa tạ Nhâm tiền bối ra tay, nếu như không có ngươi mà nói, Diệp Thần ngày hôm nay nhất định phải chết. Nhâm Phi Phàm khoát tay một cái, nói, không cần cảm ơn, thằng nhóc này khí số chưa hết, thật ra thì coi như ta không ra tay, hắn cháy luân hồi huyết mạch, cũng có thể chạy khỏi, chỉ là phải bỏ ra giá cực lớn. Diệp Thần nói, Nhâm tiền bối, bất kể như thế nào, lần này thật phải cảm ơn ngươi, cuối cùng chạy trốn ra ngoài, vậy ta nghỉ ngơi 10 ngày, chuẩn bị sẽ cùng vậy Hy Huyền Thiên quyết chiến. Nhâm Phi Phàm nói, nghỉ ngơi, chỉ sợ không được. Diệp Thần ngạc nhiên, nói tại sao? Nhâm Phi Phàm nói, Thiên Hy Cổ Đế nếu dám sách lên quyết chiến, nhất định có dựa vào, ta đoán hắn có thể phải vận dụng cấm thuật, ở 10 ngày bên trong,
cưỡng ép Dương Cao Hy huyền thiên thực lực, đến lúc đó, người thất bại không thể nghi ngờ, thậm chí có thể bị thương nặng. Diệp Thần nói, cấm thuật. Nhâm Phi Phàm nói, ừ, Thiên Hy cổ tộc có một môn cấm thuật, tên là Tinh Thần Biến, là Hồng Hoang tám cấm một trong, nếu quả thật vận dụng, uy thế không phải chuyện đùa. Diệp Thần nói, Hồng Hoang tám cấm, Tinh Thần Biến. Nhâm Phi Phàm nói, không sai, Hồng Hoang tám cấm, chính là xuất xứ từ thời đại Hồng Hoang bát môn cấm thuật, mỗi một môn cũng cường hãn dị thường, có thể cực lớn tăng lên người sức chiến đấu, nhưng giá phải trả tác dụng phụ cực lớn, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt không thể khinh thường dùng. Mà Tinh Thần Biến, chính là Hồng Hoang tám cấm một trong, do Thiên Hy cổ tộc chấp trưởng, nếu như vậy Thiên Hy cổ đế, thật vận dụng Tinh Thần Biến, ngươi chưa chắc có thể thắng Hạ Quyết Chiến. Diệp Thần nhướng mày nói, Nhâm tiền bối, vậy làm sao bây giờ? Hắn lại không nghĩ rằng, lúc đầu Thiên Hy cổ tộc còn có lá bài tẩy, xem ra 10 ngày sau quyết chiến, không hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Nhâm Phi Phàm sắc mặt bình tĩnh, tựa hồ sớm có chuẩn bị, nhàn nhạt nói, như tính bây giờ, phải nghĩ biện pháp, phá hỏng vậy Tinh Thần Biến thần thông, ta mang ngươi đi gặp một người bạn, hắn có lẽ có biện pháp, có thể phá giải Tinh Thần Biến bí ẩn. Lập tức, Nhâm Phi Phàm mang Diệp Thần, đi Hắc Ám Cấm Hải phía nam bay đi. Diệp Thần sắc mặt ngưng trọng, cũng không biết Nhâm Phi Phàm nói bằng hữu, rốt cuộc là ai. Mà lúc này, ở Thiên Hy đảo trên, nhưng là lòng người bàng hoàng. Nhâm Phi Phàm hạ xuống, cho toàn bộ Thiên Hy cổ tộc, mang đến cực lớn nghiêm trọng, tất cả mọi người đều có dũng khí đại họa ập lên đầu, phải diệt vong cảm giác nguy cơ. Lần trước như thế nghiêm trọng nguy cơ, vẫn là bởi vì ma tổ vô thiên hạ xuống, đó đã là mười mấy chục ngàn năm trước chuyện. Từ góc độ nào đó đi lên nói, Nhâm Phi Phàm mang cho mọi người áp lực, thậm chí so ma tổ vô thiên còn đáng sợ hơn. Bởi vì, năm đó ma tổ vô thiên, là dẫn nhóm lớn cao thủ, mãnh liệt xâm phạm. Mà Nhâm Phi Phàm, nhưng là một thân một mình. Hắn một người khí thế, có thể so với thiên quân vạn mã, hùng bá chư thiên, đã là gần như vô địch, dõi mắt toàn bộ thế giới hiện thật, sức chiến đấu nhưng lại bước lên thứ tư. Vượt qua thiên lý, thật là thì không cách nào hình dung khủng bố. Ở nghiêm trọng nguy cơ trong bầu không khí, thuộc về trong vòng xoáy lòng Hy huyền thiên, bị Thiên Hy cổ đế, dẫn tới một phiến chiến trường trong phế tích. Mảnh chiến trường này phế tích, cũng là hắn ngày xưa, cùng ma tổ vô thiên tranh đấu địa phương, từng bùng nổ qua đại chiến kịch liệt, thậm chí ngay cả mạch cũng cắt đứt, cho nên mảnh phế tích này, liền trọng lực đều không từng tồn tại, giống như vũ trụ quá trống vậy hoàn cảnh, từng cục đá vụn, bụi bặm khô héo lá cây, giọt nước, bồng bềnh khắp nơi trước, tình cảnh sáng đẹp kỳ quan. Huyền Thiên, 10 ngày sau quyết chiến, ngươi nhưng có lòng tin. Thiên Hy cổ đế chắp hai tay sau lưng, lạnh giọng hỏi nói. Hy Huyền Thiên mồ hôi lạnh nhễ nhại, quỳ xuống đất, nói, lão tổ, ta một chút lòng tin cũng không có, ta. Ta uổng gọi cấm thiên bảng thứ hai, nhưng lại không địch lại vậy luân hồi chi chủ Diệp Thí Thiên. Thiên Hy cổ đế ừ một tiếng. Cũng không trách cứ, nói, luân hồi chi chủ huyết mạch quá mức ngoại hạng, bao trùm chư thiên, ngươi không phải là địch thủ của hắn, vậy cũng không việc gì, nhưng 10 ngày sau quyết chiến, quan hệ đến ngươi sống chết, vậy quan hệ đến Thiên Hy cổ tộc khí vận, tuyệt không cho phép thất bại. Hy Huyền Thiên trong phảng phất đoán được cái gì, một hồi run rẩy nói, lão tổ, vậy ý của ngươi là. Thiên Hy cổ đế nói, ta chuẩn bị vận dụng cấm thuật, ở trong vòng 10 ngày, tăng lên lực chiến đấu của ngươi. Hy Huyền Thiên con ngươi co giúp một cái, nói, lão tổ, ngươi muốn vận dụng Tinh Thần Biến sao? Hắn biết Thiên Hy cổ tộc, có một môn cấm thuật, chính là Hồng Hoang tám cấm một trong, tên là Tinh Thần Biến. Cửa này cấm thuật, sử dụng sau đó, có thể điều động chư thiên vạn giới, trăm triệu triệu ngôi sao uy năng, bơm vào tự thân, từ đó chấp trưởng chư thiên tinh túc lực lượng, vô cùng lợi hại. Nhưng, cửa này cấm thuật, tác dụng phụ cũng là dị thường to lớn. Chư thiên tinh túc bơm vào kinh mạch đem chịu đựng cực lớn áp lực, tùy thời có thể bạo thể bỏ mạng. Vạn cổ tới nay, từng chấp trưởng Tinh Thần Biến, chỉ có một cái người, đó chính là Hồng Quân lão tổ thê tử, Kiêm Gia Tiên Tử. Kiêm Gia Tiên Tử đã từng chấp trưởng Tinh Thần Biến, cũng lợi dụng tinh không lực, tu vi mãnh vào, nhưng Tinh Thần Biến mang tới to lớn gánh vác, để cho nàng kinh mạch, đổi được vô cùng yếu ớt, cuối cùng chứng đạo không không thời điểm, gặp thảm cắn trả thảm bại. Cuối cùng ở khó mà hình dung vô cùng thống khổ lớn bên trong, thê thảm chết đi. Hy Huyền Thiên không hề muốn chấp trưởng Tinh Thần Biến,
bởi vì cái này sẽ đưa đến hắn kinh mạch, chịu đựng vô cùng to lớn gánh vác, đổi được vô cùng yếu ớt. Đến lúc đó, hắn võ đạo tu vi, sẽ bị hạn chế, khó mà phi thăng đột phá, có thể đời này, liền dừng bước bách gia cảnh, sẽ không có tấn vị thiên quân hy vọng. Hắn chưa đủ thiên tuế, đã tu luyện tới bách gia cảnh 7 tầng thiên, nơi nào cam tâm lúc này dừng bước. Thiên Hy Cổ Đế nói, đúng vậy, ta chuẩn bị để cho ngươi tu luyện tinh thần biến, trong vòng 10 ngày tăng lên thực lực, như vậy thứ nhất, ngươi liền có thể chiến thắng luân hồi chi chủ. Hy Huyền Thiên mặt đầy kinh hoàng, nói, lão tổ, cái này tinh thần biến là cấm thuật à, giá quá lớn, ta không thể tu luyện, năm đó Kiêm Gia tiên tử, chính là bởi vì tu luyện tinh thần biến mà chết, ta chẳng muốn dẫm vào nàng vết xe đổ. Thiên Hy Cổ Đế sắc mặt trầm xuống, nói, ngươi không tu luyện tinh thần biến, như thế nào có thể chiến thắng luân hồi chi chủ? Hy Huyền Thiên nhất thời im miệng, đúng là, quyết chiến ở 10 ngày sau bắt đầu, chỉ có 10 ngày thời gian, chưa tu luyện cấm thuật, lại vậy không có biện pháp khác, có thể để cho hắn võ đạo đột nhiên tăng mạnh, chiến thắng luân hồi. Thiên Hy Cổ Đế nói, nếu như 10 ngày sau, ngươi chết ở luân hồi chi chủ trong tay, vậy hết thảy đều đem hóa thành bọt nước, ngươi muốn chiến thắng luân hồi, chỉ có tu luyện cấm thuật một con đường. Hy Huyền Thiên nội tâm cực độ vùng vẫy, nhưng vậy không thể làm gì, nói, lão tổ, ta biết, ta tu luyện là được. Thiên Hy Cổ Đế khẽ vuốt cằm, nói, đây là tinh thần biến bí tịch, cái này 10 ngày thời gian, ngươi thật tốt hiểu, lấy ngươi thiên phú, 10 ngày bên trong, tất có thể lĩnh ngộ thấu triệt, chấp trưởng chư thiên tinh túc uy năng. Ngay lúc nói chuyện, hắn cong ngón tay bắn ra, một món ánh sao bắn vào Hy Huyền Thiên đầu óc bên trong. Hy Huyền Thiên toàn thân chấn động một cái, chỉ cảm thấy một bài tuyệt diệu cổ xưa, mênh mông thâm thúy thần thông bí tịch, bơm vào đến thức hải bên trong. Đó chính là Hồng Hoang Tám Cấm một trong, tinh thần biến bí tịch. Lão tổ mời yên tâm, chờ ta luyện thành tinh thần biến, nhất định chu diệt luân hồi, lớn mạnh ta Hy gia quang vinh. Hy Huyền Thiên cắn răng, lúc này ngồi xếp bằng, bắt đầu cảm ngộ tinh thần biến diệu pháp. Đối với gia tộc mà nói, hắn là chói mắt tinh thần. Nhưng đối với lão tổ mà nói, hắn bất quá là một con cờ. Cái này quả thực có chút giễu cợt. Nhưng hắn không có lựa chọn. Mà cùng lúc đó, Nhâm Phi Phàm vậy mang Diệp Thần, đi tới Hắc Ám Cấm Hải cực nam bên. Mảnh địa phương này, tràn ngập từng tia cổ xưa hòa hợp linh khí, trên bầu trời có từng ngọn hòn đảo lơ lửng, hơi thở yên lặng, giống như một phiến thế ngoại đào nguyên vậy. Nơi này là địa phương nào? Diệp Thần khá có chút kinh dị, hỏi. Nhâm Phi Phàm nói, La Sinh quần đảo, La Sinh cổ tộc lãnh địa. Diệp Thần nói, La Sinh cổ tộc, chính là ba đại cổ tộc một trong. Hắc Ám Cấm Hải có ba đại cổ tộc, trừ Thiên Hy cổ tộc bên ngoài, còn có hai cái, một cái kêu là La Sinh cổ tộc, một cái khác kêu Huyền Chân cổ tộc. Diệp Thần lại không nghĩ rằng, Nhâm Phi Phàm lại có thể mang mình, đi tới La Sinh cổ tộc lãnh địa. Nhâm Phi Phàm nói, không sai, ta mang người đi gặp một người bạn. Hắn chính là La Sinh cổ tộc tộc trưởng, tên là La Lân Sinh. Vừa nói, Nhâm Phi Phàm mang Diệp Thần, đi La Sinh quần đảo bay đi. Mà Kỳ Tư Thanh cùng Hạ Huyền Thịnh hai người, thì tạm thời ở lại Nguyện Vọng Thiên Tinh trên. Diệp Thần lấy làm kinh hãi, trong đầu nghĩ, Nhâm tiền bối quả nhiên thủ đoạn kinh thiên, lại có thể biết La Sinh cổ tộc tộc trưởng, hơn nữa vẫn là bằng hữu. Hai người đi tới La Sinh quần đảo địa giới, trên đảo có rất nhiều pho tượng đứng sừng sững. Trong đó có chút pho tượng, lại là Nhâm Phi Phàm dung mạo. La Sinh cổ tộc bên trong, lại có thể có không ít người, ở cung phụng Nhâm Phi Phàm, hương khói khá là cường thịnh. Nhâm tiền bối, cái này La Sinh cổ tộc, còn ở cung phụng ngươi. Diệp Thần lại là giật mình. Nhâm Phi Phàm khẽ mỉm cười, nói trước đây thật lâu, Thái Cổ Thao Thiết từng tập kích qua La Sinh cổ tộc, là ta đem vậy Thao Thiết đánh lui, cho nên ở chỗ này, ta cũng có không bớt tin đồ. Diệp Thần diễn cảm cổ quái, thất thanh nói, Thái Cổ Thao Thiết, chính là Hồng Quân tọa hạ bốn thú vương một trong. Hồng Quân tọa hạ, có bốn lớn thú vương, trong đó có một đầu Thái Cổ Thao Thiết, tên là Thôn Phệ Chi Vương. Nhâm Phi Phàm con người đông lại một cái, nhàn nhạt nói, đúng vậy. Nghe được câu này, Diệp Thần âm thầm rung động, không nghĩ tới Nhâm Phi Phàm còn cùng Thôn Phệ Chi Vương đã giao thủ, thậm chí đem đối phương đánh lui. Nhâm Phi Phàm mang Diệp Thần, bước vào La Sinh quần đảo địa giới sau đó, có rất nhiều tuần tra cường giả, thấy Nhâm Phi Phàm hạ xuống, nhất thời kinh hãi,
đi lên cung kính hỏi thăm sức khỏe. Thiên mệnh thánh đế đại giá đến chơi, ta La Sinh cổ tộc không có từ xa tiếp đón, xin hãy thứ lỗi. Nhâm Phi Phàm nói, không sao, ta tới gặp gặp bạn cũ, các ngươi tộc trưởng ở đây không? Vậy tuần tra cường giả nói, hồi bẩm thiên mệnh thánh đế, tộc trưởng đại nhân ở huyết nguyệt trên đảo, ta vậy thì đi bẩm báo. Nhâm Phi Phàm gật đầu một cái, nói, cũng tốt, vậy làm phiền ngươi. La Sinh quần đảo bên trong, cốt lõi nhất hòn đảo, tên là huyết nguyệt đảo, năm đó Nhâm Phi Phàm từng ở trên cái đảo này, vận dụng huyết nguyệt đồ thiên trảm, đem vậy quá cổ thao thiết đánh lui, đảo này bởi vì mà có tên. Vậy tuần tra cường giả nhanh chóng đi xuống thông báo, chỉ chốc lát sau, một hồi sang sảng cười tiếng vang lên, nhưng gặp một cái uy vũ đường đường người đàn ông trung niên, từ huyết nguyệt trên đảo bay ra. Nam tử này, cả người mặc trước màu bạc trắng khôi giáp, ngũ quan uy vũ, đường đường tránh tránh, một bộ đã trải qua chiến trận, hạo nhiên đại khí tình thế. Nhâm đại ca, vẫn khỏe chứ? Nam tử kia bước nhanh tới, cung kính hướng Nhâm Phi Phàm chắp tay. Nhâm Phi Phàm cười nói, là tộc dài, đã lâu không gặp. Sau đó Nhâm Phi Phàm liền hướng Diệp Thần giới thiệu, vị này là La Sinh cổ tộc làm đại tộc trưởng, La Lân Sinh. Diệp Thần chắp tay hành lễ nói, vãn bối Diệp Thần, gặp qua La tộc dài. La Lân Sinh quan sát Diệp Thần một mắt, ánh mắt híp lại, cười nói, Nhâm đại ca, vị này chính là ngươi thường xuyên nhắc tới luân hồi chi chủ. Quả nhiên là tuấn tú lịch sự à. Diệp Thần nói, La tộc dài chê cười. La Lân Sinh tán dương Diệp Thần mấy câu, lại hàn huyên một hồi, liền ngưng trọng nói, Nhâm đại ca, ta mới vừa thấy Thiên Hy đảo phương hướng, có huyết nguyệt cự kình khí tượng hiện lên, ngươi cùng Thiên Hy cổ tộc, bộc phát tranh đấu. Mới vừa ở Thiên Hy đảo trên, Nhâm Phi Phàm lấy kinh thiên dung mạo, nghiền ép bốn phương, vậy cổ khí voi, thậm chí liền xa ở mấy trăm ngàn dặm bên ngoài La Sinh quần đảo, đều có cảm ứng. Mơ hồ tới giữa, La Lân Sinh đã đoán được, Nhâm Phi Phàm cùng Thiên Hy cổ tộc tới giữa, bộc phát cực lớn ân oán tranh đấu. Nhâm Phi Phàm khẽ gật đầu, nói, đúng vậy. Lập tức liền đem Thiên Hy đảo nhân quả, nói tường tận một lần. La Lân Sinh nghe được Diệp Thần cùng Hy Huyền Thiên, đem ở 10 ngày sau lại quyết sống chết, hơi kinh hãi, đánh giá Diệp Thần, nói, Diệp Tiểu Hữu, người tu vi chỉ có nửa bước quá chân cảnh, có thể chiến thắng Hy Huyền Thiên. Hắn nhưng mà bách ra cảnh 7 tầng thiên cường giả à. Liền ta đều phải kiêng kỵ 3 phần. Trước mắt La Lân Sinh tu vi, là bách ra cảnh 8 tầng thiên. Dõi mắt toàn bộ La Sinh quần đảo, thật ra thì La Lân Sinh thực lực, chỉ ở trung lưu, liền đứng đầu cũng không tính. La Sinh cổ tộc chân chính đứng đầu cao thủ, đều là chút lánh đời trưởng lão, bận bịu vô tu luyện, ngày thường rất ít lộ mặt, cho nên thế tục công việc, là giao cho La Lân Sinh xử lý. Cho nên, coi như là La Lân Sinh, đối mặt Hy Huyền Thiên, đều cảm thấy khó giải quyết, không dám nói có 100% chiến thắng chắc chắn. Diệp Thần bình tĩnh nói, nếu như là bình thường tỉ thí, ta đủ để đem vậy Hy Huyền Thiên giết chết, nhưng cái này lần quyết chiến, bọn họ có thể vận dụng cấm thuật. Cấm thuật. La Lân Sinh nghe được lời này, nhất thời mặt liền biến sắc, bật thốt lên, là tinh thần biến. Diệp Thần nói, không sai. La Lân Sinh nói, tinh thần biến, đây là Hồng Hoang tám cấm một trong, đã từng là Kiêm Gia tiên tử tu luyện cấm thuật, rất lâu trước từ huyền hải rớt xuống, ta La Sinh cổ tộc, cùng Thiên Hy cổ tộc tranh đoạt qua, đáng tiếc cái này tinh thần biến bí tịch, cuối cùng là bị bọn họ đoạt đi. Nhâm Phi Phàm nói, lần này sanh tử quyết chiến, Thiên Hy cổ đế tất nhiên vận dụng tinh thần biến, nếu không hắn tuyệt không thắng được cơ hội. La Lân Sinh nhướng mày một cái, nói tinh thần biến cửa này cấm thuật, có thể chấp trưởng chư thiên tinh túc thần uy, không phải chuyện đùa, nếu như cái này cấm thuật thật bị động dùng, Diệp Tiểu Hữu, coi như ngươi người mang luân hồi huyết mạch, nắm giữ chỉ thủy kiếm đạo, cũng chưa chắc có thể tương đương. Chỉ thủy kiếm đạo, truyền thuyết là có thể nghịch chuyển thực tế, nhưng lấy Diệp Thần trước mắt tu vi, tự nhiên không thể nào làm được coi thường hết thảy thực tế phép tắc bước, cuối cùng vẫn là phải bị thực tế có hạn. Ở thực tế phép tắc hạn chế hạ, hắn muốn phá giải tinh thần biến, nhưng là khó hơn lên trời. Nhâm Phi Phàm nói, đúng là như vậy, vậy tinh thần biến 10 phần khó giải quyết, liền ta cũng không có phương pháp phá giải, cho nên, ta lần này tới, là muốn mời La tộc giải ngươi hỗ trợ. La Lân Sinh chân mày nếp nhăn được sâu hơn, hiển nhiên biết vậy tinh thần biến đáng sợ, muốn phá giải, tuyệt không phải chuyện dễ. Nhâm đại ca, năm đó Thái Cổ Thao Thiết làm loạn,
là ngươi cứu ta một mạng, ta rất là cảm kích, ta là ngươi trung thành nhất người theo đuổi, ngươi kêu ta làm cái gì đều được, nhưng muốn phá giải tinh thần biến, ta nhưng không thể ra sức, vậy cấm thuật quá thần bí. La Lân Sinh than thở một tiếng, nhưng cũng không có phá giải cấm thuật phương pháp. Hắn thật ra thì rất muốn giúp một chút, bởi vì, hắn thiếu Nhâm Phi Phàm thiên đại ân huệ. Trước đây thật lâu, Thái Cổ Thao Thiết ở La Sinh cổ tộc làm loạn, thậm chí liền La Sinh cổ tộc tổ sư gia cũng bị đả thương, cuối cùng là Nhâm Phi Phàm cố gắng xoay chuyển tình thế, mới đưa La Sinh cổ tộc cứu vãn lại được. Cho nên, La Lân Sinh đối Nhâm Phi Phàm, 10 phần cảm kích, nhưng cái này tinh thần biến, thật là quá mức thần bí phức tạp, hắn là vô luận như thế nào đều không cách nào phá giải. Nhâm Phi Phàm nói, không sao, La tộc dài, ta nghe nói các ngươi La Sinh cổ tộc, có một vị trưởng lão, từng nghiên cứu qua tinh thần biến bí ẩn, nếu như có thể mời hắn rời núi, có lẽ có thể giúp được ta một hai. La Lân Sinh gương mặt biến đổi, nói, Nhâm đại ca, ngươi. Ngươi nói là La Hề trưởng lão. Tinh thần biến cửa này bí tịch, đã từng thuộc về Kiêm gia tiên tử đạo thống, sau đó bất ngờ từ huyền hải rớt xuống. Thiên Hy cổ tộc cùng La Sinh cổ tộc, làm bùng nổ tranh đoạt kịch liệt chiến. Mặc dù ở cuối cùng, tinh thần biến bí tịch bị Thiên Hy cổ tộc cướp đi. Nhưng, ở tranh đoạt trên đường, La Sinh cổ tộc vậy từng ngắn ngủi chấp trưởng tinh thần biến, có một vị trưởng lão, tỉ mỉ đi sâu vào nghiên cứu qua, biết tinh thần biến bí ẩn. Vị trưởng lão này, tên là La Hề. Nhâm Phi Phàm nói, đúng vậy, La tộc dài, có thể hay không thay ta mời La Hề trưởng lão rời núi. Nếu như hắn chịu chỉ điểm một hai, ta vô cùng cảm kích. Tinh thần biến, là hồng hoang tám cấm một trong, quá mức thần bí, liền liền Nhâm Phi Phàm, đều không thể dòm ngó gặp hắn bí ẩn, cho nên, hiện tại hắn là muốn mời La Hề trưởng lão rời núi, chỉ điểm Diệp Thần. Nếu như Diệp Thần không có được chỉ điểm, không biết phá giải tinh thần biến phương pháp, vậy 10 ngày sau quyết chiến, hắn thất bại không thể nghi ngờ. Cái này, La Lân Sinh có chút khó khăn, nói, vậy La Hề trưởng lão, năm đó hiểu tinh thần biến, lĩnh ngộ được chín thành, kết quả bí tịch đột nhiên bị Thiên Hy cổ tộc cướp đi, hắn là tức hộc máu, tâm tình từ đây đổi được 10 phần quá khích, trước mắt là ẩn cư lánh đời, liền con cái thân đồ đều không gặp, muốn mời hắn rời núi, chỉ sợ khó hơn lên trời. Nhâm Phi Phàm nhướng mày một cái, nói, do ta ra mặt, có thể hay không mời La Hề trưởng lão rời núi. La Lân Sinh nghe được Nhâm Phi Phàm muốn đích thân ra mặt, sợ hết hồn, nói, Nhâm đại ca, chuyện này cũng không cần làm phiền đại giá ngươi, ta biết ngươi nhân quả lưng đeo vô cùng nhiều, không đành lòng ngươi lại dính nhiệt đếm. Dừng một chút, La Lân Sinh cắn răng một cái, nói, như vậy đi, ta cứ việc thử một chút, ta có thể đi gõ La Sinh Minh Trung. Triệu hoán La Hề trưởng lão rời núi. La Hề trưởng lão ẩn cư lánh đời, ngày thường không hiện thân, chỉ có bổn tộc phát sinh việc lớn, gõ vậy La Sinh Minh Trung, mới sẽ xuất quan, ta gõ chuông triệu hoán hắn là được. Nhâm Phi Phàm sắc mặt vừa chậm, nói, như vậy đa tạ. Diệp Thần vậy lật đật chắp tay nói cảm ơn La tộc dài. La Lân Sinh cười một cái, nói, không cần cảm ơn ta, ngươi như nhớ ta La Sinh cổ tộc ân tình. Sau này chờ ngươi chấp trưởng luân hồi đỉnh cấp, đem ta La Sinh cổ tộc triều đại rơi xuống tộc nhân, toàn bộ sống lại là được. Diệp Thần lúng túng cười một tiếng, cũng không biết mình chấp trưởng luân hồi đỉnh cấp, muốn đợi tới khi nào, nói, nhất định, nhất định. Đi thôi, ta mang các ngươi đi bầu trời đảo, đó là La Hề trưởng lão địa phương ẩn cư. La Lân Sinh vung tay lên, liền dẫn Diệp Thần cùng Nhâm Phi Phàm, đi bầu trời đảo. La Sinh quần đảo tất cả hòn đảo. Toàn bộ là trôi lơ lửng ở trên trời bên trong, mà ngày trước đảo Sky, chính là bầu trời cao nhất địa phương, đại biểu địa vị trí cao vô thượng. Chỗ tòa này bầu trời đảo, vốn là La Sinh cổ tộc tổ sư gia, Xâm La Thiên Quân chỗ ở. Sau đó, Xâm La Thiên Quân gặp La Hề trưởng lão, bởi vì tinh thần biến bị đoạt, tức hộc máu, thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma hình dáng, liền đem bầu trời đảo nhường lại, để cho La Hề trưởng lão an tâm cư trú điều tức. La Lân Sinh mang Diệp Thần, Nhâm Phi Phàm, bước lên lên trời đảo. Bầu trời trên đảo, có rất nhiều năm nhẹ đồng lứa cường giả, ở chấn thủ, đều là La Hề trưởng lão tộc duệ hậu bối. Gặp qua La tộc dài. Thấy La Lân Sinh tới, đám người chắp tay thi lễ, nhưng giọng mang một chút lãnh đạm, cũng không vẻ cung kính. Bởi vì, La Lân Sinh cái này tộc trưởng, nói được khó nghe một chút, thật ra thì chính là làm việc vặt, xử lý thế tục đồ lặt vặt mà thôi.
La Sinh cổ tộc chân chính hạch tâm nắm giữ, là những cái kia ẩn cư các trưởng lão, vậy cũng là thiên quân cấp bậc siêu cấp cường giả, cũng không phải La Lân Sinh có thể so sánh. Ví dụ như La Hề trưởng lão, tu vi liền vượt qua bách gia cảnh, là thiên quân cảnh giới cao thủ. Những năm này nhẹ đồng lứa chấn thủ người, dĩ nhiên là xem thường La Lân Sinh. La Lân Sinh gật đầu một cái, vậy không ngại, nói ta muốn gõ La Sinh Minh Trung, triệu hoán La Hề trưởng lão rời núi, các ngươi tránh ra đi. Đám người chấn thủ người vừa nghe, nhất thời cảnh giác, có người nói, La tộc dài, người triệu hoán trưởng lão rời núi làm chi? Chẳng lẽ ta La Sinh cổ tộc, có cái gì biến cố lớn? La Lân Sinh nói, không có gì lớn biến cố, là thiên mệnh thánh đế, muốn gặp La Hề trưởng lão mà thôi. Mọi người vừa nghe, ánh mắt đồng loạt hội tụ ở Nhâm Phi Phàm trên mình, lúc này mới nhận ra Nhâm Phi Phàm thân phận. Bọn họ là trẻ tuổi đồng lứa đệ tử, không gặp qua năm đó Nhâm Phi Phàm thần uy, thấy La Sinh quần đảo các nơi pho tượng, trong lòng thậm chí có chút ngăn cách. Vị này chính là Nhâm Phi Phàm tiền bối sao? Người muốn gặp La Hề trưởng lão, ý muốn vì sao là? Một cái chấn thủ người cảnh giác nhìn Nhâm Phi Phàm, giọng thù không ý cung kính. Nhâm Phi Phàm hơi thở là thu liếm, cũng không có bùng nổ vô thượng thiên quân uy nghiêm, cho nên những thứ này chấn thủ người, không hề biết hắn lợi hại. Còn như ngày xưa truyền thuyết, Nhâm Phi Phàm cố gắng xoay chuyển tình thế, đánh bại Thái Cổ Thao Thiết, cứu vãn La Sinh cổ tộc, vậy cũng chỉ là cổ xưa lời đồn đãi, những đệ tử trẻ tuổi này cũng không tin. Nhâm Phi Phàm ánh mắt run lên, nếu như là người ngoài, dám ở trước mặt hắn như thế vô lễ, hắn đã sớm một kiếm giết chết. Nhưng cái này chút chấn thủ người, dẫu sao là La gia đệ tử, Nhâm Phi Phàm cũng không tiện phát tác, chịu đựng giận dữ nói, ta muốn gặp La Hề trưởng lão, là có chuyện trọng yếu thương lượng, mời các ngươi tránh ra. Một cái chấn thủ người ha ha cười nhạt, nói, ngươi nói tránh ra sẽ để cho mở. Thật lấy vì mình là cái gì thiên mệnh thánh đế, ngươi chỉ là một người ngoài mà thôi, ngươi pho tượng, căn bản không xứng đứng ở ta La Sinh cổ tộc địa giới. Ở La Sinh cổ tộc bên trong, lớn tuổi người đối Nhâm Phi Phàm, đều là 10 phần cung kính cùng thán phục, cái này làm cho được trẻ tuổi đồng lứa đệ tử, đặc biệt không phục, cảm thấy La Sinh cổ tộc đường đường cự phách, lại có thể đối một cái người ngoài khom lưng khuỵu gối, đơn giản là khuất nhục. Cho nên, hiện tại thấy Nhâm Phi Phàm chân thân sau đó, những đệ tử trẻ tuổi này, cũng không tôn kính, thậm chí cố ý lên tiếng khiêu khích. Nhâm Phi Phàm sắc mặt trầm xuống, nói, ngươi không nên như vậy. Hắn biết rõ đối phương là cố ý khiêu khích, muốn dẫn hắn ra tay, tốt làm văn chương, nhưng hắn tánh tình 10 phần cương liệt, vậy cho không được người làm nhục, đối phương không tiếc lời, hắn lập tức một chưởng đánh ra. Phịch, vậy chấn thủ người, ngực bị Nhâm Phi Phàm một chưởng, tại chỗ hộc máu, cả người xương cốt nghiền, ngã nhào trên đất, thoi thóp. Cũng may Nhâm Phi Phàm biết đúng mực, giữ lại một chút lực, chỉ là làm thương nặng đối phương, điểm đến thì ngưng, cũng không giết chết. Keng, thấy Nhâm Phi Phàm lại dám động thủ, chung quanh chấn thủ các người, lập tức rút ra binh khí, đằng đằng sát khí, đem Nhâm Phi Phàm, Diệp Thần hai người vây quanh. Có người đi gõ La Sinh Minh Trung, muốn triệu hoán La Hề trưởng lão rời núi, chủ trì công đạo. La Lân Sinh dọa sợ không nhẹ, vội vàng đi ra giảng hòa, nói, Nhâm đại ca, có lời thật tốt nói, không muốn cùng tiểu bối tức giận, bọn họ cùng ngươi so sánh, chỉ là một bầy kiến hôi thôi. Nhâm Phi Phàm biết hôm nay nếu không phải làm ra động tĩnh, Diệp Thần cũng chưa có cơ hội, liền nói, con kiến hôi cắn người, vậy dĩ nhiên là muốn bóp chết. Đang. Lúc này, vậy La Sinh Minh Trung, cũng bị một cái chấn thủ người gõ. La Sinh Minh Trung đứng sững ở bầu trời giữa đảo, là một tòa đen nhánh cổ xưa đại trung, phía trên tuyên khắc đầy từng đạo minh văn, nguyên khí lưu chuyển, vô cùng thần bí. La Sinh Minh Trung gõ một cái vang, vậy lanh lảnh tiếng chuông liền truyền khắp toàn bộ bầu trời đảo. Rào. Theo tiếng chuông vang lên, bầu trời đảo một nơi hư không, thần mang tách thả ra, tựa hồ có một cổ minh mông lực lượng, bị kinh động ra. Rắc rắc. Không gian vỡ vụn, một cái tóc bạc hoa dâm ông già, hiện thân đi ra. Cái này ông già, hai tròng mắt phơi bày trọng đồng khí tượng, có tầng ba quang vòng, người khoác màu tím kim đạo bào, cả người tản mát ra một cổ ác liệt uy nghiêm. Tu vi lại vượt qua bách gia cảnh, là thiên quân cấp cường giả khác. Tham kiến trưởng lão. Bầu trời trên đảo chấn thủ các người, trẻ tuổi đồng lứa đệ tử, thấy vậy lão người hạ xuống, rối rít quỳ xuống dập đầu thi lễ.
Cái này ông già, chính là La Hề trưởng lão, năm đó thiếu chút nữa chấp trưởng tinh thần biến tồn tại, thiên quân cấp bậc cao thủ. Trưởng lão, cái này Nhâm Phi Phàm, ở chúng ta bầu trời đảo làm loạn, người nhất định phải trừng phạt hắn à. Một cái đệ tử trẻ tuổi, bước nhanh chạy tới La Hề bên người. La Hề vừa nhìn thấy Nhâm Phi Phàm, đầu tiên là lộ ra khiếp sợ thần sắc, sau đó là kích động, ngưỡng mộ, sùng bái, xấu hổ vân. Vân vẻ mặt, lại nghe đến vậy đệ tử trẻ tuổi mà nói, trong nháy mắt biết tất cả. Một đám phế vật, thiên mệnh thánh đế hạ xuống, các ngươi lại có thể không có nửa điểm cung kính, bất kính thiên mệnh, phải bị tội gì? La Hề nhất thời giận dữ, trở tay một trường, đem vậy đệ tử trẻ tuổi, đánh được thân xác bạo diệt, chỉ còn lại một món tàn hồn. Đệ tử chung quanh cửa, thấy La Hề như vậy giận dữ hình dáng, nhất thời sợ choáng váng. La Hề bước nhanh về phía trước, một tiếng, quỳ xuống Nhâm Phi Phàm trước mặt, nói, lão phu La Hề, gặp qua thiên mệnh thánh đế, chúc thiên mệnh thánh đế sớm ngày chấp trưởng thiên lý, hùng bá chư thiên, bao trùm vũ hoàng, nắm giữ vạn giới. Nhâm Phi Phàm khẽ mỉm cười, đem La Hề đỡ dậy, nói, La trưởng lão quá khách khí, mau mau xin đứng lên. Chung quanh rất nhiều các đệ tử, thấy một màn này, đều là trợn mắt hốc mồm, không dám tin tưởng mình ánh mắt. Ở trong lòng bọn họ, địa vị vô cùng cao quý La Hề trưởng lão, vừa thấy được Nhâm Phi Phàm, lại có thể trực tiếp quỳ xuống thi lễ, điều này sao có thể? Trong lòng bọn họ, tựa như liền tín ngưỡng cũng sụp đổ, người đều đần độn. Chẳng lẽ cái này Nhâm Phi Phàm, thật sự có như thế lợi hại? Diệp Thần ở bên cạnh thấy vậy, cũng là âm thầm thán phục, hắn tuy biết Nhâm Phi Phàm lợi hại, nhưng cũng không nghĩ tới lợi hại đến tình cảnh này, liền vị này La Hề trưởng lão, lại có thể cũng là tín đồ của hắn. La Hề trưởng lão lấy lại bình tĩnh, ánh mắt lại thấy Diệp Thần, nói, vị này chính là luân hồi chi chủ. Hắn lại muốn quỳ xuống thi lễ, thật may bị Nhâm Phi Phàm ngăn lại. Diệp Thần vội vàng chắp tay nói, vãn bối Diệp Thần, gặp qua La trưởng lão. La Hề trưởng lão khẽ gật đầu, nói, nguyên lai là Diệp tiểu hữu, ngươi chính là nửa bước quá chân cảnh, du ngoạn cấm thiên bảng thứ ba, tương lai tiền đồ không thể không tính. Tất có thể cùng thiên mệnh thánh đế bắt tay hùng bá chư thiên, uy sắp vũ trụ. Diệp Thần lúng túng cười một tiếng, nói, La trưởng lão nói đùa. Chung quanh đệ tử trẻ tuổi cửa, lúc này mới biết Diệp Thần là luân hồi chi chủ, càng cảm thấy kinh ngạc. La Hề nói, Diệp tiểu hữu, thiên mệnh thánh đế, các ngươi đến tìm ta, không biết là có gì sao, à, ta đã sớm chán nản trần thế, vẫn luôn ở ẩn cư, chân thực không muốn lại giao thiệp với hồng trần. Các ngươi nếu có chuyện gì mà nói, tốt nhất hay là gọi La tộc dài giải quyết. Hắn giọng bên trong, mất hết hứng thú, hiển nhiên chẳng muốn lại giao thiệp với hồng trần nhân quả, chỉ muốn lánh đời ẩn cư mà thôi. Nhâm Phi Phàm nói, La trưởng lão, chuyện này chỉ có thể ngươi ra tay giải quyết, nếu có quấy rầy, xin hãy tha lỗi. La Hề nói, không biết là chuyện gì. Nhâm Phi Phàm nói, là tinh thần biến chuyện. Lập tức đem Diệp Thần cùng Hy Huyền Thiên ước chiến. Thiên Hy cổ tộc vận dụng tinh thần biến cấm thuật sự việc, đơn giản nói một lần. Tinh thần biến. La Hề nghe được cái này ba chữ, con người một hồi co rúc lại, gương mặt trắng xám, lảo đảo lui về phía sau mấy bước, tựa hồ có cái gì tâm ma bị kích động, rào rào đích một tiếng, há mồm phun ra máu tươi, chán nản ngã nhào trên đất. Trưởng lão. Chung quanh đệ tử trẻ tuổi cửa, hoảng vội vàng tiến lên đỡ. La Hề lảo đảo lắc lư đứng lên. Gương mặt nhưng là tái nhợt hình dáng. Nhâm Phi Phàm cùng Diệp Thần cả kinh, không nghĩ tới đối phương lại có phản ứng lớn như vậy. Nhâm Phi Phàm nói, La trưởng lão, thế nào? La Hề cười khổ nói, cái này tinh thần biến, là ta tâm ma, ta chân thực không nguyện nghĩ nữa dậy. Năm đó ta từng bắt được tinh thần biến bí tịch, lĩnh ngộ chín thành, thiếu chút xíu nữa, là được lĩnh ngộ thành công, kết quả cuối cùng, lại bị Thiên Hy cổ tộc cướp đi, chuyện này là ta vĩnh hằng tâm ma. Ta ở trên trời đảo ẩn cư vạn năm, đều là nghĩa phẫn khó dằn, mười phần tiếc nuối thống khổ, người hôm nay nói tới, nhưng lại vuốt ta vô cùng thống khổ nhớ lại. Người tu luyện, thống khổ nhất sự việc, không ai bằng võ công thần thông, lĩnh ngộ một nửa, nhưng lại bị người cắt đứt, hơn nữa còn cả đời không có lại lĩnh ngộ hy vọng, đây quả thực có thể để cho người khó chịu được hộc máu. Mà La Hề, chính là nhận thống khổ như thế, thiếu chút xíu nữa lĩnh ngộ tinh thần biến, kết quả cuối cùng sắp thành lại hỏng. Nhâm Phi Phàm nói, vậy tinh thần biến là cấm thuật, lĩnh ngộ cũng chưa chắc là chuyện tốt, ngược lại có thể tổn thương tự thân,
La trưởng lão, người cuối cùng không có lĩnh ngộ, ngược lại thì có phúc. La Hề khoát tay một cái, nói cái gọi là hướng văn đạo, tịch chết có thể vậy, thiên mệnh thánh đế, ta muốn ngươi cũng biết đạo lý này, tinh thần biến dẫu sao là hồng hoang tám cấm một trong, vô cùng tuyệt diệu huyền ảo, ta thiếu chút xíu nữa, liền có thể dòm ngó gặp trong đó tinh thần đại lộ, cuối cùng nhưng ảm đạm thất bại, ngươi có thể tưởng tượng được lòng của ta. Nhâm Phi Phàm trầm mặc xuống, La Lân Sinh cùng Diệp Thần nhìn nhau, cũng không biết nói những lời gì để an ủi. Dừng một chút, Nhâm Phi Phàm nói tiếp, La trưởng lão, ta hôm nay chỉ cầu ngươi một chuyện, chỉ điểm một chút cái thằng nhóc này, để cho hắn biết được tinh thần biến thần thông bí ẩn. Như vậy thứ nhất, cùng 10 ngày sau quyết chiến bắt đầu, hắn ít nhất có thể có ứng đối phương pháp. La Hề cười khổ một tí, nói, vậy tinh thần biến ba chữ, ta là một chút cũng không muốn lại nói tới. Người muốn ta chỉ điểm hắn, há chẳng phải là kêu ta tự yết tâm ma đau đớn. Có thể nói, tinh thần biến cái này ba chữ, là La Hề vĩnh hằng thống khổ, hắn đã không muốn về lại ức. Nhâm Phi Phàm không lời chống đỡ, cũng biết La Hề khó xử. La Hề trầm ngâm một hồi, nói, như vậy đi, thiên mệnh thánh đế, người đối với ta La Sinh cổ tộc, dẫu sao có đại ân, người hôm nay cùng luân hồi đối mặt nguy nan, ta cũng không có thể ngồi nhìn bỏ mặc. Nếu như luân hồi chi chủ, có thể nâng lên chỗ tòa này La Sinh Minh Trung, ta liền đáp ứng chỉ điểm hắn. Vừa nói, La Hề chỉ bầu trời giữa đảo cổ trung. Tòa kia La Sinh Minh Trung, đen nhánh mà nặng nề, đứng sừng ở bầu trời trên đảo, mười mấy vạn năm lúc đó, rất ít có người có thể nâng lên. Nhâm Phi Phàm sắc mặt trầm xuống, nói, La trưởng lão, người đây là cố ý làm khó, La Sinh Minh Trung cấm chế mạnh mẽ. Cũng không phải là chỉ dựa vào lực lượng có thể nâng lên, ta nghe nói La Sinh cổ tộc ra đời tới nay, có thể nâng lên người, chỉ có 6 người, mà đây 6 người, đều là đánh dấu thời đại mới tồn tại, người kêu Diệp Thần thằng nhóc này mang chung, đó là quá gây khó khăn hắn. Chỗ tòa này La Sinh Minh Trung, Nhâm Phi Phàm cũng biết phẩm chất bất phàm, muốn nâng lên, đặc biệt khó khăn. Nếu như là hắn ra tay, tự nhiên có thể nâng lên, nhưng Diệp Thần mà nói, cố nhiên là luân hồi huyết mạch. Hôm nay thực lực, vậy không quá có thể làm được. La Hề như thế yêu cầu, nói rõ là cố ý làm khó Diệp Thần, để cho bọn họ biết khó mà lui. Hắn từ đầu đến cuối còn chưa nguyện lại nói tới tinh thần biến, dẫu sao qua lại đau đớn quá sâu. La Hề trưởng lão ha ha cười một tiếng, nói, nếu như trong truyền thuyết luân hồi chi chủ, liền một tòa cổ chung cũng không ngẩng nổi, vậy ta vậy không cần phải chỉ điểm hắn. Ý nói. Nói là Diệp Thần không ngẩng nổi La Sinh Minh Trung, cũng không phối đạt được chỉ điểm của hắn. Diệp Thần ánh mắt run lên, nói, Nhâm tiền bối, ta muốn thử một chút. Nhâm Phi Phàm nói, không thể, vậy La Sinh Minh Trung, ít nhất phải thiên quân cảnh giới, mới khá nâng lên, người cảnh giới còn chưa tới, cưỡng ép mang chung, rất có thể bị cắn trả. Diệp Thần nói, tổng không thể để cho người xem thường. La Hề trưởng lão khẽ mỉm cười, nói thiên mệnh thánh đế. Ngươi liền để cho hắn thử một chút, nói không chừng luân hồi có thể sáng tạo kỳ tích. Nhâm Phi Phàm ánh mắt lóe lên một hồi, cân nhắc luôn mãi, cuối cùng gật đầu nói, được rồi, vậy cứ việc thử một chút, thằng nhóc, ngươi cẩn thận một chút, nếu quả thật không ngẩng nổi, không muốn cứng lại. Diệp Thần nói, yên tâm, Nhâm tiền bối, ta biết. Nói xong, Diệp Thần liền hít sâu một hơi, đi tới vậy La Sinh Minh Trung trước mặt. La Hề, La Lân Sinh. Nhâm Phi Phàm ánh mắt, cũng ngưng mắt nhìn Diệp Thần. Chung quanh La gia đệ tử trẻ tuổi cửa, vậy tò mò nhìn Diệp Thần. Bọn họ rất muốn xem, trong truyền thuyết luân hồi chi chủ, có phải là thật hay không có như thế lợi hại, có thể nâng lên La Sinh Minh Trung. Dẫu sao, chỗ tòa này cổ chung, mười mấy vạn năm tới, La gia có thể ngẩng người, chỉ có 6. Coi như liền La Hề trưởng lão đây, cũng không ngẩng nổi. Diệp Thần lại hít sâu một hơi. Trung Bình Tấn ngồi xổm xuống, dồn khí đan điền, hai tay cắm vào La Sinh Minh Trung phần đáy, quát một tiếng, lên. Hai cánh tay gân xanh nổi lên, dụng hết toàn lực, muốn đem La Sinh Minh Trung nâng lên. Nhưng, ra Diệp Thần ý liệu, cái này La Sinh Minh Trung, tựa hồ là rơi xuống đất mọc rễ, có một tầng cường đại cấm chế, cùng địa mạch tương liền. Muốn đem chỗ tòa này cổ trung nâng lên, tương đương với muốn kéo đứt địa mạch, thật là chuyện không thể nào. Diệp Thần đem hết toàn lực, cắn chặt hàm răng, liền cổ cũng to đỏ, trán nổi gân xanh, nhưng đều không cách nào dung chuyển cổ chung chút nào. Nguyện vọng thiên tinh, hoàng tuyền đồ, hồng mông đại tinh không,
luân hồi thánh hồn thiên, hồn thể chuyển hóa. Diệp thần cảm thấy được khó khăn, lập tức quát lên một tiếng lớn, đem nguyện vọng thiên tinh và hoàng tuyền đồ cũng sử dụng, sau đó lại mở hồng mông đại tinh không cùng luân hồi thánh hồn thiên, hồn thể chuyển hóa, rất nhiều linh khí bơm vào đến hắn trên thân thể, hắn cả người nhất thời lực lượng bạo tăng. Lực lượng bạo tăng dưới, Diệp thần lần nữa thử nghiệm mang chung, nhưng ngoài dự liệu của hắn một màn xảy ra, hắn lại có thể vẫn là không cách nào dung chuyển cổ chung chút nào. Điều này sao có thể? Diệp thần hoàn toàn sợ ngây người, không nghĩ tới cái này La Sinh Minh Chung như thế mạnh mẽ, hắn đem hết toàn lực, lại vẫn là không cách nào nâng lên. Ha ha ha, cái gọi là luân hồi chi chủ, xem ra cũng không quá như vậy. Ta khuyên ngươi hay là buông tha đi. Huyết mạch ngươi còn quá yếu ớt, không tới thiên quân cảnh giới, ngươi cũng muốn nâng lên La Sinh Minh Chung. Chung quanh La gia đệ tử trẻ tuổi cửa, thấy Diệp thần bộ dáng chật vật, cũng là cười nhạo đứng lên. Im miệng, La Hề trưởng lão sắc mặt trầm xuống, ngang đám người một mắt. Đám người lập tức im miệng, nhưng cũng không dám vi phạm trưởng lão ý chí. Diệp thần cắn chặt hàm răng, nhiều lần thử nghiệm, nhưng cũng không cách nào đem La Sinh Minh Chung nâng lên. Nhâm Phi Phàm thấy Diệp thần phải thất bại, trong lòng ngầm than, chẳng lẽ ý trời như vậy. Diệp thần trong lòng nổi gióa, cũng muốn buông tha. Vừa lúc đó, hắn nghe được luân hồi mộ địa bên trong, truyền ra hoang lão thanh âm. Thằng nhóc, ngươi chỉ biết dùng man lực sao? Muốn nâng lên cái này nát vụn chung, quang dùng sức mạnh là không được, cần trong suốt đạo tâm. Trong suốt đạo tâm, Diệp thần ngẩn người, nghe được hoang lão mà nói, nhất thời có dũng khí hiểu ra cảm giác. Ta hiểu ý. Hắn ánh mắt đông lại một cái, như có hiểu ra, lập tức hít sâu một hơi, quát lên. Võ tổ đạo tâm, luân hồi trọng đồng, mở. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp thần võ tổ đạo tâm mở, liên quan luân hồi trọng đồng cũng là mở ra, có từng vòng quang vòng, từ hắn hai tròng mắt bên trong tách thả ra ra. Trong thoáng chốc, Diệp thần hơi thở, đổi được vô cùng hung mãnh thuần khiết, lực lượng tuy không tăng lên, nhưng đạo tâm nhưng là đổi được trong suốt, khí tức cả người vậy lột xác. Ừ, cảm thấy được Diệp thần dị biến, La Lân Sinh, La Hề, còn có chung quanh La gia các đệ tử, đều là cả kinh. Lên, Diệp thần quát to một tiếng, hai tay đột nhiên dùng một chút lực, rắc rắc sát vang dội, rốt cục thì đem vậy La Sinh Minh Chung, từ dưới đất sơ lên. Cái này một tí nâng lên, Diệp thần lập tức cảm thấy buông lỏng rất nhiều, cái này cổ chung đổi được không sức nặng vậy, hắn mang sau khi thức dậy, thậm chí trực tiếp một tay giơ qua đỉnh đầu. Thấy một màn này, toàn trường người kinh hãi không thôi. La Hề cũng là một hồi chấn động, dù gì nói, không thể nào. Lại có thể làm được tình cảnh này. Bây giờ Diệp thần, không chỉ là nâng lên La Sinh Minh Chung như thế đơn giản, thậm chí là một tay giơ lên đỉnh, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, trước đây La Sinh cổ tộc 6 người, cũng chưa từng thử qua cái này cao độ. Theo Diệp thần nâng lên La Sinh Minh Chung, toàn bộ La Sinh quần đảo địa mạch, tựa như đều bị xé đứt, bộc phát ra cực lớn chấn động dị tượng, thiên địa khắp nơi vang dội. Giống như có sấm sét giáng thế vậy. Luân hồi chi chủ, mời đi theo tụ họp một chút. Cùng lúc đó, bầu trời trên đảo hư không, xuất hiện tan vỡ, một đạo hồng kiều mở rộng ra, có cổ xưa thanh âm thê lương, từ hư không sau lưng vang lên. Lão tổ, nghe được cái này thanh âm, La Lân Sinh cùng La Hề, đều là cả kinh. Đó là La Sinh cổ tộc tổ sư gia, Xâm La Thiên Quân thanh âm. Xâm La Thiên Quân đem bầu trời đảo nhường cho La Hề cư trú, nhưng thực mình cũng không có rời đi, mà là che giấu ở đặc biệt thâm thúy thời không bên trong. Hiện tại, cảm thấy được Diệp thần giơ lên cổ chung, Xâm La Thiên Quân thanh âm, từ thâm thúy thời không bên trong truyền ra, muốn mời Diệp thần tụ họp một chút. Diệp thần ngẩn người, cũng không nghĩ tới Xâm La Thiên Quân sẽ mời hắn. Nhâm tiền bối. Hắn quay đầu nhìn Nhâm Phi Phàm một mắt. Nhâm Phi Phàm nói, nếu Xâm La Thiên Quân có mời, người đi gặp hắn một chút là được. Ừ. Diệp thần gật đầu đáp ứng, lúc này buông xuống La Sinh Minh Chung, bước lên vậy hồng kiều. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hồng kiều qua lại, mang Diệp thần, xuyên phá hư không, đi tới bầu trời đảo thâm thúy thần bí thời không bên trong. Nơi này một mảnh hỗn độn đen nhánh, không gặp có người, chỉ có một viên to lớn tim, treo ở vũ trụ quá trống bên trong, bình bịch bịch kịch liệt nhúc nhích. Phát ra thiên cổ vậy vang lớn.
Trái tim này, không cách nào hình dung to lớn, so Thái Dương hằng tinh còn to lớn hơn rất nhiều. Diệp Thần đứng ở trái tim này trước lộ vẻ rất nhỏ bé, so con kiến hôi còn muốn nhỏ bé gấp vạn lần. Nhưng ở vũ trụ mênh mông hỗn độn làm nổi bật dưới, trái tim này lại lộ vẻ được nhỏ bé. Tiền bối. Diệp Thần nhìn khắp bốn phía, cũng không gặp có Xâm La Thiên Quân bóng người, chỉ có viên này trái tim lớn, ở kịch liệt bác động. Ta ngay tại ngươi trước mặt. Trong hư không phát ra một giọng già nua. Cái gì? Diệp Thần một hồi ngạc nhiên, nhìn trước mắt viên này to lớn tim. Chẳng lẽ, cái này tim, chính là La Sinh cổ tộc tổ sư gia, Xâm La Thiên Quân. Xâm La Thiên Quân nói, trái tim này chính là ta, năm đó thôn phệ chi vương. Thái cổ thao thiết xâm phạm, ăn nhục thân của ta, ta chỉ còn lại trái tim này. Nghe vậy, Diệp Thần một hồi rung động. Xâm La Thiên Quân, nếu là La Sinh cổ tộc tổ sư gia, muốn đến thực lực sẽ không so Thiên Hy cổ đế kém đi nơi nào, chắc cũng là vô lượng cảnh cao thủ. Nhưng cao thủ như thế, đều bị thôn vệ chi vương ăn thân xác, có thể tưởng tượng được vậy thôn vệ chi vương đáng sợ, không hổ là Hồng Quân lão tổ tọa hạ thần thú. Mà Nhâm Phi Phàm, năm đó có thể một tay đánh lui thôn vệ chi vương, thực lực lại là đáng sợ. Phịch, phịch, phịch. Vậy tim một tí một cái nhịp đập, to lớn tiếng tim đập truyền khắp vũ trụ, làm được Diệp Thần tim đập, vậy đi theo cộng hưởng đứng lên. Không nghĩ tới luân hồi chi chủ, sẽ du ngoạn ta La Sinh quần đảo, chính là ta La Sinh cổ tộc vinh quang. Xâm La Thiên Quân thanh âm mang xúc động. Diệp Thần vội vàng nói, tiền bối nói đùa. Xâm La Thiên Quân nói, chỉ là ta không nghĩ tới, đời này luân hồi chi chủ, tu vi sẽ nhỏ yếu như vậy, chỉ có nửa bước quá chân cảnh. Diệp Thần nách liền một tiếng, một hồi lúng túng, nói tại hạ tu vi nhỏ, để cho tiền bối chê cười. Xâm La Thiên Quân nói, ta biết ngươi chân thật sức chiến đấu, nhất định không chỉ như vậy, nhưng ở thế giới hiện thật, cuối cùng là lực lượng vĩnh hằng, ngươi điểm này cảnh giới, rất khó phát huy ra luân hồi huyết mạch toàn bộ uy lực. Diệp Thần nói, đúng là như vậy, tại hạ cũng ở đây khắc khổ tu luyện, không dám có một ngày buông lỏng. Xâm La Thiên Quân ừ một tiếng, nói, ngươi có thể nâng lên La Sinh Minh Trung, cùng ta La Sinh cổ tộc có duyên phận, ta có thể ban cho ngươi một đạo cơ duyên, có lẽ có thể giúp ngươi trở nên mạnh mẽ. Diệp Thần nói, à, hắn lại không nghĩ rằng, Xâm La Thiên Quân cho đòi hắn tới đây, là trực tiếp muốn tặng cơ duyên. Xâm La Thiên Quân dừng một chút. Nói tiếp, vậy cơ duyên, nhưng thật ra là một viên đan dược, tên là Luân Hồi Tiên Đan. Diệp Thần con ngươi có giúp một cái, nói, Luân Hồi Tiên Đan. Chẳng lẽ cùng Luân Hồi có liên quan? Xâm La Thiên Quân nói, ừ, ta trước đây thật lâu, từng một khối mảnh vỡ, là Luân Hồi Thánh Hồn Thiên, Thiên Thần Hồn Đạo mảnh vỡ. Luân Hồi Thánh Hồn Thiên, có 6 khối mảnh vỡ, Thiên Thần Hồn Đạo chính là một. Diệp Thần nghe Xâm La Thiên Quân nói. Lại có thể tiếp xúc qua thiên thần hồn nói, nhất thời một hồi kinh ngạc. Xâm La Thiên Quân tiếp tục nói, đáng tiếc, ta không cách nào luyện hóa thiên thần kia hồn đạo mảnh vỡ, chỉ là tinh luyện linh khí trong đó, luyện chế ra một quả luân hồi tiên đan, hôm nay liền đưa cho ngươi đi, cũng có thể lớn mạnh ngươi luân hồi huyết mạch. Diệp Thần vội vàng nói, tiền bối, thiên thần kia hồn đạo mảnh vỡ, lại ở địa phương nào? Còn ở bên trong tay ngươi sao? Cái gì luân hồi tiên đan? Cuối cùng chỉ là một viên đan dược, Diệp Thần cũng không quan tâm, hắn mong muốn, là thiên thần hồn đạo mảnh vỡ. Dẫu sao, cái này cái gì luân hồi tiên đan, chỉ là thiên thần mảnh vụn một món linh khí luyện hóa thành. Xâm La Thiên Quân hơi có chút bất đắc dĩ nói, đã không có ở đây, năm đó thôn phệ chi vương, xâm phạm ta La Sinh quần đảo địa giới, chiến đấu sát phạt 10 phần kịch liệt, thiên thần kia hồn đạo mảnh vỡ, vậy tại đại chiến bên trong thất lạc, ta cũng không biết đi nơi nào. Diệp Thần hơi có chút thất vọng, nói, phải không? Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, luân hồi thánh hồn thiên mảnh vỡ, nơi nào có như thế dễ dàng bắt được, trong lòng liền thoáng trật tự, lại hỏi. Tiền bối, như bánh xe hồi tiên đan đâu? Ngươi chịu tặng cùng ta, ta vô cùng cảm kích, có vậy tiên đan, ta nói không chừng có thể ngược dòng thiên cơ, tra được thiên thần mảnh vụn rơi xuống. Luân hồi tiên đan, dẫu sao là thiên thần mảnh vụn linh khí luyện hóa. Lấy viên thuốc này làm đầu mối, suy diễn thiên cơ nói, có lẽ có thể tra được thiên thần mảnh vụn chân chính chỗ. Xâm La Thiên Quân cười nói, ta tặng đan dược cho ngươi, đang có ý đó, thiên thần mảnh vỡ thất lạc, hôm nay chỉ có dựa vào luân hồi tiên đan, mới khá lần nữa ngược dòng tìm về.
Dừng một chút, Sâm La Thiên Quân lại ngưng trọng nói, nhưng, ngươi phải đáp ứng ta, nếu như có thể tìm được thiên thần mảnh vỡ, sau này phải bảo vệ ta La Sinh cổ tộc trật tự, ta dự cảm đến La Sinh cổ tộc khí vận đem tán, là hủy diệt điềm, hôm nay chỉ có thể tìm kiếm luân hồi che chở. Diệp Thần nghe được Sâm La Thiên Quân thỉnh cầu, hơi cân nhắc một tí, liền gật đầu nói, có thể, tiền bối, chỉ cần có thể tìm được thiên thần mảnh vỡ, ta nguyện ý bảo vệ La Sinh nhất tộc trật tự. Sâm La Thiên Quân nghe được Diệp Thần đáp đồng ý, nhất thời đại hỉ, nói, rất tốt, luân hồi chi chủ, quả nhiên là chất phác thẳng thắn, cái này luân hồi tiên đan ngươi liền cầm đi. Tiếng nói rơi xuống, hư không biến dạng, có một cái bình thuốc, phiêu bay ra. Diệp Thần khoanh tay đem bình thuốc tiếp lấy, mở ra vừa thấy, chỉ gặp bên trong đựng một viên ánh vàng rực rỡ đan dược, tràn ra đậm đà đan thơm. Ngửi được đan này thơm thời điểm, Diệp Thần huyết mạch, đều có một loại thần thanh khí sảng cảm giác, một hồi đồng tình. Viên đan dược này, rõ ràng cùng luân hồi có liên quan. Xem ra Sâm La Thiên Quân nói không sai, viên này luân hồi tiên đan, đích xác là dùng thiên thần mảnh vụn linh khí, đúc thành. Diệp Thần đang muốn đem đan dược ăn vào, Sâm La Thiên Quân lại gấp bận bịu ngăn cản, nói, đừng xung động. Diệp Thần sửng sốt một chút, nói, thế nào, tiền bối. Sâm La Thiên Quân nói, luân hồi tiên đan sau khi uống, sẽ có ngắn ngủi luân hồi hồn lực gia trì, đó là thiên thần mảnh vỡ lưu lại năng lượng, nhưng chỉ có thể tồn tại rất ngắn thời gian, nếu như ngươi hiện đang uống, vậy thì lãng phí. Không bằng, cùng 10 ngày sau, ngươi cùng Hy Huyền Thiên Quyết chiến sắp tới, lại uống cũng không muộn. Diệp Thần trong lòng bừng tỉnh, nói, được, ta biết, đa tạ tiền bối nhắc nhở. Lập tức trước thu cất đan dược. Sâm La Thiên Quân nừ một tiếng, nói, rất tốt, người đi ra ngoài trước đi, chúc người hết thảy thuận lợi. Diệp Thần thấy Sâm La Thiên Quân, chỉ còn dư lại một trái tim hình dáng, nói tiền bối, cần ta vì ngươi trọng tố thân xác sao. Sâm La Thiên Quân cười ha ha một tiếng, nói, không cần, ta là vô lượng cảnh thiên quân, ngươi hiện tại coi như cầm mình cho làm thịt, vậy không điền đầy máu ta thịt, sinh tử có số, chỉ cần ngươi đáp ứng che chở tộc nhân ta là được. Còn như ta sống chết, cái này không trọng yếu. Diệp Thần nghe được Sâm La Thiên Quân mà nói, khá là lúng túng, hắn nhưng là bỏ quên cảnh giới chênh lệch. Sâm La Thiên Quân trước kia, dẫu sao là vô lượng cảnh cao thủ, muốn thay hắn trọng tố thân xác, nơi nào có như thế dễ dàng. Vô lượng cảnh cao thủ, chính là trong truyền thuyết vô thượng thiên quân, uy năng quá đáng sợ, một giọt máu đều có thể sinh diệt vũ trụ, loại cấp bậc này cường giả, thân xác bể tan tành sau đó. Trọng tố là hết sức hắn chật vật, hao hết mấy chục ngàn cái vũ trụ lớn thiên tài địa bảo, cũng chưa chắc có thể khôi phục một chút máu thịt trồi non. Diệp Thần vậy không nói gì nữa, lại nghe Sâm La Thiên Quân nói, luân hồi chi chủ, sau này gặp lại đi. Cho đòi tới một đạo hồng kiều, đem Diệp Thần đưa ra ngoài. Diệp Thần rời đi cái này phiến hư không, lần nữa hồi đi ra bên ngoài. La Hề, La Lân Sinh vội vàng đi tới trước. Cùng kêu lên hỏi, lão tổ nói những gì? Diệp Thần đem luân hồi tiên đan bình móc ra, nói, Sâm La Thiên Quân tiền bối, cho ta cái này. Đem chuyện mới vừa phát sinh, đơn giản nói một lần. La Hề cùng La Lân Sinh nghe, đều có chút ngoài ý muốn. La Lân Sinh lẩm bẩm nói, không nghĩ tới lão tổ sẽ đem tộc ta sống chết, giao cho ngươi che chở. Diệp Thần hướng Nhâm Phi Phàm nói, Nhâm tiền bối, ta hôm nay thực lực còn chưa đủ. Muốn che chở La Sinh cổ tộc, còn cần ngươi hỗ trợ. Nhâm Phi Phàm khẽ vuốt cằm, nói ta biết, Sâm La Thiên Quân tên kia, kêu ngươi che chở, hơn phân nửa là muốn mời ta ra tay mà thôi. La Hề trưởng lão vui vẻ nói, thiên mệnh thánh đế, có ngươi và luân hồi chi chủ che chở, vậy ta La Sinh cổ tộc có thể không việc gì, ta cũng có thể an tâm ẩn cư. Nhâm Phi Phàm nói, đừng quên ngươi cam kết, tinh thần biến chuyện. Nghe vậy, La Hề trưởng lão lộ ra hết sức thống khổ vẻ mặt, nói ta biết, ta sẽ hướng luân hồi chi chủ, giảng giải tinh thần biến bí ẩn, chỉ mong có thể sớm ngày kết thúc, à, chuyện đã qua, ta chân thực không muốn lại sách. Nhâm Phi Phàm nói, yên tâm, chỉ là 10 ngày thời gian mà thôi, sẽ không để cho ngươi thống khổ quá lâu, 10 ngày sau, ngươi là được hoàn toàn giải thoát. La Hề thở phào nhẹ nhõm, nói, hy vọng như vậy. Nhâm Phi Phàm ngắm nhìn Diệp Thần, nói, thằng nhóc, như vậy, cái này 10 ngày thời gian, ngươi thật tốt lĩnh ngộ tinh thần biến bí ẩn, ta 10 ngày sau lại tới đón ngươi. Diệp Thần chắp tay nói, ưm. Lập tức,
Nhâm Phi Phàm xoay người rời đi, hắn phải giữ bí mật, không thể bại lộ quá lâu, nếu không sẽ bị Vũ Hoàng Cổ Đế để mắt tới. Mà trừ Vũ Hoàng Cổ Đế bên ngoài, hiện tại đảm nhiệm thiên nữ, cũng muốn giết hắn, hắn tình cảnh, so với trước kia nguy hiểm hơn. Đảm nhiệm thiên nữ đã phản bội Vạn Khư, tự lập môn hộ, thành lập Nguyện Vọng Tiên Giáo, nàng hoàn toàn cùng Vũ Hoàng Cổ Đế quyết liệt, cần lớn mạnh thực lực bản thân. Còn nếu như có thể giết chết Nhâm Phi Phàm mà nói, nàng chính là Nhâm gia duy nhất thiên mệnh, sẽ không lại có người tranh đoạt nàng khí vận. Cho nên, nếu như bị đảm nhiệm thiên nữ, phong tỏa Nhâm Phi Phàm khí cơ, nàng sẽ trước thời hạn phát động thiên mệnh tranh, cùng Nhâm Phi Phàm quyết tử chiến một trận. Mà Nhâm Phi Phàm thực lực trước mắt, có thể xếp hàng thiên hạ thứ tư, cùng thiên nữ còn có một chút chênh lệch, nếu như trực tiếp khai chiến, cực kỳ bất lợi. Cho nên, Nhâm Phi Phàm vậy là đặc biệt cẩn thận, tuyệt sẽ không ở thực tế đại thế giới, lưu lại quá lâu thời gian. Hắn đem Diệp Thần, giao cho La Hề sau đó, liền hoàn toàn rời đi. Diệp Tiểu Hữu, chúng ta đi thôi. La Hề mặt đầy không biết làm sao thống khổ, thật ra thì không hề muốn nhắc lại tinh thần biến, nhưng nếu hứa hẹn, tự nhiên muốn làm. Lập tức, hắn mang Diệp Thần, biến dạng hư không, đi tới mình trong động phủ. La Hề ở trên trời trên đảo, xây một tòa động phủ, che giấu ở trong hư không. Vậy phiến động phủ, cổ sắc cổ thơm, nhưng là có chút đơn sơ. La Hề một mực ẩn cư, cố động phủ này bên trong bảy biển đơn sơ. Diệp Tiểu Hữu, ta động phủ này đơn sơ điểm, mời ngươi không nên phiền lòng. La Hề nói. Diệp Thần nói, không sao. Hai người ở động cửa phủ trên đất trống, ngồi xếp bằng ngồi đối diện nhau. Diệp Thần trịnh trọng nói, tiền bối, ta biết ngươi không muốn nhớ lại chuyện năm đó, nhưng ta cùng Hy Huyền Thiên tranh, không phải chuyện đùa, nếu như ta đánh bại, môi hở răng lạnh, chỉ sợ La Sinh cổ tộc, cũng phải bị Thiên Hy tộc áp chế, cho nên, xin ngươi hãy cho biết, vậy tinh thần biến bí mật, để cho ta trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng. La Hề khẽ gật đầu, nói cái này tự nhiên, ta sẽ giữ đúng cam kết. Nói xong, La Hề ánh mắt híp lại, hồi tưởng lại tinh thần biến bí quyết. Mà đây vậy nhớ lại để cho hắn nghĩ lại tới ngày xưa tiếc nuối, ngũ quan nhất thời vặn vẹo, cả người xương cốt rắc rắc sát vang dội, tựa như tâm ma muốn bùng nổ vậy. Tiền bối. Diệp Thần không giấu vết, gọi ra Hồng Mông Đại Tinh Không, một món ánh sao bao phủ ở La Hề, thoáng ổn định hắn tâm thần. La Hề thở phào nhẹ nhõm, nói, Diệp Tiểu Hữu, không cần phải để ý đến ta, 10 ngày thống khổ, ta vẫn có thể chịu đựng, nhưng cái này tinh thần biến đặc biệt phức tạp. Không biết cái này 10 ngày, ngươi có thể hay không lĩnh ngộ. Diệp Thần nói, ta chỉ cần biết một chút bí quyết, có thể đối phó Hy Huyền Thiên là được. Diệp Thần lo lắng nhất, chính là Hy Huyền Thiên đột nhiên bùng nổ tinh thần biến, đánh hắn một cái trở tay không kịp. Cho nên, hắn hiện tại, có cần phải tiếp xúc tinh thần biến bí pháp, trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng. Ừ, tinh thần biến, chính là Hồng Hoang Tám Cấm một trong, nắm giữ chư thiên ngôi sao bí pháp. La Hề chậm rãi mở miệng, bắt đầu trình bày tinh thần biến nghĩa sâu xa. Cái này tinh thần biến sau khi luyện thành, có thể nắm trong tay chư thiên ngôi sao sức mạnh to lớn, diễn hóa hết thảy tinh thần thần thông. Trong lúc nói chuyện, La Hề hai tay kết ấn, trên thân thể bỗng nhiên bộc phát ra một món ánh sao hạo nhiên khí, lại mang theo Hồng Mông cổ pháp hơi thở. Đây là tinh đế hạo nhiên khí. Diệp Thần thấy La Hề trên mình ánh sao hào khí, nhất thời kinh hãi. Cái này lại là tinh đế hạo nhiên khí thần thông khí tượng. Tinh đế hạo nhiên khí, là 33 thiên hồng mông cổ pháp một trong, đứng sau lục đạo luân hồi pháp cùng tử vi số mệnh thuật, trước kia Diệp Thần tử địch, thiên đạo cung nắm giữ hiên viên mặc tà, chính là chấp trưởng tinh đế hạo nhiên khí. Cái này một tí, La Hề trên mình, lại có thể vậy bạo phát ra tinh đế hạo nhiên khí. La Hề nói, không sai, luyện thành tinh thần biến sau đó, trừ hồng mông đại tinh không. Không thể diễn hóa bên ngoài, cái khác hết thảy tinh thần thần thông, đều có thể biến hóa, cái này tinh đế hạo nhiên khí cũng không ngoại lệ. Năm đó, ta lĩnh ngộ tinh thần biến chín thành, mặc dù còn không lĩnh ngộ thấu triệt, nhưng vậy coi là bước vào ngưỡng cửa, nắm giữ không thiếu tinh thần biến hóa thần thông. La Hề bàn tay hơi đông lại một cái, trong lòng bàn tay ánh sao hội tụ, hóa thành một ngôi sao hạch. Cái này tinh hạch bên trong, ghi lại tinh thần biến bí quyết, dĩ nhiên, chỉ là tàn quyết. Kém một thành không thể viên mãn, ngươi thật tốt xem. La Hề đem viên tinh hạch này, giao cho Diệp Thần.
Diệp Thần đeo sao hạch nhận lấy, cầm trong bàn tay, ngưng thần cảm ngộ. Oanh! Đầu óc hắn, tựa như lập tức, bị hàng tỷ đạo tinh quang tạo ra, trước mắt hiện ra một phiến sặc sỡ tinh không đại thế giới. Vậy tinh thần biến, hội tụ chư thiên tinh túc lực, vô cùng huyền diệu, sau khi luyện thành, có thể tùy ý điều khiển vũ trụ tinh thần lực, liền tinh đế hạo nhiên khí đều có thể diễn hóa. Diệp Thần thiên phú võ đạo cực mạnh, nhưng hiểu viên tinh hạch này thời điểm, vậy cảm thấy khá nhiều cản trở chỗ, không thể trong nháy mắt hiểu được. La Hề nói, ngươi không muốn mưu toan tu luyện, cái này tinh thần biến là cấm thuật. Nghe vậy, Diệp Thần trong lòng rét một cái, nói, ta thiếu chút nữa khinh thường. La Hề sắc mặt vừa chậm, nói cái này tinh thần biến bí pháp, ngươi chỉ phải thật tốt xem ngộ là được, chỉ phải nắm giữ tinh thần khí cơ lưu động, cùng 10 ngày sau đó, ngươi đối chiến Hy Huyền Thiên, liền sẽ không bị tùy tiện áp chế. Diệp Thần thu liếm tâm thần, vậy không muốn tu luyện chuyện, chỉ là từ người đứng xem góc độ, xem ngộ cái này tinh thần biến bí pháp. Chỉ là bên cạnh xem, không hề ý ở tu luyện, vậy thì đơn giản nhiều, cái này tinh thần biến rất nhiều bí quyết mấu chốt, khí cơ vận chuyển quy luật, đều nhất nhất chiếu vào Diệp Thần đầu óc bên trong. La Hề nói, nếu như ngươi đụng phải cái gì chỗ không hiểu, hỏi ta liền có thể. Diệp Thần kêu, Diệp Thần tĩnh tâm xem ngộ, yên lặng tính toán cái này tinh thần biến, thỉnh thoảng gặp phải chỗ không hiểu, liền hướng La Hề hỏi. La Hề từng cái trả lời, trong lòng âm thầm thán phục Diệp Thần thiên phú. Diệp Thần chỗ không hiểu, đặc biệt thiếu, cả bộ tinh thần biến bí tịch, hắn căn bản cũng có thể mình tính toán, mà coi như hỏi, nói lên vấn đề, cũng là chính giữa mấu chốt. Thiên phú này, để cho được La Hề vô cùng thưởng thức cùng khen ngợi, đến cuối cùng, hắn cũng không nhịn được tán dương một tiếng, nói, Diệp Tiểu Hữu, người thiên phú cực tốt, tương lai người thành tựu, sẽ không yếu hơn thiên mệnh thánh đế dưới. Diệp Thần không biết làm sao cười một tiếng, Nhâm Phi Phàm là hắn truy đuổi mục tiêu, nhưng Nhâm Phi Phàm tu vi, thật là quá mức đáng sợ, hắn cũng không biết, mình cả đời này, có hay không đuổi kịp cơ hội. Chỉ như vậy, Diệp Thần liền ở La Hề trong động phủ, xem ngộ tinh thần biến diệu pháp. Hắn tự thân thiên phú cực cao, lại có La Hề chỉ điểm, cho nên xem ngộ thật nhanh, hết thảy không hiểu cùng tối tăm địa phương, cũng giải quyết dễ dàng. Chỉ tiếc, cái này bộ tinh thần biến, nhưng là không lành lặn, kém một thành nội dung. Ban đầu La Hề đạt được tinh thần biến bí tịch thời điểm, còn thiếu cuối cùng một thành không xem, kết quả bị Thiên Hy cổ tộc cướp đi, từ đây hắn lại cũng không có tìm hiểu cơ hội, dẫn là chọn đời tiếc nuối. Hiện tại Diệp Thần thấy tinh thần biến chín thành nội dung, cũng kém cuối cùng một thành không thấy, chỉ nháo được tim ngứa một chút, đại lộ không hoàn toàn, đặc biệt khó chịu. Cái này tinh thần biến, chính là hồng hoang tám cấm một trong, vô cùng huyền ảo tuyệt diệu, tinh diệu như vậy thần thông, không thể dòm ngó gặp toàn cảnh, Diệp Thần cũng thiếu chút nữa khó chịu đến hộc máu. Như vậy qua được 8 ngày, Diệp Thần đem cái này tinh thần biến tàn quyển, đã lăn qua lộn lại sở thấu. Nhưng không cách nào tiếp xúc cuối cùng một phần chia nội dung, nội tâm nhưng cảm thấy cực kỳ đau khổ, thật muốn lập tức phóng tới Thiên Hy cổ tộc, đem vậy tinh thần biến nguyên vẹn bí tịch đoạt vào tay. Tiền bối, ta hiểu lòng ngươi. Diệp Thần cười khổ không thôi, nhìn về phía La Hề, hơi có điểm đồng bệnh tương liên cảm giác. Đại lộ không hoàn toàn, không cách nào dòm ngó gặp thần công toàn cảnh, vậy thật là cực lớn đau khổ, một trái tim như có vạn kiến phệ cắn vậy, vừa tê dại vừa nhột. Đứng ngồi không yên. La Hề nói, người rõ ràng liền tốt, như vậy đau khổ tâm tình, ta đã nhận chịu mấy chục ngàn năm. Thật ra thì tinh thần biến là cấm thuật, vô luận là Diệp Thần vẫn là La Hề, cũng không có muốn tu luyện ý, nhưng nếu xem được, không thể dòm ngó gặp toàn cảnh, thủy chung là đau khổ khó chịu. Diệp Thần trong lòng, nín một đoàn lửa, thậm chí trở lại nguyện vọng thiên tinh trên, cùng Kỳ Thư Thanh Phiên Vân Phúc Mưa, đại chiến mấy trăm hiệp. Cái này đoàn lửa đều khó tắt. Đây là võ đạo lửa. Đối võ đạo khao khát, là khác ở mỗi một người tu luyện trong xương đồ. Cùng đánh bại ta liền Hy Huyền Thiên, có lẽ có thể đem tinh thần biến bí tịch, cướp đoạt lại. Diệp Thần nắm quyền một cái, chỉ muốn nhanh lên một chút cùng Hy Huyền Thiên khai chiến. Trận chiến này, vừa là vì báo thù, cũng là vì cướp lấy tinh thần biến. Như vậy lại qua 2 ngày, 10 ngày kỳ đã đến. Diệp Thần hoàn toàn thăm dò tinh thần biến chín thành biến hóa, đối sắp đến đánh một trận, lòng tin cực lớn. Tiền bối, đa tạ cái này 10 ngày hướng dẫn, như ta có thể đánh bại Hy Huyền Thiên,
bắt được tinh thần biến bí tịch, sẽ cho ngươi một phần. Diệp Thần trịnh trọng hướng La Hề nói cảm ơn. La Hề ánh mắt sáng lên, tựa hồ có chút kích động và mong đợi, thật vất vả mới đưa áp chế xuống, nói, nếu quả thật có thể như vậy, ta cuộc đời này không tiếc vậy. Diệp Thần ra động phủ, chính là sáng sớm, nghe tiếng khí sảng, trên trời một tia sáng trắng hạ xuống, là Nhâm Phi Phàm tới. Thằng nhóc, như thế nào? Nhâm Phi Phàm hỏi. Diệp Thần cười nói, tiền bối, tinh thần biến bí pháp, ta đã lớn tổng thể thăm dò, coi như vậy Hy Huyền Thiên vận dụng cái này cấm thuật, ta cũng không sợ. Nhâm Phi Phàm nói, như vậy quá tốt, vậy chúng ta liền lên đường đi Thiên Hy cổ tộc. Được. Diệp Thần sử dụng nguyện vọng thiên tinh, lập tức liền cùng Nhâm Phi Phàm, điều khiển tinh thần, bay đi Thiên Hy cổ tộc. Bởi vì hiện tại vẫn là sáng sớm, thời gian còn sớm, cho nên cũng không cần gấp trước đi đường. Diệp Thần chỉ là điều khiển thiên tinh phi hành, không hề biến dạng hư không, là vì tiết kiệm thể lực. Quyết đấu buông xuống, viên này luân hồi tiên đan, cũng là thời điểm luyện hóa. Diệp Thần trong lòng động một cái, móc ra Sâm La Thiên Quân cho hắn luân hồi tiên đan. Màu vàng kim tiên đan, tràn ngập một chút ấm áp thuốc thơm, thuộc về duy nhất luân hồi hơi thở, để cho được Diệp Thần huyết mạch, cũng là sinh ra một chút đồng tình. Lập tức, Diệp Thần liền đem viên này tiên đan, uống vào, ngồi xếp bằng luyện hóa. Tiên đan một ăn vào, từng luồng luân hồi hồn lực, bắt đầu từ trong đó thả ra ngoài, bồi dưỡng Diệp Thần mạch máu. Viên này luân hồi tiên đan, chính là thiên thần mảnh vụn linh khí luyện chế mà thành, cùng Diệp Thần huyết mạch đặc biệt phù hợp. Ở luân hồi tiên đan bồi bổ hạ, Diệp Thần chỉ cảm thấy tự thân huyết mạch, quả nhiên là có một chút lớn mạnh, luân hồi hồn thể vậy lớn mạnh chút. Chỉ là không biết thiên thần kia mảnh vỡ, rốt cuộc ở địa phương nào. Diệp Thần như vậy tính toán, lập tức dọc theo luân hồi tiên đan hơi thở, đẩy ngược ngược dòng, muốn suy diễn thiên thần mảnh vụn rơi xuống. Trước mắt hắn luân hồi thánh hồn thiên, đã có hai khối mảnh vỡ, nếu như có thể lại thu thập thiên thần hồn đạo mảnh vỡ, tất có thể lớn tiến bộ lớn. Thiên cơ ngược dòng dưới, Diệp Thần mơ hồ bên trong, tựa hồ phát hiện thiên thần mảnh vụn rơi xuống, nhưng nhân quả sương mù dày đặc quá nồng dày, hắn cũng không thể xác định. Thiên thần này mảnh vỡ, rốt cuộc ở địa phương nào? Diệp Thần chau mày, không chịu buông tha, hít sâu một hơi, điều động luân hồi huyết mạch lực lượng, lần nữa ngưng thần suy diễn tra xem. Rào, rào, rào. Rất nhanh, Diệp Thần thấy được một phiến gió bão kích động sóng biển, khắp nơi thổi lất phất kinh khủng cương phong, sóng thần gào khóc trước, sóng lớn ngàn xích, bầu trời đen nhánh, một phiến ngày tận thế cảnh tượng. Mà ở nơi này phiến đen nhánh bạo động trong thế giới, biển sâu dưới, nhưng lại tràn ngập một phiến thần thánh kim quang, vô cùng sáng chói, phảng phất có một vòng thái dương, núp ở đáy biển dưới. Đây là địa phương nào? Nơi này chính là thiên thần mảnh vụn rơi xuống sao? Diệp Thần lấy làm kinh hãi, muốn cẩn thận điều tra, nhưng chung quanh gió bão càng ngày càng kịch liệt, thậm chí cuộn sạch hắn tâm thần. Diệp Thần tinh thần, bỗng nhiên thất thủ, lại đánh mất ở biển sâu trong nước xoáy. Không tốt, ta bị thiên cơ cắn trả. Diệp Thần thất kinh, biết đây là thiên cơ cắn trả dấu hiệu, thiên thần mảnh vỡ sau lưng liên lụy đồ, thực ra quá nhiều, mang cực lớn nguy hiểm. Hắn hiện tại suy diễn, xúc động sau lưng nhân quả, nhất thời gặp phải cắn trả, cả người tinh thần, thật sâu luân hãm vào biển sâu vòng xoáy nước chảy xiết bên trong, lại không cách nào tránh thoát được. Này, thằng nhóc, ngươi thế nào? Nhâm Phi Phàm thấy Diệp Thần hai tròng mắt đóng chặt, rõ ràng là ăn tiên đan, nhưng gương mặt nhưng bỗng nhiên đổi được trắng bệch, tựa như gặp cái gì thiên đại biến cố vậy. Diệp Thần nghe được Nhâm Phi Phàm mà nói, nhưng không cách nào làm ra đáp lại. Bởi vì hắn tinh thần, đã thất thủ ở vô cùng vòng xoáy nước chảy xiết, đại dương gió bão bên trong, giống như một thuyền lá cô độc, tùy thời có thể bị nuốt mất. Đáng chết, quyết chiến trước mặt, người lại vẫn đẩy ra diễn thiên cơ. Nhâm Phi Phàm ánh mắt giật mình, đã nhìn ra Diệp Thần, gặp thiên cơ cắn trả, tinh thần thất thủ, hơi có bất ngờ, có thể đời này liền thất thủ, vĩnh viễn tránh thoát không ra ngoài. Hiện tại Diệp Thần tình thế, 10 phần hung hiểm, rất có thể thất thủ. Hết lần này tới lần khác Nhâm Phi Phàm không thể giúp hắn, chỉ có thể dựa vào chính hắn bỏ ra ngoài. Diệp Thần ở vô cùng biển sâu vòng xoáy, kịch liệt trong gió bão, bỗng nhiên dòm ngó thấy một món màu vàng kim kiếm quang. Kiếm quang kia, mang theo luân hồi hơi thở. Lại là tám đại thiên kiếm bên trong,
nhất đỉnh phong vô thượng luân hồi thiên kiếm. Nơi này là luân hồi thiên kiếm phong ấn. Thiên thần hồn đạo mảnh vỡ, đánh rơi đến luân hồi thiên kiếm phụ cận. Diệp thần cảm thấy được luân hồi kiếm quang, nhất thời thất kinh. Hắn ngược dòng thiên thần mảnh vỡ, lại thấy được luân hồi thiên kiếm ánh sáng, vậy chỉ có một giải thích, chính là trời thần mảnh vỡ, đánh rơi đến luân hồi thiên kiếm phụ cận. Khó trách ta sẽ gặp bị cắn trả, lúc đầu sau lưng lại có luân hồi thiên kiếm nhân quả. Diệp thần bừng tỉnh hiểu ra, hắn suy diễn thiên cơ như thế nhiều lần, vẫn là lần đầu tiên đụng phải bị cắn trả, tinh thần thất thủ tình huống, nguyên lai là được luân hồi thiên kiếm sát phạt ảnh hưởng. Nếu biết nguyên nhân, Diệp thần trong lòng nhất thời an định lại. Lấy hắn thực lực trước mắt, muốn thu phục luân hồi thiên kiếm, mặc dù là khó hơn lên trời, nhưng muốn thoát khỏi luân hồi kiếm khí ảnh hưởng, nhưng là dễ như trở bàn tay. Dẫu sao, cái này luân hồi thiên kiếm, là dùng hắn kiếp trước thiên đế cốt đúc thành, thanh kiếm này hạch tâm, chính là một đoạn thiên đế cốt, là thân thể của hắn một phần chia. Ta là luân hồi chi chủ, làm siêu thoát sống chết, tuyệt diệt nhân quả. Diệp thần hít sâu một hơi, tinh thần chấn định lại, một chút xíu duy trì hô hấp tiết tấu, từ vậy biển sâu trong nước xoáy, một chút xíu bỏ ra ngoài. Ở bên ngoài, Nhâm Phi Phàm thấy Diệp thần gương mặt, từ kinh khủng trắng bệch, khôi phục một chút đỏ thắm, cũng biết Diệp thần ở tự cứu nguy cấp. Hắn vội vàng dừng lại nguyện vọng thiên tinh, khẩn trương nhìn Diệp thần. Mà Kỷ Tư Thanh cùng Hạ Huyền Thịnh, cũng là vô cùng khẩn trương nhìn, e sợ cho Diệp thần phát sinh bất ngờ. Diệp thần cảm giác được ngoại giới biến hóa, nội tâm dĩ nhiên là hết sức lo lắng, chỉ muốn mau sớm tránh thoát đi ra ngoài, nhưng hắn cũng biết, dục tốc thì bất đạt, hiện tại chỉ có thể từng bước một tới. Diệp thần duy trì tiết tấu, để cho mình tinh thần, dần dần thoát khỏi luân hồi thiên kiếm ảnh hưởng, từ biển sâu trong nước xoáy bỏ ra ngoài. Cái này cần thời gian. Bên ngoài thời gian, từ từ trôi qua, Diệp thần cùng Hy Huyền Thiên, hôm nay hẹn chiến, mặc dù chưa nói cụ thể giờ. Nhưng tổng không thể vượt qua giữa trưa, nếu không vậy quá thất lễ, khí thế sẽ yếu hơn một nước. Như vậy ước chừng qua 4 tiếng, đã sắp đến giữa trưa, nhưng Diệp thần còn không tránh thoát được. Nhâm Phi Phàm, Kỷ Tư Thanh, Hạ Huyền Thịnh các người, cũng cùng được có chút nóng lòng. Hạ Huyền Thịnh nói, Nhâm tiền bối, điện chủ hắn sẽ không xảy ra chuyện liền chứ. Nhâm Phi Phàm ánh mắt như đuốc, nói, hắn không có sao, chỉ là phát sinh một chút xíu ngoài ý muốn. Có thể tự mình giải quyết, nhưng cần thời gian. Kỷ Tư Thanh nói, bây giờ không có thời gian, cũng mau giữa trưa, nếu như chúng ta khó chịu điểm tới nói, thì phải bỏ qua ước chiến. Nhâm Phi Phàm nói, bỏ qua ngược lại không sẽ, chỉ là muốn chậm một chút. Kỷ Tư Thanh nói, quá muộn đi qua, chỉ sợ sẽ bị người nhạo báng. Nhâm Phi Phàm sắc mặt trầm xuống, nói, không thể gấp gáp, hiện tại cũng chỉ có thể chờ đợi. Cùng lúc đó, ở Thiên Hy đảo quyết đấu đài bên trong, đã sớm tụ tập đầy người. Hôm nay là Hắc Ám Cấm Hải bên trong vang khắp đại danh luân hồi chi chủ cùng Hy Huyền Thiên lần nữa quyết chiến ngày, không phải chuyện đùa. Ở Hắc Ám Cấm Hải bên trong, có rất nhiều võ giả nghe tin tức sau đó, cũng đặc biệt chạy tới xem cuộc chiến. Liền liền cựu Nhật Minh người, cũng nghĩ tới xem cuộc chiến, bất quá bị Thiên Hy cổ tộc cản lại. Dẫu sao, Thiên Hy cổ tộc cùng cựu Nhật Minh tới giữa. Qua lại ân oán quả thực không nhỏ, bọn họ không thể nào để cho cựu Nhật Minh lên đảo, nếu không cổ tộc bí mật, bị cựu Nhật Minh biết, sợ rằng lại tránh không khỏi một tràng sát phạt. Ở Thiên Hy đảo quyết đấu trong đài, trên khán đài, đã ngồi đầy người, có thể nói là tiếng người ồn ào. Nhưng mà, theo thời gian từng giờ trôi qua, cũng mau giữa trưa, Diệp Thần còn không thấy ra hiện. Toàn trường các khán giả, không khỏi có chút xôn xao. Chẳng lẽ vậy kêu là Diệp Thí Thiên người, sợ Hy Gia Thánh Tử, lâm trận chạy trốn. Đúng rồi, nghe nói Hy Gia Thánh Tử, tu luyện cấm thuật tinh thần biến, thực lực nghịch thiên tăng lên, Diệp Thí Thiên tuyệt không phải địch thủ của hắn. Tinh thần biến, hồng hoang tám cấm một trong sao, lại có thể tu luyện này cùng cấm thuật, cũng không sợ chết. Nếu là luân hồi chi chủ không có tới, vậy Hy Gia Thánh Tử, há chẳng phải là trắng tu luyện uổng phí. Ha ha ha. Nếu là hắn bị cấm thuật cắn trả mà chết, đó thật đúng là oan uổng. Toàn trường các nơi, đều tràn đầy nghị luận thanh âm, tất cả loại luận điệu đều có. Hy Gia Thánh Tử Hy Huyền Thiên, ngồi ngay ngắn ở một tấm trên ghế, nghe người trong sân cửa nghị luận, khẽ cau mày trước. Hắn ở lão tổ Thiên Hy cổ đế phụ trợ,
hôm nay đã nắm giữ tinh thần biến, giá phải trả cực kỳ to lớn, nếu như Diệp Thần không đến ứng chiến, vậy hắn tất cả bỏ ra, đều là uổng phí. Ta tu luyện tinh thần biến, kinh mạch gánh vác quá lớn, phải chu diệt Diệp Thí Thiên tên kia, cướp lấy huyết mạch hắn, mới có khả năng khôi phục, nếu như hắn không đến, ta há chẳng phải là gai gâu. Thi Huyền Thiên trong lòng âm thầm tính toán, hắn so người bất kỳ, đều mong mỏi Diệp Thần đến. Hiện tại hắn sợ nhất, chính là Diệp Thần lâm trận lùi bước. Hình ảnh quay về, nguyện vọng thiên tinh trên. Diệp Thần không ngừng tự cứu, tinh thần một chút xíu, từ biển sâu trong nước xoáy bỏ ra ngoài. Rốt cuộc, lại qua nửa giờ, Diệp Thần tinh thần trở về vị trí cũ, mở mắt ra, hoàn toàn trở về thực tế. Nhâm tiền bối, ta. Diệp Thần vừa mở mắt, liền thấy Nhâm Phi Phàm, Kỷ Tư Thanh, Hạ Huyền Thịnh các người, ở vô cùng lo lắng nhìn hắn. Chớ nói, quyết đấu lập tức bắt đầu, chúng ta đi. Nhâm Phi Phàm thấy Diệp Thần tỉnh lại, không nói hai lời, trực tiếp nắm Diệp Thần cánh tay, biến dạng hư không, lao tới Thiên Hy đảo. Suy rồi. Hạ một sát, hư không vỡ vụn. Diệp Thần cùng Nhâm Phi Phàm bóng người, chính là hiện lên ở Thiên Hy đảo bầu trời. Vì hôm nay quyết chiến, Thiên Hy đảo lại chuẩn bị trùng trùng phòng vệ bình phong che chở, khắp nơi đều là đại trận. Nhưng, những thứ này đại trận cùng phong tỏa, căn bản không ngăn được Nhâm Phi Phàm. Nhâm Phi Phàm biến dạng hư không tới, không có bị bất kỳ trở ngại. Khi ra tất cả trưởng lão các cường giả, thấy Nhâm Phi Phàm bóng người, nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh, trong lòng sinh ra một loại gần như cảm giác tuyệt vọng. Thiên hạ thứ tư cao thủ, vượt qua thiên lý tồn tại, chân thực quá mức đáng sợ. Khi ra, trêu chọc như thế một vị đại nhân vật, thật là đá tấm sắt. Thật may hôm nay quyết đấu, là Diệp Thần cùng Hy Huyền Thiên người cuộc chiến sinh tử. Hai bên đều nói tốt, do hắn hai người chúng ta giải quyết, sống chết do trời, trưởng bối không thể nhúng tay. Nói cách khác, coi như Diệp Thần bị giết chết, Nhâm Phi Phàm cũng không có báo thù mượn cớ. Cái này làm cho được Hy ra rất nhiều cường giả, đều là thoáng an tâm. Xem ngươi, tiểu tử. Nhâm Phi Phàm đem Diệp Thần mang tới sau đó, lập tức lắc người một cái, lại có thể trực tiếp tại chỗ biến mất. Toàn trường các khán giả cũng nghe qua Nhâm Phi Phàm thiên mệnh truyền thuyết, giờ phút này thấy Nhâm Phi Phàm chân thân, ở Thiên Hy đảo trùng trùng đại trận cấm chế hạ, tới lui tự nhiên, coi Thiên Hy cổ tộc như không có gì, không khỏi ngần than thầm. Nhâm Phi Phàm thật anh hùng vậy, chỉ sợ toàn bộ Thiên Hy cổ tộc, cộng lại cũng kém hơn một mình hắn khí phách. Rất nhiều người phát ra tiếng khen ngợi, Nhâm Phi Phàm nhưng mà đời này thứ tư cao thủ, vượt qua thiên lý, có thể thấy này nhóm cường giả hình dáng. Bây giờ trời bỏ mặc quyết chiến kết quả như thế nào, tất cả mọi người đều cảm thấy đáng giá, thậm chí có cuộc đời này không uổng công giác. Diệp Thần thấy Nhâm Phi Phàm rời đi, ánh mắt nhất thời đông lại một cái. Hắn biết, kế tiếp quyết đấu, liền phải hoàn toàn dựa vào mình, sống chết đều là mình nắm giữ, Nhâm Phi Phàm sẽ không lại ra tay. Ta là nên gọi ngươi Diệp Thần vẫn là Diệp Thí Thiên, cũng hoặc là Luân Hồi Chi Chủ, bất quá những thứ này cũng không trọng yếu. Ngươi rốt cuộc đã tới, ta còn lấy vì ngươi lâm trận chạy khỏi đây. Khi Huyền Thiên thấy Diệp Thần tới, trong lòng vui mừng, khóe miệng vuốt vẻ mỉm cười, tựa như thấy được mong đợi đã lâu con mồi. Diệp Thần nói, vừa mới tới giữa trưa, không tính là quá muộn, động thủ đi. Dứt lời, Diệp Thần hạ xuống quyết đấu trên đài, một bộ khí định thần nhàn hình dáng. Khi Huyền Thiên nhìn kỹ xem Diệp Thần, nhưng phát hiện Diệp Thần trên mình mơ hồ bao phủ một tầng hồn lực hơi thở, không khỏi được trong lòng rét một cái. Tầng này hồn lực, nhưng thật ra là Diệp Thần uống luân hồi tiên đan sau đó, ngắn ngủi ra chỉ luân hồi hồn lực, coi như là một tầng không lớn không nhỏ tăng thêm. Khi Huyền Thiên từ tầng kia hồn lực bên trong, cảm nhận được luân hồi hơi thở, nhưng cũng không dám khinh thường, lúc này gợi lên 12 phần tinh thần, vậy hạ xuống quyết đấu trong đài, cùng Diệp Thần chừng rằng co. Mà thấy hai người rốt cuộc đồng loạt lên đài, toàn trường các khán giả, cũng là bùng nổ một hồi nhiệt liệt tiếng hô, thậm chí có người mở ra bàn khẩu, đặt tiền cuộc đánh bạc. Diệp Thần coi thường ngoại giới rối bời, ánh mắt chỉ nhìn chăm chú Hy Huyền Thiên, nói, nghe nói ngươi tu luyện cấm thuật. Hy Huyền Thiên tu luyện cấm thuật tinh thần biến, chuyện này, đã ở Hắc Ám Cấm Hải truyền ra, tinh thần biến khí tượng, là rất khó giấu giếm, dẫu sao là hồng hoang tám cấm một trong. Ha ha! Người tin tức ngược lại là linh thông, ngày hôm nay vì giết ngươi, ta nhưng mà xuống vốn gốc.
Thi Huyền Thiên cười lạnh một tiếng, cũng không có giấu giếm cái gì, trực tiếp nắm chặt quyền, cả người nổ lên một cổ hạo nhiên tinh mang. Có một tôn to lớn hư ảnh, từ sau lưng hắn nổi lên. Đó là trong truyền thuyết tinh đế, ngôi sao đế hoàng hư ảnh. Tinh đế hạo nhiên khí, mở. Thi Huyền Thiên quát to một tiếng, tinh thần biến vận chuyển, trực tiếp diễn hóa ra tinh đế hạo nhiên khí thần mang, sau lưng tinh đế hư ảnh, chừng vạn trượng cao, nguy nga bá đạo. Hắn rút kiếm ra khỏi vỏ, một món cuồn cuộn ánh sao, hội tụ ở hắn trên thân kiếm, chợt thuận tiện lấy chảm phá thiên địa khí thế, hướng Diệp Thần đánh tới. Mơ hồ tới giữa, từ Hy Huyền Thiên trên mình, Diệp Thần thậm chí thấy được Hiên Viên Mặc Tả bóng dáng, vậy tinh đế hạo nhiên khí, ngược lại là gợi lên hắn rất nhiều nhớ lại. Tai nạn thiên kiếm, lên. Diệp Thần rút ra tai nạn thiên kiếm, bây giờ không phải là kỷ niệm thời điểm, mắt xem Hy Huyền Thiên ánh sao cuồn cuộn một kiếm chém đến, hắn lập tức huy động tai nạn thiên kiếm, nghênh kích lên. Chanh! Hai kiếm giao phong, Diệp Thần nhìn chính xác Hy Huyền Thiên khí cơ sơ hở, một kiếm vừa vặn đánh vào hắn kiếm thế chỗ bạc nhược, tia lửa văng khắp nơi. Ừ! Hy Huyền Thiên gương mặt biến đổi, chỉ cảm thấy Diệp Thần, tựa như nhìn thấu mình thần thông khí cơ, lại có thể tinh chuẩn phong tỏa nhược điểm, để cho được trong cơ thể hắn linh khí, cũng là hơi bị phản chấn, một hồi hỗn loạn. Trùng hợp mà thôi. Hy Huyền Thiên thoáng định thần, trường kiếm quơ múa, trong nháy mắt chém ra hàng tỷ kiếm, kiếm kiếm mang cuồn cuộn ánh sao. Ung ung. Bầu trời chấn động, màn đêm buông xuống, che đậy mặt trời gay gắt. Vô số sáng chói tinh thần, ở chân trời hiện lên, có từng luồng dâng trào mãnh liệt ánh sao, như thác vải vậy bạo rơi xuống, bơm vào đến Hy Huyền Thiên trên thân kiếm. Hy Huyền Thiên kiếm vũ tinh thần, mênh mông bá đạo tới cực điểm. Tinh thần biến chỗ lợi hại nhất, đó là có thể nắm trong tay chư thiên tinh túc năng lượng, lần này Hy Huyền Thiên kiếm pháp mở ra, chư thiên vũ trụ tinh thần, tựa như đều ở đây là hắn trợ uy, vô cùng lợi hại. Thấy Hy Huyền Thiên bá đạo như vậy kiếm thế, khán đài bên trên, không ít người âm thầm thán phục. Mà Hy gia các cường giả, còn có Hy Huyền Thiên sư phụ Hy Thái Trùng, cũng là âm thầm gật đầu, xem ra hôm nay chiến đấu ổn. Nhưng mà, đối mặt Hy Huyền Thiên như nước thủy triều như biển thế công, Diệp Thần nhưng là không sợ chút nào. Hắn trong mắt thấy rõ, ở trong nháy mắt, nhưng nhìn ra liền Hy Huyền Thiên kiếm pháp bên trong đủ loại sơ hở. Đi qua 10 ngày bên trong, Diệp Thần một mực ở La Sinh cổ tộc bên trong tu luyện, vậy nắm giữ tinh thần biến chín thành bí pháp. Cho nên, hắn thấy Hy Huyền Thiên kiếm chiêu lúc đó, chỉ cảm thấy hết sức quen thuộc, nơi có khí cơ lưu chuyển, tựa hồ cũng ở hắn dự liệu bên trong. Thậm chí, Diệp Thần có thể dự trù ra, Hy Huyền Thiên bước kế tiếp động tác. Ha ha, cái gọi là tinh thần biến, bất quá như vậy. Diệp Thần khinh thường cười một tiếng, huy động tai nạn thiên kiếm. Ở một cái chớp mắt tới giữa, cũng là chém ra hàng tỷ kiếm, cùng Hy Huyền Thiên kiếm kiếm tranh phong, kiếm kiếm va chạm. Vô số kiếm khí kịch liệt đụng nhau, chỗ hư không chỗ nổ tung, cho dù quyết đấu trên đài, có cấm chế bảo vệ, thế nhưng rất nhiều cấm chế, đều ở đây Diệp Thần cùng Hy Huyền Thiên kiếm khí dưới sự xung kích, tầng tầng nổ tung, khơi dậy động trời đợt khí. Hy Huyền Thiên gương mặt biến đổi, chỉ cảm thấy tự chỉ huy vẩy ra hàng tỷ kiếm. Lại có thể tựa như toàn bộ bị Diệp Thần xem thấu, mỗi một kiếm đều bị ngăn trở, mỗi một kiếm đều bị hóa giải. Điều này sao có thể? Hy Huyền Thiên hoảng hốt, kiếm pháp bị phá, ánh sao cuốn ngược, chấn động được hắn liên tiếp lui về phía sau. Xin lỗi, người võ đạo, đã bị ta xem thấu. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, tai nạn thiên kiếm đâm thẳng, chỉ hướng Hy Huyền Thiên ấn đường. Cái này không thể nào. Hy Huyền Thiên không dám tin tưởng. Mắt xem Diệp Thần trường kiếm đâm tới, vội vàng điều động ánh sao lực, hội tụ tay trái. Tinh thần đại thủ ấn, cho ta trấn áp. Quát to một tiếng, Hy Huyền Thiên cuồng như vậy một trường, gào thét đánh ra. Một trường này ánh sao lóe lên, trên không huyễn hóa ra vạn trường to lớn trường ảnh trên có rất nhiều ngôi sao văn lạc, như vũ trụ quỹ tích vậy chuyển động, đặc biệt nguy nga. Cái này mênh mông một trường, chính là quay đầu hướng Diệp Thần đầu đánh tới. Thái Dương Tiên Hoàng Trảm. Diệp Thần chút nào không hoảng hốt, đã một mắt xem thấu ngôi sao này đại thủ ấn cấu tạo, lập tức nổ lên một kiếm, Thái Dương Tiên khí hội tụ, cuồng như vậy chém ngược ra, lại mang từng luồng tai khí, suy đích một tiếng, lại ung dung một kiếm, chảm phá Hy Huyền Thiên tinh thần đại thủ ấn. Hy Huyền Thiên kinh hãi,
không nghĩ tới thần thông của mình, lại có thể toàn bộ bị Diệp Thần nhìn thấu, mắt xem Diệp Thần thiên kiếm giết tới, vội vàng tại chỗ lộn một cái, mười phần chật vật tránh ra. Cái này, đây rốt cuộc là chuyện gì? Trên khán đài, khi ra tất cả trưởng lão các cường giả, thấy một màn này, cũng là kinh ngạc không thôi. Hiện tại ai cũng có thể nhìn ra, khi Huyền Thiên võ đạo, đã bị Diệp Thần xem thấu, không có chút nào bí mật. Bọn họ không dám tin tưởng, Diệp Thần kết quả là làm sao làm được. Diệp Thí Thiên, ngươi lại có thể thấy rõ thần thông của ta, rất tốt, vậy ta cũng muốn xem, ngươi làm sao phá một chiêu này. Tinh Bạo Thiên vẫn, lạc. Khi Huyền Thiên vành mắt hết sức nứt ra, đã biết mình võ đạo bại lộ, nhưng hắn cũng không có quá kinh hoàng, bởi vì cái này tinh thần biến, dị thường cường hãn, coi như Diệp Thần có thể nhìn thấu, cũng không cách nào chân chính ngăn cản. Hắn cả người linh khí bùng nổ, chư thiên tinh thần cũng sẽ dẫn động, từng hạt tròn tinh cầu, ùng ùng hóa thành vẫn thạch, nổ vậy bạo rơi xuống, hóa thành một tràng mà thế mưa sao xa, ùn ùn kéo đến hướng Diệp Thần rót đi. Diệp Thần thấy một chiêu này, con người cũng là hơi co rúc lại. Bởi vì, hắn mặc dù có thể nhìn ra, cái này đầy trời mưa sao xa khí cơ biến hóa, nhưng chư thiên tinh bạo uy sắp, điều này có thể tính quá mức đáng sợ, căn bản không cách nào hóa giải. Oanh, oanh, oanh. Từng hạt tròn tinh cầu vẫn thạch, nện ở Diệp Thần chung quanh. Diệp Thần thân thể không ngừng thiểm lược, tả hữu đằng na, né tránh tinh vẫn tập sát, đồng thời huy động thiên kiếm, đem từng cục vẫn thạch rời ra. Nhưng, vẫn thạch lưu tinh mưa số lượng, đích thực quá đáng sợ, ùn ùn kéo đến, căn bản không cách nào toàn bộ phá hết. Khoảnh khắc tới giữa, Diệp Thần đều cảm thấy có chút nghẹt thở, khó mà đối phó. Hi hi, Diệp Thí Thiên, như thế nào? Khi Huyền Thiên thấy Diệp Thần hơi có điểm bộ dáng chật vật, nhất thời đắc ý cười một cái. Tinh thần biến dẫu sao là cấm thuật, hắn tu luyện bỏ ra giá cực lớn, trung cực bùng nổ uy lực, tự nhiên cũng là khủng bố. Cái này đầy trời mưa sao xa tập sát, lực sát thương kéo dài mà to lớn. Thậm chí, khi Huyền Thiên nhận vì mình, có cơ hội hướng cấm thiên bảng thứ nhất vị kia đánh vào. Cấm thiên bảng thứ nhất, đó là vô thượng quang vinh, hắn khát vọng đã lâu. Nhưng, cấm thiên bảng xếp hạng thứ nhất cao thủ, thật lợi hại, hắn hoàn toàn không cách nào chống lại. Bất quá hôm nay, nắm giữ tinh thần biến, khi Huyền Thiên ngược lại là cảm thấy, mình có thể khiêu chiến một tí. Hi hi, Diệp Thí Thiên, chờ ta ngày hôm nay giết chết ngươi, huyết mạch ngươi, chính là ta lên đỉnh cấm thiên bảng, tốt nhất trợ lực. Khi Huyền Thiên liếm môi một cái, nâng kiếm sải bước ra, mượn đầy trời tinh bạo thần uy, kiếm khí cuồn cuộn như sấm, mãnh liệt hướng Diệp Thần chém tới. Hắn chỉ muốn lập tức chém chết Diệp Thần, sau đó cướp lấy Diệp Thần luân hồi huyết mạch. Như vậy thứ nhất, hắn thì có tuyệt đối lòng tin, có thể nghiền ép cấm thiên bảng đệ nhất vị kia, nghịch thiên lên đỉnh. Diệp Thần cảm nhận được Hy Huyền Thiên kịch liệt uy thế, gương mặt hơi run lên, nhưng cũng không úy kỵ, lạnh lùng nói, bằng ngươi cũng muốn giết ta, quá mức ngây thơ. Luân hồi trọng đồng, mở. Đi đôi với quát to một tiếng, Diệp Thần lập tức mở trọng đồng, trong tròng mắt toát ra ngàn vạn nặng quang vòng, như có vô số nhật nguyệt ở trong đó xa vào vậy. Trọng đồng mở sau đó, Diệp Thần có thể càng thấy rõ, Hy Huyền Thiên khí cơ lưu chuyển. Ta đây muốn xem, là ngươi cấm thuật lợi hại, vẫn là ta chín tầng trời thần thuật lợi hại. Đại Thiên Trọng Lâu Trưởng, phá cho ta. Diệp Thần quát to một tiếng, tay trái một trưởng cuồng chụp ra, sử xuất Đại Thiên Trọng Lâu Trưởng. Ung ung, cương mãnh vô cùng trưởng phong, ở Diệp Thần trong lòng bàn tay kích động, chư thiên sao trời nhất thời hỗn loạn, vạn giới tinh không làm nổ tung, hiển hóa ra thế giới vô biên mênh mông khí tượng. Ngay sau đó, có từng ngọn trọng lâu nguy nga khí tượng, ở Diệp Thần sau lưng hiện lên, vậy đầy trời nổ tinh vẫn, nhưng không cách nào phá hoại trọng lâu chút nào. Oanh! Diệp Thần một trưởng gào thét ra, đánh được tinh không nổ tung, vậy đầy trời rơi xuống tinh cầu vẫn thạch mưa xối xả, vậy toàn bộ cuốn ngược đi ra ngoài, hướng Hy Huyền Thiên giết ngược. Nhưng mà, Hy Huyền Thiên thấy Diệp Thần hung mãnh thế công, không chút kinh hoàng, tựa hồ sớm có chuẩn bị. Thiên Hy trọng đồng, mở! Hy Huyền Thiên một tiếng gào thét, vậy mở mình trọng đồng, chín tầng quang vòng tách ra thả ra, mặc dù không có Diệp Thần như thế đáng sợ, nhưng ở trọng đồng ra chỉ xuống, hắn lực lượng vậy tăng lên rất nhiều, mơ hồ tới giữa, thậm chí cùng Thiên Hy đảo địa mạch, vậy sinh ra một chút câu thông liên lạc. Mặt đất huy năng, dày đức trở vật.
Thi Huyền Thiên mượn dùng địa mạch năng lượng, ở trước người mở ra một tầng kết giới vòng bảo vệ,